thần thánh trở về, Tuyết Lam tự mình thay áo cho y, sau đó vùi vào ngực y, làm một tiểu nữ nhân hạnh phúc. Thần thánh vuốt tóc dài của Tuyết Lam, hỏi. Hai người mới đi ra ngoài là ai? Ta thấy hơi quen mắt. Tuyết Lam nhếch môi cười. Chàng đã gặp nàng ta. Ai vậy? Tuyết Lam cười khúc khích. Người mà năm xưa chàng không chiếm được. Thần thánh đứng bật dậy, đôi mắt sâu thẳm nhìn Tuyết Lam, biểu tình nghiêm túc rung động hỏi. Nàng nói là, nàng ta. Tuyết Lam ngước đầu lên, mắt chứa ý cười đùa cợt nhìn về. Đúng vậy, chàng nhìn rõ chưa? Vừa già vừa xấu, nhìn thôi đã muốn nôn, ta mới ói ra, chàng có buồn nôn không? Thần thánh không trả lời. Tuyết Lam liếm môi son, cười quyến rũ. Người 40 tuổi mà xấu xí đến mức này, chàng còn yêu nổi không? Thần thánh hít sâu, không nói không rằng đi ra cửa phòng. Sau khi thần thánh rời đi, Tuyết Lam tiếp tục kích động hét, giọng càng lúc càng lớn. Chàng tốt nhất hãy nhìn cho rõ, nhìn xem bây giờ nàng ta xấu xí đến cỡ nào. Chừng nào chưa ói đủ thì chàng đừng bước vào cửa nhà. Lý Thiên Mệnh điều khiển xe ngựa chạy trên đường cái Diễm Đô. Ý của vị phu nhân này là khiến chúng ta chờ đợi trong thần diệu khách điếm do nhà họ kinh doanh, đợi khi phu nhân sắp xếp chỗ ở xong sẽ sai người đến đón chúng ta. Thần diệu khách điếm là một trong những khách điểm lớn nhất Diễm Đô, giá một đêm rất đắt đỏ, với tiền túi hiện giờ của hai mẫu tử không đủ để ở một đêm trong thần diệu khách điếm. Vệ Tịnh ngồi trong xe ngựa nói. Không đi thần diệu khách điếm. Ý của nàng là từ bỏ chỗ ở Tuyết Lam phu nhân sắp xếp cho mình. Lý Thiên Mệnh đã quen đời bạc bẽo, hắn nghe hiểu chanh chua trong lời nói của Tuyết Lam phu nhân. Trước mặt chính chủ mà Tuyết Lam phu nhân còn cư xử như vậy, có thể tưởng tượng ở sau lưng nàng càng châm chọc đùa cợt nhiều thế nào. Lý Thiên Mệnh lắc đầu nói. Sau này đừng đi tìm mấy tỉ muội đó nữa, khi mình phong quang luôn có kẻ nịnh nọt, lúc xuống dốc thì đám quỷ quái ước gì ùa ra bỏ đá xuống giếng, càng miễn bàn tình cảm 20 mấy năm trước của mẫu thân. Giọng Vệ Tịnh có chút yếu ớt. Trước kia nàng ấy không như vậy. Nương, nhi tử không hy vọng nương sẽ đi cầu xin người khác chỉ vì nhi tử, càng không muốn để bất cứ ai tổn thương người. Gặp chuyện hôm nay làm Lý Thiên Mệnh rất đau lòng mẫu thân. Người mình càng tin tưởng mà trêu đùa mình như vậy mới càng khiến lòng khó chịu. Nếu nàng không xem Tuyết Lam là tỉ muội thật sự thì đã không nhờ và Tuyết Lam dàn xếp chỗ ở dùm, để rồi tự chuốc nhục. Vệ Tịnh gật đầu nói. Biết rồi. Vệ Tịnh không muốn biểu hiện ra uất ức trong lòng khi ở trước mặt nhi tử, nhưng Lý Thiên Mệnh biết mẫu thân buồn hơn ai hết. Lý Thiên Mệnh lên kế hoạch. Xe ngựa của Lý Viêm Phong có chút cấp bậc, đáng giá ít tiền, chúng ta bán xe ngựa trước, ít ra có thể ở một tháng khách điểm trong Diễm Đô. Chờ nhi vào Viêm Hoàng học cung rồi tìm cách tiếp. Chắc chắn Tuyết Lam sẽ xếp chỗ ở cho hai mẫu tử, chuyện này quá dễ dàng với nàng ta. Nhưng Vệ Tịnh sẽ không đến thần diệu khách điểm. Tỷ muội này không còn đáng để nhắc tới nữa. Khi người ta khốn khổ cùng đường đi tới thành trì to như vậy dễ thấy hoang mang, con đường tương lai rất khó đi, nhưng Lý Thiên Mệnh sẽ không đánh mất niềm tin. Diễm Đô như vòng xoáy lửa lớn, mọi người vùng vẫy trong đó. Lý Thiên Mệnh thầm thề rằng cuộc đời sau này tuyệt đối không để bất cứ ai có cơ hội tổn thương mẫu thân nữa, bắt đầu từ giây phút này. Lý Thiên Mệnh hỏi, mẫu thân, đã đến lúc nói cho nhi tử biết về thiên phủ. Cái gì là tiểu mệnh kiếp? Phủ chủ là ai? Vệ Tịnh vén rèm, giả vờ thoải mái cười nói. Ngươi còn quá nhỏ, biết những chuyện này không tốt cho ngươi, lần này có thể quay về Diễm Đô nhìn xem đã làm ta thỏa mãn rồi. Lý Thiên Mệnh quay đầu, ngơ ngác nhìn đôi mắt và mái tóc bạc của mẫu thân. Cho nên mẫu thân hoàn toàn không trông chờ vào nhi tử, muốn bị người lãng quên, âm thầm rời khỏi thế giới này phải không? Vệ Tịnh vẫn mỉm cười, có lẽ đây là suy nghĩ của nàng. Mắt Lý Thiên Mệnh nóng bỏng, thốt ra mỗi chữ là lời thề dành cho mẫu thân. Mẫu thân, xin hãy nghe đây, nhi tử sẽ vào thiên phủ, sẽ chữa khỏi bệnh cho người, dù khó khăn bao nhiêu thì nhi thể nhất định sẽ làm được. Vệ Tịnh lắc đầu nói. Khó lắm, vào thiên phủ rất khó, muốn trị bệnh càng khó hơn, khó bằng lên trời. Nhi tử biết rất khó nhưng mẫu thân phải tin tưởng vào nhi tử cũng tin rằng mẫu thân không phải người yếu đuối cúi đầu trước vận mệnh. Không phải phế vật biết khó mà lui. Chắc chắn mẫu thân không cam lòng cuộc đời này, nên dù nhi phải trả giá tất cả cũng phải làm được những gì đã nói ra. Lâu rồi Lý Thiên Mệnh không kích động như vậy, hắn nắm chặt tay mẫu thân, nhìn thẳng vào mắt mẫu thân, ánh mắt của hắn. Kiên định hơn bất cứ ai. Vệ Tịnh mờ mịt. Thiên Mệnh.
Lý Thiên Mệnh đã nói chúng nhiều điều giấu trong tim Vệ Tịnh, nhưng số phận tàn khốc như núi Thái đè, làm sao có thể không cúi đầu. Lý Thiên Mệnh cực kỳ nghiêm túc không nói đùa. Mẫu thân, là người ban cho Nhi mạng sống, nếu người chết thì Nhi sẽ chết theo. Nhi sẽ không để người cô đơn trên đường suối vàng. Hai tử, đừng như vậy, người còn tương lai tươi sáng thanh thang. Không có mẫu thân thì phong quang đến đâu, con đường phía trước rộng lớn cỡ nào đều mất ý nghĩa. Không phải Nhi nhận thua, Nhi chỉ muốn cho mẫu thân hiểu rằng Nhi sẽ hết sức chống cự khi đối mặt cái gọi là số phận, tử chiến đến cùng. Nên xin mẫu thân đừng bao giờ bỏ cuộc. Những đạo lý này là mẫu thân dạy cho hắn, nếu không có mẫu thân khích lệ thì hắn làm sao chống chọi vượt qua 3 năm thung linh. Vệ Tịnh vực dậy niềm tin, không còn suy sút nữa. Được, ta hứa với ngươi, chờ khi ngươi vào thiên phủ thì ta sẽ nói hết tất cả cho nghe. Nhưng khóe mắt Vệ Tịnh chảy giọt lệ, nhìn mẫu thân như vậy càng làm Lý Thiên Mệnh đau lòng hơn. Lý Thiên Mệnh lau nước mắt cho mẫu thân, mỉm cười nói. Được rồi, xin người đừng khóc, ngoéo tay nào. Ừ, ngoéo tay 100 năm không được thay đổi. Vệ Tịnh có chút tính trẻ con, giọt lệ lúc này là nước mắt hạnh phúc. Hai người giống như hồi Lý Thiên Mệnh còn bé, ngón tay móc vào nhau, giữ lời thề tương lai anh dũng chiến đấu đến cùng. Lý Thiên Mệnh nói. Mẫu thân, Nhi nói thật, chúng ta đừng nhận rùa đen đáng ghét Tuyết Lam ban ơn làm gì. Có ngày Nhi tử sẽ mua nhà to nhất cho người, đẹp còn hơn Thính Vũ Các. Để mẫu thân sống thật thoải mái, cho đám nha hoàn hầu hạ người. Vệ Tịnh bị chọc cười, cười híp mắt, phô tư như đứa trẻ 80 tuổi. Không cần, không cần đâu, miễn trông thấy ngươi, nhìn ngươi vui vẻ thì nhà nhỏ xíu vẫn hạnh phúc. Diễm Đô rất lớn, một chiếc xe ngựa chạy qua phố không gây chú ý với ai. Mọi người vội vàng đi qua, bận rộn việc của mình, chỉ có thi vào Điện Viêm Hoàng học cung vào 3 ngày sau là hấp dẫn mong đợi. Lý Thiên Mệnh không biết rằng trong khi hai mẫu tử nói chuyện thì một nam nhân đứng như bóng ma trong góc đường. Mắt nam nhân sâu thẳm nhìn hai mẫu tử lướt qua, đi theo sau một lúc rồi từ từ dừng bước, khóe môi cong lên nụ cười phức tạp. Nam nhân lắc đầu, tiếp tục theo dõi. Đời người. Lý Thiên Mệnh bán xe ngựa, đổi lại 30 viên ngọc báu thiên văn màu cam, có đủ hỏa ngọc, phong ngọc, kim ngọc và lôi ngọc. Vì 3 con ngựa tốt kéo xe đều là đẳng cấp mãnh thú mới bán giá như vậy. Xe ngựa tầm thường chưa chắc đổi được 1 viên ngọc báu thiên văn màu đỏ. Tiểu hoàng kê phát thèm ngọc báu nhưng biết bây giờ chưa thể ăn. 30 viên ngọc báu cần dùng cho hai mẫu tử sinh hoạt một thời gian rất dài, đặc biệt là mẫu thân cần có chỗ ở, dưỡng thân thể, vô cùng tốn tiền. 3 ngày sau Lý Thiên Mệnh còn phải đi thi vào điện, nên hắn tìm một khách điếm tiêu chuẩn trung bình, đặt 1 gian phòng thanh toán trước 1 tháng tiền phòng. Trong phòng chỉ có 1 chiếc giường, đương nhiên để cho mẫu thân nằm. Hắn chỉ cần ngồi một chỗ tu luyện. Sau khi có được luyện ngục vĩnh hằng thể, thể chất của Lý Thiên Mệnh trở nên siêu mạnh, vũ dũng mạnh mẽ, không ngủ nghỉ mấy ngày mấy đêm đều được. Dàn xếp ổn thỏa rồi Lý Thiên Mệnh nấu thanh linh thảo thành thuốc cho Vệ Tịnh uống. Chốc lát sau, Vệ Tịnh thiếp ngủ, Lý Thiên Mệnh và Tiểu Hoàng Kê cùng nhau tu hành. Cấm thú bản mệnh của người thường đi lang thang trên đường Diễm Đô, nên lúc này Lý Thiên Mệnh mới cho Tiểu Hoàng Kê ra khỏi không gian bản mệnh. Vì một số thú bản mệnh hình thể rất to, đi lang thang sẽ phá hoại đường phố. Vì Vệ Tịnh đang ngủ, Tiểu Hoàng Kê ra ngoài rồi rất ngoan, không líu díu như mọi khi. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Không có tiền là khó khăn lớn nhất trên đời. May mắn cướp xiềng xích lôi hỏa của Liễu Thiên Dương, nếu kẹt quá thì bán nó đi cũng đủ tiền mua một chỗ ở trong Diễm Đô. Tiểu Hoàng Kê ghét bỏ nói. Đời trước ta đã tạo nghiệt gì mà đi theo đứa nghèo rất mồng tơi như người. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Mợ nó, lúc có nạn cùng chịu mà ngươi nói phũ phàng như vậy, có còn là huynh đệ không? Tiểu Hoàng Kê khinh thường nói. Không có tiền thì huynh đệ cái quái gì, đồ ngây thơ. Bụng rỗng thì ta cóc cần tình cảm huynh đệ. Lý Thiên Mệnh khinh miệt nói. Rác rưởi. Cả hai đang tán dóc thì Lý Thiên Mệnh bỗng nổi da gà, hắn vụt ngoái đầu lại. Một nam nhân đứng sau lưng hắn. Nam nhân mặc áo đen rộng thùng thình nhưng không thể che lấp đôi mắt sáng ngời. Y nhìn Lý Thiên Mệnh chăm chú, lặng lẽ xuất hiện ở đây. May mắn nam nhân không có ác ý, khi Lý Thiên Mệnh phát hiện ra y thì y nhỏ giọng nói với ngữ điệu mềm nhẹ. Sớt, đừng làm ăn đến nàng. Lý Thiên Mệnh bởi vậy thả lỏng cảnh giác, nhưng hắn đoán người này cực kỳ mạnh. Nam nhân lặng lẽ xuất hiện trong phòng, ít nhất về mặt thực lực áp chế Lý Thiên Mệnh vô số lần.
xem cử chỉ vô hình toát ra khí thế thì biết đây là tồn tại mà Lý Thiên Mệnh khó thể tưởng tượng. Lý Thiên Mệnh thu lại địch ý, hỏi. Các hạ là vị nào? Hắn biết loại tồn tại này không cần đối phó với hắn, vì hắn không có tư cách nhận đãi ngộ đó. Nam nhân đánh giá hắn. Ta là ai không quan trọng. Lý Thiên Mệnh lại hỏi. Vậy tiền bối có gì sai bảo? Mắt nam nhân chứa ý cười. Lý Thiên Mệnh, ta biết ngươi. Ta nên cảm thấy vinh hạnh sao? Ngươi biết tại sao ta biết đến ngươi không? Mời tiền bối nói. Nam nhân chỉ lộ ra đôi mắt nhưng tia mắt cực kỳ sắc bén. Bởi vì ta biết ngươi có được chiến hồn thánh thú nhưng thành áo cưới cho Lâm Tiêu Đình. 3 năm trước ngươi là bèo không dễ trong Diễm Đô nên mới gặp kết cục bi thảm. Nhưng phải công nhận người đầu tiên lấy được chiến hồn thánh thú là ngươi, chiến hồn thánh thú chỉ thừa nhận ngươi. Lý Thiên Mệnh nghe xong giật bắn người, vì hắn chưa từng nói với ai về chuyện này. Lý Thiên Mệnh biết rõ người Lôi Tôn phủ khống chế dư luận, dù hắn nói cho người trong thiên hạ rằng chiến hồn thánh thú là của hắn cũng sẽ không ai chịu tin tưởng. Con đường tu luyện chỉ khi đột phá thú mạch cảnh đến linh nguyên cảnh mới biết chiến hồn thánh thú quan trọng cỡ nào. Nói ngắn gọn là tài phú 10 tòa ly hỏa thành cộng lại cũng không bằng chiến hồn thánh thú. Tư chất của Lâm Tiêu Đình vốn không đủ để trở thành thiên tài số 1 thiên phủ, nhưng chiến hồn thánh thú cho gã leo lên vị trí này. Cấp bậc cao nhất của thú bản mệnh là thánh thú, chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Thánh thú để lại chiến hồn cho thú bản mệnh có sức chiến đấu nghịch thiên, là vốn liếng không giới hạn. Thần nguyên đỉnh cấp là chí bảo trong thiên địa, chiến hồn thánh thú cũng có giá trị cao chót vót. So sánh thế này, trong tinh thần thương hội nếu bỏ ra nhiều tiền có thể mua được thần nguyên bình thường, thậm chí là hoàng giai, huyền giai, nhưng tuyệt đối không mua được chiến hồn thánh thú. Một người biết chiến hồn thánh thú vốn thuộc về hắn, hơn nữa đột nhiên xuất hiện trước mắt mình, nên hắn rất bất ngờ. Lý Thiên Mệnh tôn kính hỏi. Tiền bối nói đúng, hầu như không ai biết sự thật chuyện này. Xin hỏi tiền bối có gì dặn bảo với ta? Thất bại 3 năm trước, hắn thua vì mình không có chỗ dựa. Tu hành cần có quý nhân, Lý Thiên Mệnh sẽ không tự phụ cho rằng có cự thú hỗn độn thái cổ là mình có thể đi ngang khắp nơi. Mắt nam nhân chữ ý cười nói. Không có gì chỉ bảo, thứ người đánh mất thì không ai giúp đỡ cho người được, huống chi phải đối diện Lôi Tôn phủ. Nam nhân liếc sang tiểu hoàng kê, bỗng sâu thẳm nhìn nó thật lâu. Ta đã xem thường ngươi, vốn tưởng lần này ngươi trở về chỉ phí công, nhưng không ngờ thú bản mệnh mới của ngươi là thủ bản mệnh lục giai. Chắc nam nhân đã trông thấy 6 đốm sáng trong mắt tiểu hoàng kê, nhưng y tuyệt đối không ngờ huỳnh hỏa không đơn giản là thủ bản mệnh lục giai. Nam nhân tiếp tục bảo. Kỳ tích, khế ước huyết thần mà có thể tìm được đẳng cấp cỡ này nói lên hài tử nhà ngươi rất may mắn, chỉ chịu thiệt không có chỗ dựa. Ừm. Nam nhân hỏi. Ngươi muốn lại tham gia thi vào điện? Đúng vậy. Nam nhân nói. Đậu vào điện thì dễ, nhưng muốn vào thiên phủ, với trình độ hiện giờ của ngươi còn rất khó. Phải tu luyện trong Viêm Hoàng học cung vài năm mới có cơ hội vào thiên phủ. Lý Thiên Mệnh bằng hỏi. Sao tiền bối biết ta muốn vào thiên phủ? Lý Thiên Mệnh lại hỏi. Có phải tiền bối đã nghe lén đối thoại của ta với mẫu thân? Mắt của tiền bối làm ta nghĩ đến một người, thần diệu của thần cung, dám hỏi tiền bối có phải là? Nam nhân buồn cười nói. Ngươi đừng nói nữa, tiểu quỷ khôn lõi này. Y vừa lộ ra sơ hở. Lý Thiên Mệnh hỏi 3 vấn đề khoanh vùng thân phận của y được ngay. Lý Thiên Mệnh gật đầu, 1 vừa 2 phải. Được rồi, ta coi như tiền bối là bằng hữu tốt của mẫu thân. Đối phương che mặt tìm đến chắc vì không muốn lộ thân phận, vừa vào đã dặn hắn đừng làm ồn mẫu thân, quá dễ suy luận. Lý Thiên Mệnh không cho rằng hắn có giá trị hấp dẫn loại người như vậy tìm đến. Lý Thiên Mệnh, thấy thú bản mệnh mới của ngươi khiến ta hơi yên lòng, chắc ngươi có thể chăm sóc tốt cho mẫu thân của ngươi. Đã bị Lý Thiên Mệnh đoán được thân phận thì nam nhân không nói chuyện lấp lửng nữa. Lý Thiên Mệnh nói, mẫu thân rất vĩ đại, cũng rất không may mắn, đương nhiên ta sẽ trả giá tất cả vì mẫu thân. Nam nhân khen ngợi, ta đã nghe được lời ngươi nói lúc ban ngày, là một hiếu tử. Nam nhân không biết Lý Viêm Phong suốt ngày mắng hẳn là nghịch tử, hiếu tử hay nghịch tử cũng tùy vào có phụ mẫu như thế nào. Quả nhiên tiền bối nghe trộm. Nam nhân nghiêm túc nhắc nhở. Khụ khụ, đừng nói cho mẫu thân của người biết hôm nay ta đến, không được nhắc một lời nào biết chưa? Nếu không nghe thì sau này có rắc rối ta không tiện trợ giúp ngươi. Lý Thiên Mệnh vội hứa. Tiền bối yên tâm, miệng của ta đã khâu kín bằng chỉ.
Người này vì có quan hệ với mẫu thân nên muốn trợ giúp hắn, đồ ngốc mới từ chối. Tiểu hoàng kê sen mồm. Ta cũng khâu mỏ. Nam nhân gật gù. Thú vị. Nam nhân lấy một viên hỏa ngọc thiên văn màu đỏ ra đặt vào tay Lý Thiên Mệnh. Tiểu hoàng kê trợn to mắt nói. Gặp mặt mà chỉ cho hỏa ngọc thiên văn màu đỏ, và cho có một viên, keo kiệt vậy. Nên biết hỏa ngọc thiên văn màu đỏ là linh khoáng cấp thấp nhất. Nam nhân cười nói. Ha ha ha, trong hỏa ngọc này có lực lượng của ta, gặp rắc rối gì không giải quyết được hãy bóp nát hỏa ngọc, ta sẽ tìm được vị trí của ngươi, nhưng chỉ có thể sử dụng một lần. Lý Thiên Mệnh biết trước nam nhân sẽ không keo kiệt như vậy, hắn cất hỏa ngọc đi ngay. Đây là thứ tốt, trở về Diễm Đô chắc chắn sẽ gặp rắc rối không giải quyết được. Nam nhân nhắc nhở. Nhưng người phải nhớ kỹ, ta sẽ không ở ngoài sáng trợ giúp người. Tiền bối yên tâm, ta biết chừng mực. Nam nhân rất vừa lòng với Lý Thiên Mệnh. Được rồi, chúc người thành công thi vào điện, ta đi trước. Với tu vi của nam nhân chỉ cần xoay người là biến mất trước mắt Lý Thiên Mệnh ngay. Lý Thiên Mệnh vội kêu lên. Xin tiền bối chờ đã. Hắn hơi lớn giọng, suýt đánh thức Vệ Tịnh. Nam nhân căng thẳng trừng mắt quát khẽ. Nhỏ giọng chút. Lý Thiên Mệnh xin lỗi. Ta sai rồi. Ngươi còn có chuyện gì? Tiền bối, cho mượn ít tiền. Nam nhân quái dị nhìn Lý Thiên Mệnh, bật cười nói. Tính cách của ngươi hơi giống mẫu thân của ngươi thời trẻ, tiêu sái rõ ràng không quanh co lòng vòng. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Đa tạ khích lệ, chờ sau này ta giàu rồi sẽ trả lại tiền bối gấp 10 lần, sẽ không thiếu một đồng, đặt hẹn là một năm đi. Lý Thiên Mệnh cần góp nhặt nhiều vốn liếng để tham gia thi vào điện, muốn giành hạng nhất thì cần rất nhiều vốn liếng. Nhưng giờ hắn nghèo rất mồng tơi, cực kỳ cần tiền. Khó khăn gặp một người có thể hỗ trợ, Lý Thiên Mệnh đâu chịu bỏ qua cơ hội, sĩ diện gì đó chỉ có loại nam nhân yếu hèn mới đặt nặng. Nam nhân cười tủm tỉm nhìn hắn. Ngươi xác định một năm sau trả lại cho ta gấp 10 lần. Lỡ không trả nổi thì sao? Lý Thiên Mệnh nghiêm trang nói. Cái đó, đền con gà này cho tiền bối vậy. Nó tương đương với huynh đệ ruột của ta, tình cảm này rất khó dứt bỏ, mất nó như lấy đi nửa cái mạng của ta. Tiểu hoàng kê tức hộc máu. Tổ cha nó. Nam nhân buồn cười nói. Quyết định vậy đi, thủ bản mệnh lục giai nấu canh cũng bổ dưỡng. Ngươi đã hứa trả gấp 10 lần vậy ta sẽ cho mượn nhiều một chút. Ngươi có thể trả được tối đa bao nhiêu? Lý Thiên Mệnh mặt dày đáp. Tiền bối đừng khách sáo, cho mượn bao nhiêu được thì người cứ đưa hết đây. Gan dạ lắm, vậy thì cất kỹ này. Một năm sau ta sẽ đến đòi nợ, để xem tiểu tử nhà ngươi có thể trả lại bao nhiêu. Nam nhân lần mò trong ngực áo rồi ném một bọc tiền ra, túi tiền rơi xuống đất phát ra tiếng động nặng trĩu. Hai người một gà giật nảy mình. Con mợ nó. Nam nhân lo nói chuyện nên không ngờ rằng ngọc báu rơi xuống đất phát ra tiếng vang lớn vậy. Cả ba trợn to mắt nhìn nhau, im thin thít, mãi khi chắc chắn Vệ Tịnh còn ngủ say thì hai người một gà mới thở phào nhẹ nhõm. Nam nhân bỏ lại câu nói cuối cùng rồi xoay người bay ra từ cửa sổ. Lý Thiên Mệnh, nhớ trả gấp 10. Bỏ lại Lý Thiên Mệnh và Tiểu Hoàng Kê bốn mắt nhìn nhau. Tiểu Hoàng Kê nhảy xuống ngay, chui vào túi tiền. Mau lên. Lát sau nó nhảy ra, ánh mắt thương hại nhìn Lý Thiên Mệnh. Tôn tử, người tàn đời rồi. Lý Thiên Mệnh hỏi đồn. Có bao nhiêu? Người tự xem đi. Lý Thiên Mệnh vội nhặt lên, mở ra xem, linh khí mạnh mẽ sộc vào mũi. Hắn lấy đại một viên hỏa ngọc ra. Viên hỏa ngọc này nóng bỏng, nhiệt độ rất cao, mặt trên có một vệt thiên văn màu vàng. Đỏ cam vàng lục lam tràm tím, thiên văn màu vàng thuộc đẳng cấp thứ 3. Một viên hỏa ngọc thiên văn màu vàng đồng giá 10 viên hỏa ngọc thiên văn màu cam. Chỉ có tồn tại như linh nguyên cảnh mới dùng nổi tài phú thiên văn màu vàng. Tiểu hoàng kê nhìn Lý Thiên Mệnh với ánh mắt vui sướng khi người gặp họa. Lý Thiên Mệnh, người tàn đời rồi, chắc chắn không trả hết nợ nổi. Lý Thiên Mệnh bật cười nói. Huynh hỏa, người ngẫm kỹ lại, nếu ta không trả nợ được thì người tàn đời mới đúng. Tiểu hoàng kê xù lông. Quác. Gà con chợt nhớ ra nếu không trả nợ được thì nó sẽ bị tặng cho vị tiền bối kia nấu canh. Bé gà điên tiết lên. Lý Thiên Mệnh, người không phải con người. Đùa giỡn là một nhẽ, Lý Thiên Mệnh thật sự không ngờ đối phương sẽ đưa nhiều tài phú như vậy. 1000 hỏa ngọc thiên văn màu vàng là số tiền cách xù, trợ giúp Lý Thiên Mệnh giải quyết rất nhiều chuyện. Nhưng Lý Thiên Mệnh có nguyên tắc của mình, lấy tiền của người ta, một năm sau nhất định phải trả.
hắn nói sẽ trả gấp 10 lần không phải chỉ nói bằng miệng. 1000 hỏa ngọc thiên văn màu vàng như đưa than trong ngày tuyết rơi. Lý Thiên Mệnh rất cảm kích nam nhân kia, dù đã đoán được thân phận của y nhưng không thể nói ra. Càng phải giấu giếm mẫu thân, chứ không thì Vệ Tĩnh chắc chắn không chịu nhận tiền tài của tiền bối này. Hôm nay có ân, ngày sau sẽ trả. Ơn cho một giọt nước, đặc biệt vào lúc hắn đang ở thung lũng cuộc đời, sau này trả lại cả thùng nước là chuẩn tắc làm việc của hắn. Phượng Hoàng luyện ngục vĩnh hằng gà con lông tơ vàng được cung cấp đầy đủ hỏa ngọc thì tốc độ tu luyện của cả hai sẽ nhanh kinh khủng. Có số tiền này đủ cho Lý Thiên Mệnh lựa chọn chiến quyết tốt. Hắn biết muốn xếp thứ hạng cao trong thi vào điện thì chiến quyết cũng không đủ để ứng đối với đối thủ mạnh hơn. Điểm thi vào điện chia hai phần, gồm có qua ải và thứ hạng. Phần qua ải tức là thi đậu sẽ chính thức trở thành đệ tử của Viêm Hoàng học cung, sau này tu hành được người chỉ dẫn, có thể hưởng thụ tài nguyên tu luyện của học cung. Thứ hạng dựa trên cơ sở qua ải, đệ tử thi đậu mới được tham gia xếp hạng. Đầu tiên là cuộc chiến thứ hạng, liệt kê xếp hạng tất cả đệ tử qua ải. Hạng nhất sẽ trực tiếp thăng vào thiên phủ tu hành, không giành được hạng nhất nhưng thuộc top đầu sẽ hưởng tài nguyên tu luyện nhiều hơn. 4 năm trước Lý Thiên Mệnh khó khăn qua ải, xếp chót trong cuộc chiến thứ hạng, không có chỗ đứng gì trong Viêm Hoàng học cung. Lâm Tiêu Đình xếp hạng nhất trong cuộc chiến thứ hạng, là đệ tử thiên tài vào thẳng thiên phủ. Với thực lực hiện giờ của Lý Thiên Mệnh dễ thi đậu nhưng khó chiếm ưu thế trong xếp hạng. Lý Thiên Mệnh đã có quyết định. Đi Tinh Thần Thiên Cung lớn nhất Diễm Đô, chỗ đó có bán chiến quyết cao cấp nhất. 3 ngày sau sẽ mở phần qua ải thi vào điện, mình cần chiến quyết tốt hơn để phát huy thực lực. Tinh Thần Thiên Cung là trung tâm thương mậu của Tinh Thần Thương Hội xây trong Diễm Đô, cũng là mảnh đất thương mậu lớn nhất nước. Nó chiếm diện tích bằng một tòa thành trì cỡ nhỏ, cỡ 1/3 ly hỏa thành, là chốn phồn hoa nhất Chu Tước Quốc. Từ Thiên Cung là để hình dung bên trong cái gì cần có đều có. Miễn có tiền thì Lý Thiên Mệnh có thể mua được chiến quyết tốt. Bây giờ sắc trời đã tối, hắn và Tiểu Hoàng Kê lo ăn hỏa ngọc, tu luyện. Phỏng chừng vị tiền bối kia không ngờ rằng cả hai có kiểu tu luyện như quái vật thế này. Bé gà đói khát lâu lắm rồi, đêm nay cả hai tu luyện thế như trẻ tre lao thẳng vào thú mạch cảnh đệ bát trọng. Lý Thiên Mệnh có linh cảm chỉ dựa vào mớ hỏa ngọc này đủ cho hắn bước vào thú mạch cảnh đệ bát trọng trong vòng 3 ngày. Tu luyện một đêm mà mặt mày vẫn sáng sủa như ông mặt trời. Tu hành cần có tài nguyên, Lý Thiên Mệnh không cho rằng hành vi mượn tiền của mình là mưu lợi, trả nợ cũng là động lực trong thời gian sắp tới. Sáng sớm hôm sau, hắn chuẩn bị bữa sáng cho mẫu thân, sau đó đi Tinh Thần Thiên Cung chọn lựa chiến quyết thích hợp. Vốn tưởng sẽ không cần dùng xiềng xích lôi hỏa, định bán nó đi, nhưng nếu gặp chiến quyết thích hợp dùng kèm với thú binh tam giai này thì uy lực chắc chắn mạnh hơn huyết hỏa thứ nhiều. Lý Thiên Mệnh đi một mình nên rất nhanh đã tới Tinh Thần Thiên Cung. 1000 hỏa ngọc thiên văn màu vàng làm Lý Thiên Mệnh tràn trề tự tin, từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng cầm số tiền lớn như vậy. Lý Thiên Mệnh khắc ghi một câu trong lòng. Hôm nay mượn tiền giảm bớt khó khăn, ước hẹn 1 năm phải trả lại gấp 10 lần. Đời người đôi khi phải biết thay đổi theo thời thế, cứng nhắc và ngoan cố đôi khi là một loại ngu xuẩn. 3 năm trước Lý Thiên Mệnh đã chịu thiệt vì quá chính trực. Giờ cầm số tiền lớn như vậy đương nhiên sẽ không bạc đãi chính mình. Lý Thiên Mệnh đến Tinh Thần Thiên Cung chọn lựa chiến quyết, đã chọn thì phải lựa chiến quyết đỉnh cấp phát huy hết thiên phú của mình và gà con. Huyết hồn sát là chiến quyết cấp thú siêu phàm, có lẽ có thể đại sát tứ phương trong cuộc chiến qua ải, nhưng đến cuộc chiến thứ hạng sẽ rất khó khăn. Trong cuộc chiến thứ hạng có nhiều thiên tài Diễm Đô đều đột phá thú mạch cảnh đến linh nguyên cảnh rồi, linh nguyên cảnh cơ bản đều tu luyện chiến quyết cấp nguyên. Cấp bậc và uy lực của chiến quyết cấp nguyên tất nhiên vượt qua chiến quyết cấp thú, cần có bản lĩnh và thiên phú nhất định, cộng thêm thú nguyên đầy đủ mới tu luyện thành công. Trời vừa sáng Lý Thiên Mệnh đã đến Tinh Thần Thiên Cung. Tinh Thần Thiên Cung chiếm diện tích mênh mông, tương đương với thành trì, có mấy chục cửa vào, mỗi cửa đều có người ra vào tấp nập, khách vào tiêu phí nối liền không dứt. Đặc biệt là sắp mở ra thi vào điện Viêm Hoàng học cung, mấy ngày nay việc buôn bán của Tinh Thần Thiên Cung càng tốt hơn. Nhưng không có nhiều khách đến Vạn Chiến Cung để mua bán chiến quyết. Vì ngày mốt là tới ngày thi vào điện rồi, lúc này mới đến chọn lựa chiến quyết chẳng khác nào nước đến chân mới nhảy, không được ích gì. Vạn Chiến Cung là một phần nhỏ bé trong Tinh Thần Thiên Cung, một tòa tháp cao 7 tầng. Tầng dưới cùng rộng lớn, tầng trên nhỏ hẹp, tầng 1 bán chiến quyết cấp thú, tầng 2 bán chiến quyết cấp nguyên. Từ tầng 3 trở lên bán chiến quyết càng mạnh hơn, như chiến quyết quy nhất, chiến quyết thiên ý.
Cảnh giới hiện giờ của Lý Thiên Mệnh không tiếp xúc đến tầng 3 được, trong lứa tuổi này e rằng cỡ như Lâm Tiêu Đình mới tiếp xúc chiến quyết từ tầng 3 trở lên. Tầng thứ 2 vạn chiến cung, Lý Thiên Mệnh vừa bước vào đã được người tiếp đãi giới thiệu. Người trong tinh thần thiên cung tuyệt đối sẽ không trông mặt mà bắt hình dong, nhân viên đều nhận huấn luyện nghiêm khắc. Dù sao Diễm Đô Ngọa Hổ Tàng Long, người có bề ngoài bình thường không chừng là giả heo ăn cọp. Lý Thiên Mệnh tự mình tìm chiến quyết, hắn muốn tốn chút thời gian tìm kỹ càng. Trước mắt hắn khá vừa lòng với thú binh xiềng xích lôi hỏa, dù sao là thú binh tam giai, sức sát thương rất mạnh. Loại binh khí lôi đình này có thể sử dụng như roi dài, có thể trói buộc bám giữ kẻ địch, lúc chiến đấu thì xiềng xích cột vòng quanh tay phải, tay trái cầm cánh tay hắc ám, cảm giác siêu ngầu. Lý Thiên Mệnh chưa tìm được binh khí thích hợp với mình nhất, nhưng hiện tại có thể thử dùng xiềng xích. Lý Thiên Mệnh đi dạo một vòng, tìm hiểu giá cả đại khái. Giá chiến quyết cấp nguyên sơ phẩm đa số dưới 50 viên ngọc báu thiên văn màu vàng, chiến quyết cấp nguyên trung phẩm thì dưới 200 ngọc báu thiên văn màu vàng, đắt thật. Lý Thiên Mệnh mang theo 1.000 ngọc báu thiên văn màu vàng, vốn tưởng sẽ còn dư nhiều nhưng giờ xem ra mua vài quyển chiến quyết là tiêu hết. Còn chiến quyết cấp nguyên cao phẩm thì giá càng cao, bây giờ mình mới chỉ là thú mạch cảnh, ham loại cao phẩm thì hơi xa vời, lãng phí thời gian. Lý Thiên Mệnh không lo lắng mình không tu luyện được, hắn chỉ lo không có đủ thú nguyên cung cấp, dù tu chiến quyết đẳng cấp cao cũng vô ích. Lý Thiên Mệnh định vị cho mình chiến quyết cấp nguyên cỡ trung phẩm đã đến cực hạn. Dù sao top 10 cuộc chiến thứ hạng thi vào điện năm xưa có thể thi triển ra cực hạn chiến quyết cỡ cấp nguyên trung phẩm là hết mức. Lý Thiên Mệnh so sánh một lúc, chọn một môn thân pháp trước. Đây là một môn chiến quyết cấp nguyên trung phẩm, giá khoảng 50 ngọc báu thiên văn màu vàng. Trong các loại chiến quyết thì thân pháp rẻ nhất. Hỏa anh mê tung bộ, chiến quyết cấp nguyên trung phẩm, khi thi triển tạo ra các bóng lửa làm kẻ địch lẫn lộn, đạt hiệu quả phân thân. Nhanh như làn khói tia điện, hành tung biến ảo khó dò, khó phân rõ thật giả. Chiến quyết thân pháp này cũng chia ra hai phần võ pháp và thú pháp, Lý Thiên Mệnh có thể tu luyện, tiểu hoàng kê cũng tu luyện được. Gà con mà có thân pháp biến ảo khó dò sẽ mạnh hơn quỷ ảnh bộ của Lý Thiên Mệnh nhiều. Sau khi tuyển môn thân pháp này hắn còn dư 950 ngọc báu thiên văn màu vàng. Lý Thiên Mệnh tiếp tục chọn lựa, trước khi tìm được chiến quyết phối hợp với xiềng xích lôi hỏa thì hắn tìm được một môn trảo pháp trước. Tay trái của hắn đang có hình dạng vuốt thú, móng tay hóa thành vuốt đỏ máu bén còn hơn thú binh. Lý Thiên Mệnh cảm thấy cần phát huy ưu thế này, hơn nữa trảo pháp càng thích hợp cho tiểu hoàng kê, tuy móng vuốt của nó nhỏ nhưng rất đáng sợ. Minh hỏa quỷ trảo, chiến quyết cấp nguyên trung phẩm. Tu luyện ra minh hỏa trong tay, minh hỏa kịch độc, quỷ trảo sắc bén, cần dùng kèm thú binh bao tay móng vuốt. Thú pháp của chiến quyết này thích hợp với đa số thú bản mệnh, đặc biệt là loài chim. Uy lực của minh hỏa quỷ trảo là khi xé rách đối thủ sẽ rực cháy minh hỏa không dập tắt. Lý Thiên Mệnh từng thấy môn chiến quyết này rồi, một đệ tử của vị tiền bối trong Viêm Hoàng học cung đã sử dụng, nhìn như mịt mờ nhưng uy lực siêu đáng sợ. Môn chiến quyết này có đặc điểm là thú pháp lợi hại hơn võ pháp. Đặc biệt thích hợp với tiểu hoàng kê. Quyển này đắt quá, đến 150 lận. Bàn về giá cả, cùng là chiến quyết cấp nguyên trung phẩm nhưng minh hỏa quỷ trảo đắt hơn hỏa anh mê tung bộ gấp 3 lần. Trong tất cả chiến quyết cấp nguyên trung phẩm thì sức sát thương của minh hỏa quỷ trảo thuộc loại đỉnh cao nhất. 10 viên ngọc báu thiên văn màu vàng đủ cho một phàm nhân sống suốt đời, giá trị của minh hỏa quỷ trảo có thể cho người bình phàm sống 10 đời. Giá rất đắt đỏ. Nếu không có nam nhân bí ẩn kia trợ giúp thì Lý Thiên Mệnh bán mình cũng không mua nổi thứ này. Mua luôn. Giờ đã có tiền rồi, vì cuộc chiến thứ hạng vào thiên phủ, phải chịu chi. Phải rộng rãi. Vì vậy, Lý Thiên Mệnh cắn răng quyết định mua minh hỏa quỷ trảo. Lý Thiên Mệnh còn định tìm chiến quyết phối hợp với xiềng xích lôi hỏa, sử dụng tốt thú binh sẽ tuyệt hơn là tay không đỡ dao. Trong vạn chiến cung có đủ loại chiến quyết đao thương kiếm kích, 18 loại vũ khí. Nhưng xiềng xích và roi thuộc loại binh khí đặc biệt, cửa hàng bên ngoài chưa chắc có chiến quyết phối hợp với hai loại này, trong vạn chiến cung cũng không có nhiều lựa chọn cho Lý Thiên Mệnh. Nhưng Lý Thiên Mệnh khá may mắn, qua nhiều lần so sánh, hắn lựa được hai môn chiến quyết thích hợp cho xiềng xích lôi hỏa dùng. Thiên hỏa thúc hồn, chiến quyết cấp nguyên trung phẩm, 100 ngọc báu thiên văn màu vàng, hợp với thú binh roi, xiềng xích. Khi thi triển như kéo theo thiên hỏa, roi quất có thể khóa chặt vị trí kẻ địch, chặn mọi hướng đi. Kẻ địch bị trói rồi thì khó cử động. Môn chiến quyết này thuộc loại đặc biệt, không phải loại công kích trực tiếp. Nhưng Lý Thiên Mệnh xem trọng năng lực trói buộc kẻ địch của nó,
chiến quyết loại này bán với giá cao như thế chứng tỏ có uy lực không tệ. Nhưng Lý Thiên Mệnh xem trọng môn chiến quyết tiếp theo hơn. Môn lôi cửu tiên, chiến quyết cấp nguyên trung phẩm, 170 ngọc báu thiên văn màu vàng. Gồm 9 roi như sét đánh, chiêu sau nhanh mạnh hơn chiêu trước, như trời liên tục giáng xuống 9 tia sét, hoàn toàn không thể ngăn cản, bàn về uy lực thì nổi bật nhất trong tất cả chiến quyết cấp nguyên trung phẩm. Giá này đắt đỏ hơn minh hỏa quỷ trảo, đủ thấy uy lực của nó dữ dội cỡ nào. Nếu chỉ xem giá thì bôn lôi cửu tiên gần bằng giá nhiều chiến quyết cấp nguyên cao phẩm. Lý Thiên Mệnh thích cả 4 môn chiến quyết, tuy nó đắt nhưng hắn đã bất chấp. Muốn liều chết một phen thì phải có máu chịu chơi, dám tiêu tiền. Tiểu Hoàng kê tiếc tiền, cầu nhau. Tổng cộng 470. Hôm qua mới mượn tiền thoáng chốc người tiêu hết một nửa rồi, đồ phá sản. Dù sao Lý Thiên Mệnh chi tiêu càng nhiều thì thức ăn vào bụng nó càng ít. Còn càm giảm nữa là cắt luôn phần cơm của ngươi. Hỏa anh mê tung bộ, minh hỏa quỷ trảo, thiên hỏa thúc hồn, bôn lôi cửu tiên. 4 môn chiến quyết gồm có một thân pháp, một thủ đoạn kiểm soát, 2 chiến quyết bùng nổ, tất cả dùng để phối hợp với xiềng xích lôi hỏa và cánh tay trái hắc ám. Đây đã là tuyển chọn phối hợp tốt nhất mà Lý Thiên Mệnh có thể làm. Tiểu Hoàng kê tu luyện thú pháp trong hỏa ảnh mê tung bộ và minh hỏa quỷ trảo được, nhưng không có điều kiện tu luyện thiên hỏa thuốc hồn và bôn lôi cửu tiên. Tiểu Hoàng kê líu díu không ngừng. Đi tìm chiến quyết mà ta không thể tu luyện, lãng phí. Lý Thiên Mệnh cười nói. Tại roi của ngươi quá ngắn, nếu dài giống thiểm điện báo thì có thể tu luyện bôn lôi cửu tiên. Rồi. Tiểu Hoàng kê nổi giận, làm ầm ĩ trong không gian bản mệnh. Ngươi dám cười nhạo ta. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ngươi kiềm chế một chút, coi chừng đạp vỡ huynh đệ tỉ muội của mình. Lý Thiên Mệnh đã quan sát, trong thời gian gần đây quả trứng kia rung ngày càng kịch liệt, nhưng mãi không chịu nở, làm hắn đợi sốt ruột. Lý Thiên Mệnh hơi mong đợi. Chờ ấp ra quả trứng này thì mình là ngự thú sư song sinh rồi. Ngự thú sư song sinh nghĩa là khi ngự thú sư chào đời bẩm sinh đã có 2 con thú bản mệnh. Có 2 con thú bản mệnh chẳng những tăng lên về số lượng cũng sửa đổi hệ thống tu luyện cộng. Sinh. Nói ngắn gọn là ngự thú sư song sinh tu luyện, thành quả 2 con thú bản mệnh tu luyện sẽ đổ đồn lên người một mình ngự thú sư. Nên cùng một cảnh giới nhưng ngự thú sư song sinh mạnh hơn ngự thú sư bình thường nhiều. Ví dụ như thú mạch cảnh, cùng là thú mạch cảnh đệ cửu trọng, bên ngự thú sư song sinh có 2 con thú bản mệnh, mỗi con có 9 sợi thú mạch. Cả 3 cộng lại có 27 sợi thú mạch. Nhiều hơn ngự thú sư bình thường 9 sợi. 9 sợi thú mạch có thể lưu trữ càng nhiều thú nguyên, hơn nữa 9 sợi thú mạch của ngự thú sư được 2 con thú bản mệnh cải tạo 2 đợt sẽ mạnh hơn người bình thường. Trong hệ thống của ngự thú sư song sinh, tổng sản lượng thú nguyên của ngự thú sư tương đương với bình quân từ 2 con thú bản mệnh. Đặc biệt khi chiến đấu, hễ đấu đơn thì ngự thú sư song sinh vĩnh viễn là 3 đánh 2. Vậy Lý Thiên Mệnh là chơi đánh hội đồng 11 đánh 2 đứa còn rể A còng. Nói thật ra hễ là ngự thú sư song sinh thì đều là siêu thiên tài nổi tiếng lừng lẫy, từ khi sinh ra đã nhận mọi sự chú ý. Vừa sinh ra đã có 2 con thú bản mệnh đúng là khiến người hâm mộ. Lý Thiên Mệnh cũng từng hâm mộ, hắn không ngờ có ngày mình cũng sẽ trở thành ngự thú sư song sinh. Quan trọng hơn nữa là hắn còn 9 quả trứng chưa nở, nếu ấp trứng hết thì thành ngự thú sư. Sinh 10. Khái niệm này rất đáng sợ, Lý Thiên Mệnh không dám tưởng tượng tiếp. Dù sao trong thiên địa có truyền thuyết ngự thú sư sinh 3, nhiều nhất là sở hữu 3 con thú bản mệnh, hơn nữa đó chỉ là truyền thuyết, hoàn toàn không có căn cứ. 10 con thú bản mệnh là khái niệm gì? Không ai dám tưởng tượng. Điều duy nhất có thể chắc chắn là huyết mạch của Lý Thiên Mệnh sẽ bị 10 con thú bản mệnh cải tạo, lực lượng của hắn là lượng bình quân của 10 con thú bản mệnh. Đây là sức hấp dẫn của hệ thống tu luyện cộng sinh, càng nhiều thú bản mệnh, có phẩm cấp càng cao thì ngự thú sư chắc chắn càng thiên tài. Lý Thiên Mệnh chú ý nhiều, tìm hiểu nhiều về ngự thú sư song sinh bởi vì Lâm Tiêu Đình là một vị ngự thú sư song sinh, thiên phú của gã nổi tiếng vì có 2 thú bản mệnh. Lý Thiên Mệnh sửa sang lại 4 môn chiến quyết, chuẩn bị đi tính tiền. Con đường báo thù bắt đầu từ giây phút này. Chặng đường tiếp theo sẽ tràn ngập máu tanh, quan trọng hơn nữa là hắn phải khiêu chiến từng bước một. Mộc Tình Tình cũng ở trong thành trì này, 4 năm trước 2 người kết bạn đi tới Diễm Đô. Lý Thiên Mệnh từng cho rằng đó là ngày tháng đẹp nhất. 2 người kết bạn thi vào điện, giúp đỡ nhau trong lúc thi. Lý Thiên Mệnh khi đó chưa từng nghĩ sẽ có ngày như vậy,
nữ nhân mà hắn tin tưởng nhất vì leo lên cao, vì cám dỗ Lâm Tiêu Đình mà cho hắn đòn đánh chí mạng nhất. Nên Lý Thiên Mệnh hận Lâm Tiêu Đình, cũng hận Mộc Tình Tình. Hắn là loại người phân rõ yêu và hận, hắn không phải thánh nhân, hắn sẽ không che giấu mục đích của mình. Hắn trở về Diễm Đô vì muốn dồn hai người này vào chỗ chết, tuyệt đối không có đường thương lượng. Chỉ có làm như vậy hắn mới xứng đáng với huynh đệ ruột thịt cùng hắn lớn lên bên nhau, cùng kề vai chiến đấu mười mấy năm, Kim Vũ. Có lẽ nó không hoạt bát tinh nghịch như Tiểu Hoàng Kê, cũng chẳng có thiên tư ngút trời gì, nhưng Lý Thiên Mệnh từng giây từng phút khắc ghi món nợ đã thiếu nó đời này. Mọi chuyện phát sinh vào đêm mưa to giàn giụa đó, mỗi cọng lông chim bị nhổ từ người Kim Vũ là con dao nhuộm lửa giận và thù hận trong Lý Thiên Mệnh. Đang ở Tinh Thần Thiên Cung bỗng làm hắn nhớ hai người kia, Lý Thiên Mệnh đứng lại tại chỗ, mắt tràn ngập sát khí. Ba năm, hắn trở về Diễm Đô, hắn đang đứng ở nơi rất gần với bọn họ. Có lẽ ngày mốt khi thi vào điện là hắn sẽ gặp hai người đó. Lý Thiên Mệnh đang thẫn thờ bỗng nghe có người kêu tên mình từ phía sau. Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh xua tan cảm xúc thù hận, quay người lại, không ngờ gặp người quen trong Tinh Thần Thiên Cung. Sau lưng hắn có một thiếu niên tỏa sáng chói mắt đứng chính giữa nhóm thiếu niên thiếu nữ thanh xuân rực rỡ, gã nhìn Lý Thiên Mệnh từ trên xuống dưới. Gã là thái tử gia của Tinh Thần Thiên Cung, tiểu nhi tử của thần thánh, thần diệu, hôm qua họ mới gặp trong thần cung. Lý Thiên Mệnh còn nhớ hôm qua khi gặp mặt hình như thiếu niên không kêu tên hắn. Ngươi biết ta? Thần diệu mỉm cười nói. Nghe tiếng đã lâu. Đám thanh thiếu niên sau lưng gã cười rộ lên, điệu cười quái dị. Một tiểu cô nương thanh tú xinh đẹp đúng cạnh thần diệu lên tiếng. Ta biết nhiều sự tích của Lý Thiên Mệnh, xem như một danh nhân trong Diễm Đô. Đương nhiên, nếu ngươi không trở lại thì mọi người sắp quên mất rồi. Một thiếu niên tóc ngắn vóc dáng vạm vỡ cao to hơn hai thước cười khẩy nói. Dĩnh Nhi, đừng nói thẳng như thế, khiến huynh đệ cặn bã Thiên Mệnh của chúng ta xấu mặt thì không hay đâu. Người ta khó khăn lắm mới phồng lên can đảm trở về mất mặt. Những người này nhỏ tuổi hơn Lý Thiên Mệnh, ba năm trước bọn họ đều là nhóc tỷ giống như Liễu Thiên Dương. Không ngờ bọn họ đều nghe mấy tin đồn bậy bạ đó, Lâm Tiêu Đình vì bôi đen hắn nên rất chịu khó tuyên dương. Thần Diệu lắc đầu mỉm cười nói. Thần Dĩnh, thần Đình, đừng trêu chọc người ta, lỡ hắn không chịu nổi nhục nhã định tự sát sẽ đổ lỗi cho các ngươi. Thần Dĩnh lẩm bẩm. Diệu ca ca xem nhẹ hắn quá. Ba năm còn chưa chết vì xấu hổ, da mặt dày như cái mo. Mọi người nghe lời nàng nói đều cười phá lên. Tiểu nhân như quỷ, còn cái danh môn vọng tộc trong Diễm Đô cũng chỉ như thế, đặc biệt là thần Diệu. Thần Diệu đến gần Lý Thiên Mệnh, trầm giọng nói. Bà già hôm qua là lão nương của ngươi đúng không? Già khú đế, ta nói với ngươi một câu thôi, về sau đừng mang bà ta đi tìm nương của ta. Nhìn bộ dạng nghèo mạt dẹp của các ngươi chẳng những làm bẩn thần cung của ta còn ảnh hưởng danh tiếng của nương. Nghịch lân của Lý Thiên Mệnh là tuyệt đối không cho phép có người dùng ngôn ngữ khó nghe nhằm vào Vệ Tịnh. Hắn vốn không mang định ý gì với thiếu gia thần diệu này, nhưng gã thốt ra một câu khiến hắn nhìn chằm chằm vào gã. Dù gì hắn cũng sẽ tham gia thi vào điện cuộc chiến thứ hạng, gã muốn vào thiên phủ, vậy xem như là đối thủ cạnh tranh. Lý Thiên Mệnh nói, thần diệu, đôi khi đừng nói quá sớm. Nếu không chờ đến lúc đó không kịp hối hận. Thần Diệu buồn cười hỏi. Như thế nào, ý của ngươi là ta sẽ hối hận đã xem thường mẫu tử các ngươi. Đám nam nữ trẻ tuổi sau lưng thần Diệu cười phá lên. Bọn họ cười cong lưng, siêu vẹo dựa vào nhau, ánh mắt nhìn Lý Thiên Mệnh như xem trò hề lớn nhất đời. Lý Thiên Mệnh nói. Tùy ngươi hiểu thế nào, tóm lại lo ngậm miệng, mở to hai mắt nhìn xem tiếp theo sẽ phát sinh điều gì. Tâm thái của Lý Thiên Mệnh rất cao, trào phúng cỡ này chưa đủ mạnh công phá phòng tuyến của hắn. Cho đến ngày nay, hắn không còn là nam nhân thảm thương bị người ta nhục nhã mấy câu sẽ vật vã đòi sống đòi chết. Trái tim của hắn kiên cường hơn ai khác, hắn cũng hiểu rõ làm bẽ mặt hay báo thù đều phải chọn lúc nóng nhất. Bây giờ xúc động muốn liều mạng với người này đâu vui bằng đánh bại gã vào khoảnh khắc mọi ánh mắt theo dõi trong cuộc chiến thứ hạng thi vào điện. Cắt đứt khát vọng vào thiên phủ của gã mới sướng. Thần Diệu nhìn Lý Thiên Mệnh như xem đồ ngốc. Ngươi đang hạ chiến thư với ta. Bằng hữu và đám theo đuôi của thần Diệu sau khi cười lớn tiếng thì đều trợn mắt há hốc mồm. Thần Dĩnh thương hại nói. Tội nghiệp, xem ra đả kích ba năm trước thì hắn bị khùng rồi. Diệu ca đoán xem hôm nay tên ngốc này đến Tinh Thần Thiên Cung làm gì. Hắn cầm bốn quyển chiến quyết, không lẽ tới đây ăn cắp. Đúng rồi,
chỗ này là khu vực chiến quyết cấp nguyên, chiến quyết rất đắt đỏ, hắn một hơi cầm 4 quyển, chắc chắn là ăn cắp đồ. Bọn họ không nói đùa, thật sự tin Lý Thiên Mệnh bị kích thích điên rồi. Nếu không bị điên thì đã không nói lời viễn vông như thế với Thần Diệu. Thần Dĩnh sốt ruột nói. Đừng để hắn ăn cắp đồ, mau lấy lại. Người đâu, đuổi tên trộm này ra Tinh Thần Thiên Cung. Thần Đinh trầm giọng nói. Đuổi đi là xong, dám ăn cắp trong Tinh Thần Thiên Cung thì phải bị đánh no đòn. Bọn họ cảm thấy chính mình rất thông minh, họ có tư cách nói lời như vậy. Nhưng ở trong mắt Lý Thiên Mệnh thì đám người trẻ tuổi này thực dụng, kiêu ngạo, trong mắt không có người, con đường tương lai sẽ không đi xa được. Thái tử gia của Tinh Thần Thiên Cung đã lên tiếng, tự nhiên có nhiều cường giả xúm lại ngay, họ như hổ rình mồi nhìn Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh bĩu môi. Ăn trộm. Hắn bội phục sức tưởng tượng của bọn họ. Lý Thiên Mệnh lười dây dưa trong địa bàn của người khác, nhiệm vụ hàng đầu hôm nay là mang mấy quyển chiến quyết này đi. Chờ hắn về nhà nếu có thể tu luyện thành công thì sau này sẽ tỏa sáng, rồi sẽ đến lúc làm đám người này ngậm mồm lại. Lý Thiên Mệnh bước tới trước quầy. Trước quầy có nhiều tiểu mỹ nhân trẻ tuổi xinh đẹp, các nàng đã chứng kiến chuyện vừa rồi, lúc này cảnh giác nhìn Lý Thiên Mệnh. Phía sau quầy là lối ra, nếu Lý Thiên Mệnh muốn chạy trốn thì hơi ngây thơ. Vì nguyên Tinh Thần Thiên Cung có đầy dãy cao thủ, không trả tiền thì dù chắp cánh cũng khó bay. Thần Đỉnh lắc đầu chép miệng nói. Buồn cười thật, muốn cướp chiến quyết trong Tinh Thần Thiên Cung. Đúng là hắn bị khùng thật rồi. Trước ánh mắt nhìn chăm chú của đám người, mặt Lý Thiên Mệnh không biểu tình đặt 4 quyển trên quầy. Gói lại, ta muốn mang đi. Các mỹ nhân sau quầy ngó nhau. Một người nói. Các hạ nên biết kết cuộc sằng bậy trong Tinh Thần Thiên Cung chứ. Lý Thiên Mệnh vừa nói vừa lấy túi tiền ra. Ồ, đây là đạo đãi khách của Tinh Thần Thiên Cung. Ta đã được mở rộng kiến thức. Hỏa ngọc đỏ rực có thiên văn màu vàng đổ rào rào trên quầy, khi hơn 470 hỏa ngọc rơi xuống thì Lý Thiên Mệnh cất túi. Hắn cười hỏi bọn họ. Mua đồ trả tiền, việc đơn giản như vậy cũng tính là sằng bậy trong Tinh Thần Thiên Cung. Vậy thì ta nghĩ khắp nơi đều là người sằng bậy, xin hỏi các ngươi sẽ xử trí thế nào? Từ lúc hắn lấy ra mớ hỏa ngọc thì các nàng đã ngẩn ngơ. Đám người Thần Diệu hoàn toàn bất ngờ với cảnh này. Vốn định xem Lý Thiên Mệnh làm trò hề nhưng bây giờ cả đám ngây ra như phỗng. Lý Thiên Mệnh cảm thấy buồn cười, hắn sẽ không nói với Thần Diệu rằng tiền hắn mua chiến quyết là lấy từ phụ thân của gã. Lý Thiên Mệnh nhấn mạnh lần nữa. Gói lại, ta muốn mang đi. Vâng, xin chờ chút. Tinh Thần Thiên Cung có chế độ nghiêm khắc, miễn Lý Thiên Mệnh là khách thì dù Thần Diệu có mặt ở đây cũng không thể phá hoại quy củ. Thần Diệu mang bằng hữu đến Tinh Thần Thiên Cung mua chiến quyết cũng phải trả tiền. Vì Tinh Thần Thương Hội không phải thương hội của một mình thần thánh, đây là tập thể thương nghiệp nên có chế độ nghiêm khắc. Trừ Tinh Thần Song Thành ra còn nhiều nhân vật then chốt khác nắm giữ mạch máu của thương hội. Vì đó nhóm Thần Diệu chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Thiên Mệnh trả tiền, mang 4 môn chiến quyết đỉnh cao rời đi. Những chiến quyết này ít nhất đều là chiến quyết cấp nguyên trung phẩm, người bỏ ra nhiều tiền như vậy mua chúng về để làm nhiên liệu nấu cơm à. Thần Diệu nghe mẫu thân nói Lý Thiên Mệnh quay trở lại với cảnh giới thú mạch cảnh đệ thất trọng. Lý Thiên Mệnh đứng ở cửa, quay đầu lại mỉm cười nói. Đúng vậy, chờ ta nấu món ngon vật lạ rồi mời ngươi nhấm nháp, nếu cảm thấy hương vị không ngon nhớ đừng vật vã khóc la ăn vạ tại chỗ. Lý Thiên Mệnh nói xong bước ra ngoài, bỏ lại Thần Diệu đứng ngây người tại chỗ. Thần Dĩnh không tin được, vẻ mặt kinh ngạc nói. Trời ạ, hắn lại khiêu khích Diệu ca ca, đầu óc làm bằng gì vậy? Nhưng bây giờ nói ra câu này không chọc cười nhiều người nữa. Thần Diệu lắc đầu nói. Thôi, không thèm so đo với hạt bụi, hạ thấp cấp bậc của chúng ta. Thần Diệu cẩn thận ngẫm lại lời đã nói trước mặt Lý Thiên Mệnh ngày hôm nay, đúng là hơi mất danh giá, đang ở trước công chúng, bị đồn ra ngoài thì không hay. Một con sư tử châm chọc con cóc trong mắt nó. Chuyện này mà đồn ra ngoài sẽ bị sư tử khác nhạo báng. Giữa trưa, Lý Thiên Mệnh trở lại khách điểm. Về rồi Lý Thiên Mệnh lo tu luyện với tốc độ nhanh nhất, vừa ăn sống hỏa ngọc vừa để Tiểu Hoàng Kê dẫn dắt việc tu luyện. Hắn thì lo nghiên cứu chiến quyết, tuy thời gian ngắn ngủi nhưng tìm hiểu một chút cũng tốt. Sau khi hao phí trăm hỏa ngọc thiên văn màu vàng, Lý Thiên Mệnh và Tiểu Hoàng Kê rốt cuộc bước chân vào thủ mạch cảnh đệ bát trọng. Số tiền đã mượn còn dư 400. Quả nhiên tu luyện tiêu tiền như nước, nhưng đều dùng đúng chỗ. Hôm nay là ngày thi vào Điện Viêm Hoàng Học Cung. Đã đến lúc kiểm nghiệm hiệu quả thực tế.
Trong Chu Tước Quốc, Viêm Hoàng học cung là học phủ thần thánh nhất, cao thượng nhất dành cho ngự thú sư, nghe nói lịch sử xa xưa còn hơn Chu Tước Quốc. Rất nhiều lúc Viêm Hoàng học cung không chỉ là một tòa học phủ, nó càng như là tượng trưng. Theo như Lý Thiên Mệnh biết, không nói đến thế lực như Lôi Tôn Phủ, Tinh Thần Thương Hội, ngay cả Chu Tước Vương tộc nắm giữ mạch máu cả nước cũng rất tôn trọng Viêm Hoàng học cung. Trong lịch sử có vô số hoàng tử, công chúa tu hành trong Viêm Hoàng học cung. Lý Thiên Mệnh nghe đồn Viêm Hoàng học cung trường tồn ngàn năm, nguy nga không ngã vì có thế lực bối cảnh vượt sức tưởng tượng của đám người Chu Tước Quốc. Ví dụ Thiên Phủ trong học cung là chốn bí ẩn với Lý Thiên Mệnh, nghe nói đó là trung tâm thật sự của học cung. Là thánh địa của ngự thú sư Chu Tước Quốc, Viêm Hoàng học cung bồi dưỡng vô số đời ngự thú sư, có địa vị cao thượng. Học cung bao la biết bao, chiếm gần một nửa đất khu Bắc Diễm Đô, Viêm Hoàng học cung to còn hơn hoàng thành của Chu Tước Vương tộc. Hôm nay là ngày thi vào điện học cung 4 năm một lần, Lý Thiên Mệnh đến từ sáng tinh mơ. Khỏi nói cũng biết nơi này vào ngày hôm nay đông đúc biển người. Hôm nay chỉ là cuộc chiến qua ải chứ không phải cuộc chiến thứ hạng vậy mà đã đông người như vậy, nhiều còn hơn 4 năm trước. Đương nhiên không phải tất cả đều là thiếu niên, thiếu nữ lấy được Viêm Hoàng lệnh, phần lớn là gia trưởng, phó tòng. Đưa mắt nhìn thấy vô số cao thủ hàng đầu, sự phồn hoa và bao la hùng vĩ của Diễm Đô được lột tả hết trong chỗ này. Cửa cổng Viêm Hoàng học cung không tráng lệ, nó chỉ là tảng đá đơn giản tràn ngập vết hằn năm tháng xa xưa, bài bố đơn giản mà dày nặng ngược lại phô bày nội tình trường tồn ngàn năm của học cung, ngự thú sư trong thiên hạ nằm mơ đều muốn đến đây. 4 năm trước, Lý Thiên Mệnh ôm tâm tình kích động đậu vào điện, trở thành đệ tử học cung. Ngày này 4 năm sau, khi hắn lại đến trước của học cung, tâm tình đã khác hẳn. Vì Lý Thiên Mệnh biết hai người phá hủy mọi thứ của hắn vào 3 năm trước đang ở sâu trong Viêm Hoàng học cung, hưởng thụ đãi ngộ dành cho thiên tài đỉnh cao nhất. Bọn họ không bao giờ ngờ rằng Lý Thiên Mệnh đã trở lại. Cuộc chiến qua ải là bước đơn giản nhất với Lý Thiên Mệnh, không có gì khó khăn. Hắn đi theo dòng người vào trong, cầm Viêm Hoàng lệnh, chỉ cần đăng ký xong là hắn sẽ lại chính thức bước vào Viêm Hoàng học cung, tham dự vượt ải thi vào điện. Cửa học cung có 5 địa điểm đăng ký, đều có xếp một hàng dài. Người xếp hàng chung với Lý Thiên Mệnh đều là thiếu niên, thiếu nữ 15, 16 tuổi, người trẻ tuổi thanh xuân rực rỡ, trong mắt tràn ngập hy vọng. Bọn họ vừa hồi hộp vừa kích động giống như Lý Thiên Mệnh vào 4 năm trước. Vượt qua mốc 20 tuổi thì không có tư cách tranh cướp Viêm Hoàng lệnh, Lý Thiên Mệnh khá may mắn, hơn một tháng sau là vượt số tuổi quy định. Chu Tước Quốc bên trong, Viêm Hoàng học cung là thần thánh nhất, cao quý nhất ngự thú sư học phủ. Nghe nói hắn lịch sử so Chu Tước thủ đô còn muốn đã lâu. Mà lại tại càng nhiều thời điểm, Viêm Hoàng học cung không chỉ là một tòa học phủ, nó càng giống là một cái biểu tượng, chỉ ít Lý Thiên Mệnh biết, không nói Lôi Tôn Phủ, Tinh Thần Thương Hội loại cấp bậc này thế lực, liền trưởng khống cả nước mệnh mạch Chu Tước Vương tộc, đối Viêm Hoàng học cung đều có đầy đủ tôn trọng, lịch sử đến nay, tại Viêm Hoàng học cung tu hành vương tử công chúa nhiều vô số kể. Lý Thiên Mệnh thậm chí nghe nói, Viêm Hoàng học cung chỗ lấy ngàn năm trường tồn, nguy nga không ngã, là bởi vì hắn sau lưng có siêu việt Chu Tước Quốc người nhóm có khả năng tưởng tượng bối cảnh thế lực. Tỷ như học cung, thiên phủ, đối Lý Thiên Mệnh tới nói cũng là thần bí chi địa, nghe nói đó là học cung chân chính hạch tâm. Làm Chu Tước Quốc ngự thú sư thánh địa, Viêm Hoàng học cung nuôi dưỡng vô số đời ngự thú sư, nắm giữ cao thượng địa vị, toàn bộ học cung dì sự bao la, chiếm cứ lấy Diễm Đô Bắc khu cơ hồ một nửa đất đai, toàn bộ Viêm Hoàng học cung so với Chu Tước Vương tộc hoàng thành cũng còn phải lớn. Hôm nay là 4 năm một lần học cung điện khảo thời gian, Lý Thiên Mệnh sáng sớm thì đi tới nơi này, không cần phải nói liền biết, hôm nay nơi này quả thực người đông tấp nập. Hôm nay chỉ là thông quan chiến, không phải bài vị chiến, vậy mà cũng có nhiều người như vậy, so 4 năm trước đều muốn nhiều. Đương nhiên, người tới cũng không phải là đều là đạt được Viêm Hoàng lệnh thiếu niên thiếu nữ, rất nhiều đều là gia trưởng, tôi tớ. Phóng tầm mắt nhìn tới, đỉnh phong cao thủ vô số. Diễm Đô phồn hoa cùng bao la hùng vĩ ở chỗ này thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Viêm Hoàng học cung cửa lớn cũng không tráng lệ, lấy đơn giản cự thạch đắp lên mà thành, tràn đầy năm tháng cùng thương lão dấu vết, dạng này ngắn gọn lại cẩn trọng bố trí, ngược lại tránh thức hiển lộ ra học cung ngàn năm trường tồn nội tình, thiên hạ ngự thú sư nằm mộng cũng nhớ đi tới nơi này. 4 năm trước, Lý Thiên Mệnh mang tâm tình kích động, thông qua điện khảo trở thành học cung đệ tử, 4 năm sau hôm nay. Làm hắn đi tới nơi này học cửa cung thời điểm, tâm tình tựa hồ hoàn toàn khác biệt. Bởi vì hắn biết, 3 năm trước đây hủy đi hắn hết thảy hai người kia, bây giờ ngay tại cái này Viêm Hoàng học cung chỗ sâu,
hưởng thụ lấy lớn nhất thiên tài đứng đầu đãi ngộ, bọn họ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, Lý Thiên Mệnh đã trở về. Thông quan chiến, đối Lý Thiên Mệnh tới nói là rất đơn giản một bước, độ khó khăn không lớn, hắn theo đám người đi vào bên trong, trên tay cầm lấy Viêm Hoàng lệnh, chỉ cần đăng ký hoàn thành, là hắn có thể lần nữa bước vào Viêm Hoàng học cung, tham dự thông quan điện khảo. Học cửa cung hết thảy có 5 cái đăng ký địa điểm, hiện tại cái này 5 cái địa điểm đều đẩy rất dài đội ngũ, cùng hắn cùng một chỗ xếp hàng đều là 15-16 tuổi thiếu niên thiếu nữ, đều là thanh xuân tịnh lệ, trong ánh mắt tràn đầy hy vọng người trẻ tuổi. Bọn họ khẩn trương lại kích động, thì cùng 4 năm trước Lý Thiên Mệnh một dạng. Một khi vượt qua 20 tuổi, liền không có tranh đoạt Viêm Hoàng lệnh tư cách, Lý Thiên Mệnh vận khí không tệ, tiếp qua hơn một tháng, hắn liền muốn quá tuổi. 5 cái đăng ký địa điểm, Lý Thiên Mệnh lựa chọn là Phượng Hoàng Điện đăng ký đài. Viêm Hoàng học cung ngoại trừ Hạch Tâm, Thiên Phủ, bên ngoài, tổng cộng chia làm 5 cái điện, phân biệt là Vạn Thú Điện, Phượng Hoàng Điện, Trạm Lam Điện, Nguyên Linh Điện cùng Thiên Nhất Điện. Cái này ngũ đại điện phân biệt tuyển nhận tẩu thú loại, phi cầm loại, loài cá, côn trùng loại cùng đặc thù loại cộng sinh thú ngự thú sư. Phi cầm lấy trong truyền thuyết Phượng Hoàng vi tôn, cho nên mới có Phượng Hoàng Điện danh hào. Phượng Hoàng Điện có truyền thừa cổ xưa, cùng Vạn Thú Điện đặt song song vì Viêm Hoàng học cung lớn nhất điện, đệ tử đông đảo, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Nhanh xếp tới hắn thời điểm, Lý Thiên Mệnh bất ngờ nhìn đến, hôm nay tại Phượng Hoàng Điện đăng ký đài phụ trách đăng ký, lại là hắn 4 năm trước bạn học cũ. 3 năm trước đây mất đi cộng sinh thú. Hắn đã bất lực tu luyện, cho nên tự mình nghỉ học, rời đi Phượng Hoàng Điện, mà năm đó cùng hắn cùng một chỗ tiến Viêm Hoàng học cung đệ tử. Hiện tại đoán chừng đã thăng lên, trung cấp ban. Viêm Hoàng học cung ngũ đại điện, lấy 4 năm một giới phân chia, mỗi một giới một cái cùng cấp, hết thảy thiết trí 3 cái toàn khối, phân biệt là lớp sơ cấp, trung cấp ban cùng lớp cao cấp. Mỗi 4 năm, tuyển nhận một lần lớp sơ cấp, mà lớp sơ cấp bên trong tu luyện phù hợp yêu cầu, đạt tới tiêu chuẩn đệ tử, thăng nhập trung cấp ban, đến mức cao nhất lớp cao cấp đệ tử, bọn họ đã tại Viêm Hoàng học cung tu luyện 10 năm đến 20 năm, có thể cho phép tốt nghiệp. Đương nhiên, nếu như tu vi tạo nghệ rất cao, kinh nghiệm phong phú, học cung cũng có thể mời kỳ thành vì học cung lão sư. Viêm Hoàng học cung lão sư địa vị phi thường cao, tuyệt đối là đỉnh cấp thân phận, cho nên lớp cao cấp học sinh tốt nghiệp, vì cạnh tranh thành vì lão sư, trên cơ bản đều cực kỳ nỗ lực. 3 năm trước đây, Lý Thiên Mệnh theo Phượng Hoàng Điện lớp sơ cấp học tập, mà hắn cùng thời kỳ các bạn học, đi qua 3 năm khổ tu, tiến bộ đều rất lớn, tối thiểu đều trở thành linh nguyên cảnh ngự thú sư. Thăng nhập trung cấp ban, nói rõ tu vi của bọn hắn đã thông qua được khảo hạch, đạt đến trung cấp ban tiêu chuẩn. Muốn là không đạt được, liền sẽ bị cưỡng chế lưu ban, tiếp tục ở tại lớp sơ cấp 4 năm. Tại Viêm Hoàng học cung, lưu ban là một kiện cực kỳ chuyện mất mặt, chẳng những muốn lãng phí 4 năm thanh xuân, càng là mọi người chế giễu đối tượng, càng khó chịu hơn chính là, mỗi người đều chỉ có một lần lưu ban cơ hội, một khi lần thứ hai vẫn không phù hợp tiêu chuẩn, vậy liền hội bị tước đoạt Viêm Hoàng học cung đệ tử thân phận. Trực tiếp trục xuất học cung. Trước mắt hai người này, cùng Lý Thiên Mệnh đã từng cộng đồng tu tập qua thời gian 1 năm, bọn họ khẳng định đã lên trung cấp ban, thành là sư huynh, sư tỷ. Bằng không, bọn họ cũng không có tư cách ở chỗ này gánh vác nặng như vậy nhiệm vụ, cho lấy ngàn mà tính đạt được Viêm Hoàng lệnh các thiếu niên đăng ký. 5 đại điện bên trong, Phượng Hoàng Điện hàng năm tuyển nhận 500 tên đệ tử, nhưng đạt được Viêm Hoàng lệnh, lại muốn vào Phượng Hoàng Điện người trẻ tuổi. Nhìn ra có vượt qua 1.500 người, điện khảo tỷ lệ thông qua là 1/3. Hai cái này bạn học cũ, một nam một nữ, nam tên là Phương Chiêu, nữ tên là Lâm Thanh Vũ, Lý Thiên Mệnh còn biết bọn hắn, cũng không biết, bọn họ phải chăng còn nhận biết mình. Xếp hàng đại khái một canh giờ, rốt cục đến phiên Lý Thiên Mệnh, hắn lấy ra Viêm Hoàng lệnh, sau đó tại trên danh sách viết lên lai lịch của mình cùng tên. Phương Chiêu cùng Lâm Thanh Vũ đều cúi đầu thu lấy. Một cái phụ trách thẩm tra đối chiếu, một cái lấy đi Viêm Hoàng lệnh. Ly Hỏa Thành, Lý Thiên Mệnh, hắc bào nam tử Phương Chiêu cầm lên bảng danh sách, nhìn thấy phía trên tên thời điểm, hắn ngây ngốc một chút, sau đó ngẩng đầu, làm hắn nhìn đến Lý Thiên Mệnh thời điểm, biểu lộ nhất là đặc sắc. Lý Thiên Mệnh, tại sao là ngươi? Lâm Thanh Vũ mặc lấy một thân màu cam váy dài, mặt trời gay gắt sáng rực phía dưới, nàng da thịt hơi hơi bốc lên đổ mồ hôi. Phương Chiêu, Lâm Thanh Vũ. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Ta lại lấy được Viêm Hoàng lệnh, chuẩn bị ngóc đầu trở lại. Bạn học cũ trùng phùng, Lý Thiên Mệnh nhớ tới 4 năm trước vừa mới tiến Phượng Hoàng Điện thời điểm, tất cả mọi người là biên viễn địa khu tới tân nhân,
giúp đỡ cho nhau, cùng một chỗ trưởng thành, những năm tháng ấy ngây ngô lại cảm động. Nhớ đến khi đó, Phương Chiêu lá gan còn rất nhỏ, tu vi cũng kém một chút, khiến người ta đánh, Lý Thiên Mệnh còn giúp trợ hắn đi ra đầu. Bất quá bây giờ, nét mặt của bọn hắn đều không thế nào thích hợp, nhìn đến Lý Thiên Mệnh, bọn họ cũng không có trùng phùng kinh hỉ, chỉ có kinh hãi. Lâm Thanh Vũ đại khái là nhớ tới Lý Thiên Mệnh 3 năm trước đây món kia chuyện xấu, liền thăm dò hỏi, Thiên Mệnh, ngươi là chăm chú sao? Đương nhiên, ta vừa vặn còn không có quá tuổi, mà lại ta cũng là dựa vào nỗ lực, lần nữa lấy được chúng ta ly hỏa thành viêm hoàng lệnh, dù sao, học cung cũng không có quy định, ta không thể lần thứ hai tới tham gia điện khảo. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Nhưng là, người cộng sinh thú đã chết à? Phương Chiêu ngẩng đầu, sắc mặt có chút khó coi, sau đó nói. Thiên Mệnh, có hơn 3 năm trước đây bởi vì chuyện của ngươi, chúng ta cả một cái ban đệ tử, đều bị người chế giễu rất lâu, ngươi vẫn là đừng tại đây hồ nháo. Nếu quả thật muốn đảo loạn, ta nhưng muốn đem ngươi đuổi đi. Không cần đi, ta phù hợp tất cả trình tự, ngươi đăng ký là có thể. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói, hắn không ngoài ý muốn Phương Chiêu hội nhắm vào mình, cho đến ngày nay, hắn đã sớm không cảm khái cảnh còn người mất, dù sao nhìn lắm thành quen. Không có cộng sinh thú, ta muốn là thả ngươi đi vào, không thì càng mất mặt. Lý Thiên Mệnh, bây giờ không phải là 3 năm trước đây, chúng ta đã lên trung cấp ban, nếu như ngươi thật muốn quấy rối, không nên trách tội bạn học cũ mặc kệ lúc trước tình cảm. Phương Chiêu bĩu môi, mặt lộ vẻ ác ý. Hả, nguyên lai đã là trung cấp ban sư huynh, không tầm thường. Lý Thiên Mệnh cho hắn giơ ngón tay cái lên. Hỏi lại ngươi một câu, lăn không lăn? Phương Chiêu sắc mặt âm trầm hỏi. Thanh Vũ, ngươi giống như hắn tiểu nhân đắc chí sao? Lý Thiên Mệnh quay đầu, nhìn về phía bên cạnh nữ hài kia. Lâm Thanh Vũ cắn răng, nàng lắc đầu nói, được rồi, ta cũng không muốn quản ngươi, giải quyết việc chung đi, ngươi phù hợp điều kiện, lại lấy được viêm hoàng lệnh, ta chỗ này cũng có thể thẩm tra đến ngươi đạt được viêm hoàng lệnh tin tức, ngươi có thể tiến vào. Thanh Vũ, ngươi đừng để hắn đi vào mất mặt, Phương Chiêu cuống cuồng nói. Gấp cái gì đâu, ta muốn mất mặt. Cũng ném chính mình, cùng ngươi có lông quan hệ. Lý Thiên Mệnh nói. Lý Thiên Mệnh, ngươi dám dạng này nói chuyện với ta, đừng quên ngươi ta thời khắc này thân phận khác nhau. Phương Chiêu bỗng nhiên đứng lên. Khổ tu 3 năm, thăng nhập trung cấp ban, thực lực của hắn so với năm đó cũng sớm đã tiến bộ to lớn. Lợi hại, Châu, về sau có cơ hội, để ta mở mang kiến thức một chút. Lý Thiên Mệnh lười nhác cùng hắn dây dưa, cầm tới cho phép về sau. Hắn quay người bước vào Viêm Hoàng học cung. Ta hôm nay trên người có trách nhiệm, ngày khác để ngươi xem thật kỹ một chút, ta tu luyện 3 năm về sau, như thế nào nghiền ép ngươi cái này bẩn thỉu phế vật. Phương Chiêu không có cách nào đuổi theo, bởi vì hắn nơi này còn đẩy hơn 1000 người đội ngũ đây. Lý Thiên Mệnh không có bởi vì hắn kêu gào mà quay đầu lại, loại này ngoài mạnh trong yếu ra hỏa, cảnh giới lại cao hơn, chiến lực mạnh hơn, hắn cũng chẳng sợ hãi. Hắn chỉ là cảm khái. Nhớ đến tất cả mọi người ngây ngô hồ đồ thời điểm, có thể bộ dáng không phải vậy đó à. Năm đó, mọi người đến từ Thiên Nam Địa Bắc, tiến vào cùng một cái lớp sơ cấp, khi đó đối hết thảy đều rất mới mẻ, những cái kia ban đêm ngồi trên mặt đất, sướng trò chuyện một đêm hình ảnh, chỉ có thể phong tồn tại trong trí nhớ. Cũng không biết, năm đó cùng lớp những bạn học khác, đều sẽ cùng phương này chiêu một cái đức hạnh sao. Có lẽ, rất nhanh liền có thể biết. Hắn theo đám người bước vào Viêm Hoàng học cung, đi vào cửa lớn về sau, xuất hiện tại trước mắt chính là học cung truyền thuyết chi địa Viêm Hoàng chiến trường. Nơi này là học cung đệ tử luận bàn thí luyện chi địa, cũng là cử hành trọng đại tỷ thí địa phương, Viêm Hoàng học cung chứ danh bài danh chiến, chính là ở chỗ này tiến hành. Trước mắt một mảnh bát ngát trên đất bằng, có mấy trăm cái cự đại lôi đài, mỗi cái lôi đài đều là cổ lão cự thạch, hắn bên trên có vô số chiến đấu dấu vết. Toàn bộ bao la đất bằng đều bị một cái hình vòng kiến trúc bao vây lại, cái này hình vòng kiến trúc bên trên có hơn vạn cái ghế, đều là cho người quan chiến chuẩn bị, Viêm Hoàng học cung thí luyện đều là mở ra thức, diễm cũng rất nhiều người có thân phận có địa vị đều có thể đi vào quan chiến, người bình thường dùng tiền cũng có thể đi vào chiêm ngưỡng một chút học cung đệ tử phong thái. Ngoại trừ cái này hơn vạn cái lộ thiên ghế, còn có mấy trăm cái phòng cao thượng, những thứ này phòng cao thượng bên trong nhân vật, mới là Chu Tước Quốc chân chính nhân vật đứng đầu. Nhã gian bên trong có tốt hơn thị giác, có thể nhìn đến tất cả lôi đài. Những lôi đài này tăng thêm cao cao tại thượng khán đài vị, hợp thành học cung tiếng tăm lừng lẫy Viêm Hoàng chiến trường. Cái này Viêm Hoàng chiến trường thiên năm thời gian bên trong, có vô số thiếu niên thiên tài ở chỗ này dương danh lập vạn,
ở chỗ này chứng minh chính mình, đây là học cung các đệ tử nhiệt huyết sôi trào địa phương. Hôm nay thông quan chiến, còn có đến đón lấy càng quan trọng hơn bài vị chiến, đều ở nơi này tiến hành. Lý Thiên Mệnh lúc tiến vào, khán đài vị lên tự tọa lạc không ít người, rất nhiều đều là trưởng bối, bọn họ có thể thấy rõ ràng con gái hậu nhân nhóm biểu hiện, cái kia mấy trăm cái nhã gian bên trong, lúc này cần phải cũng có một chút thân phận tôn quý nhân vật tồn tại. Đối thiên tài chân chính tới nói, thông quan chiến độ khó khăn không cao, cho nên hôm nay chắc chắn sẽ không có bài vị chiến cái kia trời nóng như vậy náo. Bất quá, Lý Thiên Mệnh tuyệt đối nghĩ không ra, tại khán đài vị bên trong, có hai cái hắn hết sức quen thuộc người. Hai người kia một nam một nữ, nam tử tuy nhiên đã trung niên, nhưng xem ra coi như tuổi trẻ, một luồng râu dài tung bay, vô cùng có uy nghiêm, hắn liền ngồi ở chỗ này, liền có một cỗ không giận mà uy cảm giác. Còn bên cạnh nữ tử lại trẻ trung hơn rất nhiều, ước chừng hơn 20 tuổi, hắn dung mạo yêu nhiêu, dáng người chắc tuyệt, đường cong lả lướt, một cái nhăn mày một nụ cười đều khả năng hấp dẫn không ít người khác chú ý, quả thực vì vưu vật một cái. Bọn họ chính là Lý Viêm Phong cùng Liễu Khanh. Phong ca, ngươi không cần lo lắng, hôm nay Thiên Dương khẳng định không có vấn đề, tuy nhiên tiến thiên phủ rất khó, nhưng lấy cảnh giới của hắn, thông quan dễ như trở bàn tay. Liễu Khanh nắm Lý Viêm Phong lòng bàn tay nói. Vậy là tốt rồi, Thiên Dương quả thật làm cho người yên tâm, Lý Viêm Phong gật đầu nói. Thiên Dương còn phải cảm tạ ngươi, muốn không phải ngươi có quan hệ, làm cho Thiên Dương thay thế, Khúc Phú Thành, danh ngạch, hắn thì lấy không được Viêm Hoàng lệnh. Liễu Khanh dịu dàng nói. Việc rất nhỏ, Lý Viêm Phong híp mắt, trong đám người tìm kiếm Liễu Thiên Dương bóng người. Phong ca, phụ thân ta ngoài ý muốn ly thế, bây giờ ta một nhà tại Lôi Tôn phủ sự suy thoái, hiện tại ngươi thuận lợi thành Lôi Tôn phủ con rể, về sau ta một nhà, đều đến nhờ vào ngươi. Liễu Khanh rúc vào trong ngực hắn, kiều thanh kiều khí nói. Đều đã là vợ chồng, cũng không cần nói khách khí như vậy lời nói. Lý Viêm Phong vuốt ve mái tóc dài của nàng, khẽ mỉm cười nói. Vợ chồng bọn họ ân ái, có loại tiện sát người khác cảm giác. Nhất là Liễu Khanh yêu nhiều dẫn lửa, dẫn đến Lý Viêm Phong hấp dẫn đến không ít ánh mắt khen tị. Lý Viêm Phong có chút xuân phong đắc ý cảm giác, diễm đồ địa vị và mỹ nhân bây giờ đều nắm trong tay, chứng minh hắn làm hết thảy, đều như thế chính xác. Đúng rồi, Lý Thiên Mệnh hôm nay khẳng định sẽ đến, hắn nếu như biết rõ năm nay thông quan, nhất định phải tiên khảo nghiệm cộng sinh thú phẩm giai, có khóc hay không chết. Liễu Khanh nhớ tới thiếu niên kia, mi cao hơi nhíu lấy. Thuần túy lãng phí Viêm Hoàng lệnh, cấp một cộng sinh thú, tại Viêm Hoàng chiến trường biểu diễn, sẽ chỉ làm trên người hắn lại tăng trò cười. Lý Viêm Phong sắc mặt nghiêm túc nói. May mắn Phong ca cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, lại không cha con thân phận, bằng không còn phải ảnh hưởng Phong ca danh tiếng. Lý Viêm Phong nhẹ gật đầu, đúng vào lúc này, hắn ánh mắt híp lại, bởi vì hắn trong đám người, vừa hay nhìn thấy Lý Thiên Mệnh. Phong ca, người đang nhìn người nào? Liễu Khanh hiếu kỳ hỏi. Ngươi nhìn, Lý Viêm Phong chỉ thị một chút, theo chỉ thị của hắn, Liễu Khanh cũng nhìn thấy cái kia như không có chuyện gì xảy ra thiếu niên. Thật tới đâu, vậy liền chờ mong một chút, đến đón lấy hắn sẽ khiến như thế nào oanh động đi, cấp một cộng sinh thú nha. Liễu Khanh trong tươi cười, đeo một số lãnh ý. Lý Viêm Phong không nói gì, hắn chỉ là đang nghĩ một vấn đề. Đoạn tuyệt cha con quan hệ, hủy bỏ trưởng tử thân phận, từ nay về sau, mọi người liền sẽ cho rằng. Hắn cùng Lý Thiên Mệnh không quan hệ sao? Nếu như hắn mất mặt, chính mình có thể hay không chỉ lo thân mình. Hiện tại Viêm Hoàng chiến trường, tổng cộng chia làm thành 5 cái khu vực, theo thứ tự là Ngũ Đại Điện khảo hạch khu vực. Lý Thiên Mệnh nhìn thoáng qua, quả nhiên là Vạn Thú Điện cùng Phượng Hoàng Điện số người nhiều nhất. Hắn đã lấy được điện khảo quy tắc chi tiết, trên đó viết lần này điện khảo thông quan chia làm 2 cái giai đoạn. Trong đó giai đoạn thứ nhất là xác định cộng sinh thú chân thực phẩm giai cùng cảnh giới. Trong đó cộng sinh thú cảnh giới, đại biểu cho ngự thú sư cảnh giới, áp dụng khảo nghiệm thú nguyên phương thức đến trắc nghiệm. Lần này báo danh Phượng Hoàng Điện có hơn 1.600 người, điện này khảo thông quan trắc nghiệm giai đoạn thứ nhất, chỉ lưu lại 1.000 người tiến giai đoạn thứ hai. Điện khảo giai đoạn thứ hai là thực chiến. Không nhất định phải phân ra thắng bại, chủ yếu là thông quan thực chiến. Từ Phượng Hoàng Điện cao tầng đến đánh giá thiên phú, thực lực cấp bậc. Giai đoạn này sẽ xem xét đến thiên phú, tuổi tác, gần tràng chiến đấu năng lực đủ loại chi tiết, cuối cùng chọn lựa 500 người tiến Phượng Hoàng Điện, tránh thức làm đến công bình lại công khai. Hai cái này điện khảo giai đoạn,
mỗi cái giai đoạn đều muốn đào thải hơn 500 người, cho nên cầm tới Viêm Hoàng lệnh không có nghĩa là có thể đi vào Viêm Hoàng học cung. Còn lại 4 cái điện, quy củ cũng đều không khác mấy, Vạn Thú Điện cũng tuyển nhận 500 người, Trạm Lam Điện tựa hồ tuyển nhận 300 người, Nguyên Linh Điện cùng Thiên Nhất Điện tuyển nhận 200 người. Có thể thông qua 2 cái giai đoạn khảo hạch, có thể trở thành Viêm Hoàng học cung đệ tử, mang ý nghĩa bọn họ là 4 năm qua, toàn bộ Chu Tước Quốc tối đỉnh phong hơn 1.000 người. Cùng loại Ly Hỏa Thành dạng này thành trì, Chu Tước thuộc nhà nước 2.000 trở lên, cho nên phía đối diện xa thành trì tới nói, nắm giữ một cái Viêm Hoàng học cung đệ tử, vậy cũng là vinh diệu. Lý Thiên Mệnh nhìn một chút, 2 cái này giai đoạn đối với hắn đều không độ khó khăn, cho nên hắn chỉ hy vọng nhanh điểm đến phiên hắn. Dạng này thì có thể bắt đầu chuẩn bị bài vị chiến. Ta duy nhất thế yếu là tuổi tác, bởi vì tuổi tác thiên đại, giai đoạn thứ 2 thực chiến hắn có thể sẽ giảm chia rất nhiều. Dù sao, giống nhau cảnh giới 2 người, một người 20 tuổi, một cái 15 tuổi, ta coi như đánh bại đối thủ, bọn họ cũng chưa chắc sẽ để cho ta thông quan. Hiện tại, Ngũ Đại Điện đã tại tiến hành giai đoạn thứ nhất điện thi. Phượng Hoàng Điện bên này, tọa trấn điện khảo chính là 10 vị thượng sư. Cái gọi là thượng sư, nó địa vị, thực lực cùng tư chất, đều muốn so Viêm Hoàng học cung phổ thông lão sư cao hơn. Viêm Hoàng học cung thượng sư, cơ bản mỗi người đều trưởng khống một cái lớp học. Tỷ như Phượng Hoàng Điện hàng năm tuyển nhận 500 người, tổng cộng chia làm thành 10 cái mới sinh ban, từ 10 cái thượng sư trưởng khống phụ trách. Thượng sư dưới trướng, bình thường có mấy cái lão sư phụ trách chỉ dẫn đệ tử các phương diện tu hành, cũng sẽ có trung cấp ban, lớp cao cấp đệ tử đến dạy thay. 4 năm trước, Lý Thiên Mệnh tiến vào Phượng Hoàng Điện 10 cái mới sinh ban một trong, Mộ Uyển Ban, bởi vì trưởng khống phụ trách Mộ Uyển Ban thượng sư, tên thì kêu làm Mộ Uyển. Phương Chiêu cùng Lâm Thanh Vũ, đều là Lý Thiên Mệnh, Mộ Uyển Ban, đồng học. Hôm nay, phụ trách điện khảo 10 cái thượng sư bên trong, thì có Lý Thiên Mệnh đã từng Mộ Uyển thượng sư. Mộ Uyển thượng sư là cái phong tình vô hạn nữ tử, nàng dáng người cao gầy, khuôn mặt lãnh diễm. Chính là bên trong học cung rất nhiều người tình nhân trong mộng. Nghe đồn nàng tu vi thông thiên, nếu không phải nàng làm việc nhanh chóng quyết đoán, tính cách nóng bỏng, hù chạy không ít người, để rất nhiều người tự ti mặc cảm, theo đuổi nàng người sẽ chỉ càng nhiều. 4 năm sau, Mộ Uyển ban đệ tử thăng lên trung cấp ban, nàng hôm nay cũng muốn một lần nữa thu mới đệ tử. Toàn bộ Phượng Hoàng Điện, hết thảy hơn 30 thượng sư, có thể thấy được thượng sư tại Viêm Hoàng học cung địa vị. Đây cũng không phải là phổ thông lão sư có thể so sánh. Nghe nói, học cung thượng sư đều là thiên phủ đệ tử xuất thân, cái này Mộ Uyển thượng sư, hơn 10 năm trước cũng là thiên phủ đệ tử. Kỳ thật hắn đối Mộ Uyển thượng sư ấn tượng cũng không tệ lắm, nàng đã từng chỉ dẫn qua Lý Thiên Mệnh tu luyện. 3 năm trước đây ra chuyện về sau, nàng cũng hỏi thăm Lý Thiên Mệnh tình huống, cũng không có giống như những người khác đối với mình kính nhi viễn chi. Sau cùng, cũng là nàng đề nghị chính mình rời đi trước Viêm Hoàng Điện, cho mình làm tốt thủ tục. Chính là bởi vì nàng sớm làm thủ tục, chính mình mới không có bị trục xuất Viêm Hoàng Điện. Nếu như là bị trục xuất, hắn thì có vết bẩn, hôm nay liền không thể lại tới nơi này. Các đệ tử đều là trước thông quan, lựa chọn thượng sư, thành là sơ cấp ban đệ tử. Chỉ có bài vị chiến đệ nhất mới có thể trực tiếp tiến thiên phủ. Trở thành Viêm Hoàng đệ tử về sau, mới có thể tham gia bài vị chiến. Ta vẫn là trước lựa chọn trở thành Mộ Uyển thượng sư đệ tử, suy nghĩ thêm bài vị chiến sự tình. Lý Thiên Mệnh làm ra quyết định. Dù sao, Mộ Uyển thượng sư là 10 vị thượng sư bên trong, thụ nhất nam sinh hoan nghênh. Tỷ như lúc này, nàng ngồi tại trên đài cao, bắt chéo hai chân, cái kia trắng như tuyết bắp đùi thon dài có một nửa lộ ở bên ngoài, tuy nhiên mặt như băng xương, nhưng cũng nhìn đến các thiếu niên chảy nước miếng. Lý Thiên Mệnh, người đây là vì mỹ sắc làm cho mê hoặc. Tiểu hoàng gà cùng hắn tâm linh tương thông, tuy nhiên tại cộng sinh không gian bên trong, cũng có thể cảm nhận được ý nghĩ của hắn. Thả của ngươi dám chó, ta thuần túy là nhớ tình bạn cũ, cảm ơn, ngươi hiểu không? Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Chậc chậc, vậy ngươi có bản lĩnh, đừng nhìn chân của nàng. Tất cả mọi người nhìn đến, dựa vào cái gì ta không nhìn nổi. Lý Thiên Mệnh chính khí lẫm nhiên nói. Ngay tại hắn cùng tiểu hoàng gà thấp giọng xì xào bàn tán thời điểm. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến hai đạo nóng bỏng ánh mắt. Hắn nhìn lại, một bóng người cao to xếp tại phía sau của hắn, sau lưng còn có cái nhỏ nhắn xinh xắn mỹ nhân. Lý Thiên Mệnh, người tại sao lại ở chỗ này? Tinh thần thương hội, thần đỉnh, ánh mắt khinh bỉ nhìn lấy hắn,
bên cạnh hắn cô nương kia, tự nhiên là Thần Dĩnh. Lý Thiên Mệnh tại Tinh Thần Thiên Cung gặp qua bọn họ, không nghĩ tới bọn họ cũng tới Phượng Hoàng Điện, xem ra bọn họ cộng sinh thú đều là phi cầm. Ta vì cái gì không thể tới? Lý Thiên Mệnh nhún nhún vai. Ngươi cộng sinh thú không là chết sao? Chẳng lẽ ngươi là dùng huyết thần khế ước ký kết đồ bỏ đi hung thú? Thần Đỉnh giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn. Cái này đều bị ngươi đoán được, thật sự là thông minh. Lý Thiên Mệnh cho hắn giơ ngón tay cái. Ai, ta nói ngươi người này, là không biết e lệ sao? Dùng huyết thần khế ước ký cộng sinh thú, ngươi còn không biết xấu hổ đưa đến Viêm Hoàng học cung đến, không biết phết bẩn sao? Thần Dĩnh tại bên cạnh nhỏ giọng bĩu môi nói. Mà lại, ngươi quá tuổi đi, Thần Đỉnh ánh mắt không tốt nói. Liên quan ngươi nhóm đánh giám, ta đã tiến đến thì phù hợp điều kiện, nhắm lại các ngươi miệng, đừng quản lão tử. Lý Thiên Mệnh nhìn cái này châm chọc khiêu khích hai tên gia hỏa thì khó chịu. Tuổi còn trẻ, một chút lễ phép đều không có. Ngươi muốn chết, Thần Đỉnh nổi giận. Ngươi đụng ta một chút thử một chút, để học cung thượng sư đem ngươi ném ra. Lý Thiên Mệnh cười lạnh nói. Lý Thiên Mệnh, dù sao ngươi xong đời, Diệu Ca lừa nhác quản ngươi cái này đồ bỏ đi. Nhưng ta không giống nhau, ngươi đắc tội ta. Chờ ngươi ra học cung, ta tuyệt đối bóp chết ngươi. Thần Đỉnh đè thấp lấy thanh âm, nói chuyện như là dã thú đang gầm thét. Đúng thế, chưa thấy qua ngươi loại này không sợ chết, lại không muốn mặt. Thần Dĩnh im lặng nói. Ha ha, các ngươi hai cái ngu ngốc đứng chung một chỗ, tựa như một con chó gấu phối hợp một cái gà rừng. Nhớ năm đó, hắn Lý Thiên Mệnh cũng là mấy câu có thể khiến người ta tức chết nhân vật. Câu nói này nói ra, Thần Đỉnh cùng Thần Dĩnh sắc mặt đều xanh mét, nếu như không phải Thần Dĩnh lôi kéo, đoán chừng Thần Đỉnh thật khống chế không nổi chính mình, muốn tại cái này cấm đoán làm loạn thời khắc động thủ đánh người. Nói ngươi là cẩu hùng ngươi còn không phục sao? Nhìn ngươi bây giờ cái này ngốc thiếu tức giận bộ dạng, chiếu soi gương đi. Lý Thiên Mệnh lại cười nói một câu. Ngươi cái này 3 năm trước đây chuột chạy qua đường, hạ dược xâm phạm người khác dâm loạn chi đồ, ngươi còn dám trở về mất mặt xấu hổ. Thần Dĩnh kéo lại Thần Đỉnh, mắng không có chút nào lưu loát. Ngươi rốt cục nhớ tới diện mục thật của ta sao? Cái kia cũng phải cẩn thận một chút, ta thích nhất cho 15-16 tuổi tiểu cô nương hạ dược. Lý Thiên Mệnh ánh mắt âm tà nhìn một chút Thần Dĩnh dáng người. Thần Dĩnh dọa đến về sau co rụt lại, mà Thần Đỉnh đã tức giận đến lửa giận ngút trời, gân xanh đều tuôn ra tới. Yên tâm đi, dung mạo ngươi rất an toàn, thì ngươi cái này tư sắc, lãng phí thuốc của ta. Lý Thiên Mệnh bĩu môi, trêu đùa một chút cái này hai người trẻ tuổi, tâm tình vô cùng tốt. Lưu lại sau lưng hai người, nguyên một đám khí đến sắc mặt tím xanh, không ngừng hùng hùng hổ hổ, đáng tiếc Lý Thiên Mệnh mắt điếc tai ngơ. Hắn đang chăm chú học cung giai đoạn thứ nhất khảo nghiệm, chẳng mấy chốc sẽ đến phiên hắn. Giai đoạn này khảo nghiệm rất đơn giản, mỗi cái thượng sư bên cạnh, đều có một khối tinh thạch. Đây là một loại đặc thù linh quặng. Quan sát cộng sinh thú ánh mắt điểm sao có thể phán đoán cộng sinh thú đẳng cấp, nhưng là tinh thạch thì có thể phán đoán càng thêm chuẩn xác lại kỹ càng. Đem cộng sinh thú giọt máu tại tinh thạch hội bảy biện ra xích tranh hoàng lục thanh lam tử bảy loại nhan sắc. Phân biệt đại biểu cấp 1 cộng sinh thú đến cấp 7 cộng sinh thú. Mà lại, còn có thể phân ra đồng phẩm giai thượng trung hạ tam phẩm. Nói thí dụ như, cùng là cấp 5 cộng sinh thú, xanh nhạt sắc đại biểu hạ phẩm cấp 5 cộng sinh thú. Màu xanh đậm đại biểu thượng phẩm cấp 5 cộng sinh thú. Chỉ dựa vào điểm sao, phán đoán không ra thượng trung hạ tam phẩm. Giai đoạn này điện khảo, ngoại trừ phán đoán phẩm giai, còn muốn xác định cộng sinh thú cảnh giới. Cái này từ thượng sư tự mình khảo nghiệm, trở lên sư môn cảnh giới, một tay trưởng khống, liền biết cộng sinh thú vì cảnh giới gì. Lý Thiên Mệnh nhìn đến, phàm là cấp 5 cộng sinh thú trở xuống, cơ bản mặc kệ là cảnh giới gì toàn bộ đào thải. Có hạ phẩm cấp 5 cộng sinh thú cũng sẽ bị trực tiếp đào thải, có thể thấy được hôm nay tiêu chuẩn càng thêm nghiêm ngặt, 4 năm trước đều không có cái này trình tự. Đúng vào lúc này, Viêm Hoàng chiến trường bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào. Cái này ồn ào là theo vạn thú điện bên kia truyền đến. Chỉ thấy bên kia truyền đến chói mắt màu xanh lam, vô cùng thâm thúy. Thần Diệu, cộng sinh thú lục tinh Diệu Sư, là thượng phẩm cấp 6 cộng sinh thú, cảnh giới, linh nguyên cảnh tầng thứ 3. Thiếu niên này, đưa tới vạn chúng tán thưởng. Bởi vì, đây là cho đến trước mắt, cộng sinh thú phẩm giai tối cao, tu luyện cảnh giới cao nhất thiếu niên. Thần Diệu đứng ở nơi đó, hắn ánh mắt thâm thúy, trên mặt nụ cười. Đây là vạn chúng chú mục một khắc,
hắn như thế trói lọi, hắn đã sớm dự liệu được sẽ có tình cảnh này. Thực lực của hắn cùng thiên phú, xác thực thuộc về cả nước đỉnh phong. Lợi hại! Hắn là thần thánh tiểu nhi tử, quả nhiên hổ phụ không khuyển tử. Rất nhiều tiếng than thở âm tự nhiên sinh ra. Lý Thiên Mệnh, có nghe hay không, biết cái gì gọi là chênh lệch sao? Chúng ta Diệu Ca mới 16 tuổi, thần Dĩnh không kịp chờ đợi nói. Lý Thiên Mệnh không thèm để ý nàng, bởi vì Mộ Huyền thượng sư bên này, lập tức muốn đến phiên chính mình. Lý Thiên Mệnh đi hướng Mộ Huyền thượng sư thời điểm, cũng không có bao nhiêu người chú ý. Nói thí dụ như, nào đó một gian phòng cao thượng bên trong, đến từ thần cung các phu nhân vẫn đắm chìm trong thần diệu rực rỡ hào quang tự hào bên trong. Thần cung các phu nhân, đều là ung dung hoa quý mỹ nhân. Các nàng lấy Tuyết Lam phu nhân, cầm đầu, tuổi trẻ yêu nhiêu, phong tình vạn trùng, trong lúc phất tay đều là quý khí. Trượng phu của các nàng cùng một chỗ nắm trong tay tinh thần thương hội mệnh mạch, mỗi nữ nhân trên cơ bản đều eo quấn vạn kim. Lam tỷ giáo dục có phương pháp, hai đứa con trai thiên tư đều như thế siêu phàm, lại đều sinh đắc tuấn mỹ vô song, thật là khiến người ta hâm mộ a. Thần Hạo cùng thần Diệu, không biết đến mê chết diễm cũng bao nhiêu cô nương. Lam tỷ thật sự là lợi hại, giúp chồng dạy con đều có một bộ, chúng ta như có thể học được Lam tỷ một phần vạn, sợ là hạnh phúc đều dễ như trở bàn tay. Thần Diệu đứa nhỏ này, đúng là lớn rồi, tuổi trẻ lại xuất chúng, diễm đâu có thể có mấy đứa cùng tuổi người có thể so sánh. Lam tỷ quá hạnh phúc. Các nữ nhân một trận nịnh nọt, để Tuyết Lam có chút lâng lâng. Nàng sớm thành thói quen bị chen chúc, bị lấy lòng, bị hâm mộ, như thế mỹ mãn thời gian, xác thực gọi người cực kỳ hâm mộ. Các ngươi quang hâm mộ ta, là không biết ta vì cái này nhà giao ra bao nhiêu a, nam nhân cùng nam hài, đều phải chăm sóc lấy. Tuyết Lam trên mặt ý cười nói. Cũng đúng, Lam tỷ vì gia đình nỗ lực, thực sự quá vĩ đại. Ta nha, hiện tại cũng là hy vọng Diệu Nhi có thể biểu hiện tốt một chút, bình thường phát huy. Sau đó, ở sau đó bài vị chiến cầm tới đệ nhất, thăng nhập thiên phủ, để Hạo Nhi dẫn hắn cùng một chỗ tu hành, ta an tâm. Tuyết Lam nhìn lấy giữa sân cái kia quang mang vạn trượng thiếu niên, tràn ngập hy vọng mà nói. Lam tỷ đại khái có thể yên tâm, Diệu Nhi tuyệt đối có thể cầm tới đệ nhất. Các nữ nhân lấy lòng, khích lệ, những lời này nghe ngược lại là hết sức thoải mái. Tuyết Lam chợt nhớ tới Vệ Tịnh, nàng nhớ đến Vệ Tịnh cái kia quá tuổi hài tử, tựa hồ cũng muốn thông quan tiến bài vị chiến. Cái đứa bé kia tuổi tác lớn như vậy, mới thú mạch cảnh đệ thất trọng, đoán chừng rất không có khả năng tiến vào. Mà lại, hắn cộng sinh thú, còn là một loại hung thú, hy vọng càng thêm xa vời. Nàng mỉm cười, bỗng nhiên lạnh xuống không ít. Ta hảo ý vì ngươi an bài chỗ ở, ngươi lại ra vẻ thanh cao cho ta leo cây, đã muốn ra vẻ thanh cao, vì sao còn muốn đi cầu ta? Chấm, chờ ngươi hài tử thông quan vô vọng, mà ngươi cách cái chết không xa, ta nhìn ngươi cái này diễm đô sau cùng thời gian, hội đến cỡ nào bi thảm. Những lời này đều là tâm lý nói, nữ nhân bên cạnh nhóm, đều cho là nàng còn đang vì thần Diệu mà tự hào đây. Nàng tự nhiên không biết, Lý Thiên Mệnh lập tức liền phải tiếp nhận cộng sinh thú trắc nghiệm. Tuy nhiên gặp lại Mộ Huyền thượng sư có chút xấu hổ, Lý Thiên Mệnh vẫn là kiên trì đi lên. Lúc này Mộ Huyền thượng sư ngồi tại trên đài cao, hơi bó sát người váy dài buộc vòng quanh nàng hoàn mỹ tư thái. Cái kia đường cong rung động lòng người vòng eo cùng dưới ánh mặt trời mười phần chói mắt tuyết dài chân trắng, nhìn đến các thiếu niên miệng đắng lưỡi khô. Lý Thiên Mệnh một mặt chính khí đi ra phía trước, cất cao giọng nói, Mộ Huyền thượng sư, ta là Thiên Mệnh. Mộ Huyền thượng sư ánh mắt lúc trước còn tại tinh thạch lên, vẫn chưa chú ý đến gần thiếu niên. Lúc này nghe nói như thế, nàng hơi hơi cúi đầu. Khi nàng thấy rõ ràng Lý Thiên Mệnh bộ dáng về sau, lãnh nhược băng xương ánh mắt dừng lại một đoạn thời gian, sau đó lại híp mắt thần nhìn Lý Thiên Mệnh một hồi. Sau đó, nàng môi đỏ khẽ mở, hỏi, là nghĩ quẩn, đến tự rước lấy nhục. Không là, là ngóc đầu trở lại, Lý Thiên Mệnh nói. Dựa vào cái gì đâu? Nàng khẳng định rất nghi hoặc, nhưng nàng là trí tuệ người. Nàng trên dưới dò xét Lý Thiên Mệnh, tự nhiên nhìn ra được, hắn cũng không có bởi vì mất đi cộng sinh thú, mà mất đi tất cả thú nguyên. Thượng sư, mời xem lấy. Lý Thiên Mệnh lúc nói chuyện, đem tiểu hoàng gà theo cộng sinh không gian bên trong triệu hoán đi ra, để cái này tiểu manh vật xuất hiện tại trước mặt mọi người. Vẫn rất hiếu thuận, gặp mặt sẽ đưa thượng sư lễ vật, ta vừa lúc ở giảm béo, cái này con gà con thịt thích hợp ta. Mộ Huyền thượng sư lúc nói chuyện, mi cao hơi nhíu lại,
nàng tựa hồ cảm giác Lý Thiên Mệnh tựa như là tới quấy rối. Không có tư bản quấy rối. Cái kia chính là không thèm đếm xỉa cùng đường mặt lộ, là kẻ hèn nhát hành động. Thượng sư nói giỡn, vật nhỏ này thế nhưng là ta mới cộng sinh thú. Lý Thiên Mệnh nghiêm mặt nói. Mộ Huyền thượng sư mi đầu giãn ra, nàng cảm giác lên, Lý Thiên Mệnh giống như không phải loại kia mất lý trí người. Có thể, để thượng sư nhìn xem ngươi trong hồ lô, bán được là thuốc gì. Mộ Huyền thượng sư lấy tay chống đỡ cái cằm, lười biếng mà động người nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Mời xem, Lý Thiên Mệnh mang theo tiểu hoàng gà đi vào tinh thạch phía trước. Hắn cái này kỳ lạ cộng sinh thú kỳ thật đã khiến cho không ít chú ý. Nhất là thần đỉnh cùng thần dĩnh, bọn họ lần thứ nhất nhìn đến Lý Thiên Mệnh cộng sinh thú, lúc này thời điểm đã cười đến gặp cả người tới. Hắn là tiến đến khôi hài sao? Mọi người không thể làm gì lắc đầu, thật sự là lùm cây lớn, cái gì chim đều có. Duy chỉ có Mộ Huyền thượng sư có chút hăng hái nhìn lấy hắn. Nàng trong ấn tượng, kỳ thật Lý Thiên Mệnh ngoại trừ chuyện kia, vẫn luôn là cái chính trực mà chăm chỉ hài tử. 3 năm, hắn vậy mà trở về, trên thân tựa hồ có cùng năm đó không giống nhau khí chất. Cái kia phần bình tĩnh thong dong, cũng không phải ở độ tuổi này hài tử có thể có. Kết quả là, rất nhiều người đều nhìn đến Lý Thiên Mệnh cắt cái kia tiểu manh vật đùi gà, gạt ra một giọt máu, nhỏ ở tinh thạch lên. Vạn chúng chú mục phía dưới, tinh thạch dung hội máu tươi, bắt đầu cho thấy huyết ánh sáng màu đỏ. Màu đỏ, cấp 1 cộng sinh thú. Ta dựa vào, đây tuyệt đối là Viêm Hoàng học cung từ ngàn năm nay, buồn cười nhất một màn đi. Ngay tại mọi người chuẩn bị cười vang thời điểm, tinh thạch bỗng nhiên biến thành màu cam, mà lại quang mang giống như sáng lên. Nói như vậy, tinh thạch đều là trực tiếp hiện ra nhan sắc, loại tình huống này tương đối ít thấy. Đồng dạng xuất hiện loại tình huống này, phía sau nhan sắc đại biểu là cộng sinh thú chân thực phẩm giai. Màu vàng. Cấp 2 cộng sinh thú kỳ thật cũng là chê cười, chỉ là mọi người lại còn chưa kịp ăn phình bụng cười to, tinh thạch đã biến thành màu vàng. Tiếp đó, nhan sắc biến hóa càng nhanh, quang mang cũng càng thêm lập lòe. Trong nháy mắt, đã là xanh biếc, đại biểu cái này tiểu hoàng gà đã là cấp 4 cộng sinh thú. Nhưng là phía dưới một cái hô hấp thời gian, tinh thạch biến thành thanh sắc, mà lại so phổ thông thanh sắc càng lập lòe. Cái này, đã phủ lên rất nhiều đồng thời khảo nghiệm người trẻ tuổi cộng sinh thú. Có thể được đến Viêm Hoàng lệnh, đại đa số đều là cấp 5 cộng sinh thú, thượng trung hạ tam phẩm đều có. Hắn trung thượng phẩm cấp 5 cộng sinh thú, tại học cung đã là dẫn trước thiên tài, dù sao đây cơ hồ là cả nước lớn nhất cao cấp. Tiểu hoàng gà cái này lập lòe màu xanh đậm, rõ ràng cũng là thượng phẩm cấp 5 cộng sinh thú. Bất quá, mọi người vạn vạn không nghĩ đến chính là, tinh thạch biến hóa vậy mà không có kết thúc. Tiếp theo trong nháy mắt, tinh thạch chuyển hóa thành là màu lam. Màu xanh lam là cấp 6 cộng sinh thú biểu tượng, thần diệu lục tinh diệu sư cũng là màu xanh đậm. Cho đến trước mắt, học cung khảo nghiệm 10% người trẻ tuổi, chỉ có 10 cái cấp 6 cộng sinh thú. Đại đa số đều là hạ phẩm, đạt tới thượng phẩm chỉ có lục tinh diệu sư. Những thứ này cấp 6 cộng sinh thú, đa số đều hung mãnh lộng lẫy. Tỷ như lục tinh diệu sư như vậy sặc sỡ lóa mắt, bây giờ một cái tiểu hoàng gà lại là cấp 6 cộng sinh thú. Quả thật làm cho nhân nạn lấy tiếp nhận. Nắm giữ cấp 6 cộng sinh thú, cơ bản nói rõ thiếu niên này tương lai tại học cung sẽ có rộng lớn tiền đồ. Tại lớp sơ cấp bài danh 200 trong vòng không có vấn đề. Nhưng là, kết thúc rồi à? Cũng không có. Tất cả mọi người nhìn tận mắt, cái kia tinh thạch quang mang theo màu lam nhạt, cuối cùng biến thành màu xanh đậm. Cái này màu xanh đậm vô cùng nồng đậm, đã tiếp cận tử sắc. Điều này nói rõ. Cái này tiểu hoàng gà là thượng phẩm cấp 6 cộng sinh thú, cùng lục tinh diệu sư là một cái cấp bậc. Thậm chí, mọi người rõ ràng nhìn đến, hiện tại cái này tinh thạch bày biện ra tới màu xanh đậm, thậm chí so với lục tinh diệu sư còn muốn nồng đậm, quang mang cũng càng thêm lập lòe. Chính là cái này ánh sáng lóng lánh, để Lý Thiên Mệnh cùng tiểu hoàng gà, trực tiếp thay thế thần diệu, trở thành toàn trường tiêu điểm. Sau đó quang mang không tiếp tục biến hóa, như tiếp tục biến hóa. Mọi người đoán chừng đều muốn cho rằng tinh thạch bị hư. Dù sao cấp 7 cộng sinh thú, vậy cũng là danh xưng thiên thú, tồn tại, cần đỉnh cấp thần nguyên tiến hóa, dân gian cơ bản không có khả năng sinh ra. Tinh thạch bị hư sao? Rất nhiều người nhìn lấy Lý Thiên Mệnh cùng tiểu hoàng gà nghị luận ầm ĩ, giờ phút này toàn trường tiêu điểm, đều trên người bọn hắn. Lấy thêm một cái tinh thạch, một lần nữa.
Mộ Uyển thượng sư kỳ thật đều run lên một thời gian thật dài, cho tới giờ khắc này nàng mới phản ứng được. Hắn khiến người ta lấy thêm một cái tinh thạch, tại vạn chúng chú mục phía dưới, để Lý Thiên Mệnh nếm thử một lần nữa. Kết quả, lần này vẫn là màu xanh đậm, vẫn là so thần diệu đều muốn lập lòe. Tinh thạch vốn là rất khó xấu, càng không khả năng hai cái cùng một chỗ xấu, cho nên, hoàn toàn nói rõ Lý Thiên Mệnh tiểu hoàng gà, tuyệt đối là thượng phẩm cấp 6 cộng sinh thú. Mà lại tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Mộ Diêu thượng sư còn kiểm tra tiểu hoàng gà ánh mắt, quả nhiên bên trong có 6 cái tinh điểm, đây cũng là không thể hoài nghi chứng cứ. Trong lúc nhất thời, Viêm Hoàng chiến trường giống như đều tĩnh mịch. Liên quan tới Lý Thiên Mệnh thảo luận tự nhiên sinh ra, bởi vì đại đa số người cũng không biết hắn là ai. Thiên Mệnh, ngươi thật giống như vận khí cũng không tệ lắm. Cấp 6 hung thú con non đều bị ngươi tìm được, theo ta được biết, huyết thần khế ước tỷ lệ thành công là vô cùng thấp. Mộ Uyển thượng sư môi đỏ khẽ mở, nhìn lấy Lý Thiên Mệnh ánh mắt đã không đồng dạng. Thượng sư, nghe nói dáng dấp đẹp trai người vận khí xác thực tốt, bây giờ xem ra thật là hữu lý có theo. Lý Thiên Mệnh trên mặt ý cười nói. Có thể, tâm tính biến hóa, cảm giác đều không giống ngươi, xem ra ta phải quất cái thời gian, trong âm thầm cùng ngươi thật tốt tâm sự. Mộ Uyển nháy nháy mắt. Nàng loại này thành thục như mật đào giống như phong tình, chỉ là một ánh mắt, thì có thể để người ta ý nghĩ kỳ quái. Đơn độc sao, để người ta biết, hội sẽ không ảnh hưởng không tốt. Ta sợ bị người theo đuổi ngươi, cầm đao đuổi theo chặt. Lý Thiên Mệnh hỏi. Thằng nhóc láo cá. Ngươi cho rằng có cấp 6 cộng sinh thú, ngươi đến đón lấy gặp phải sự tình thì nhẹ nhõm đâu. Mộ Uyển kỳ thật có chút không nghĩ ra hắn thời khắc này lực lượng từ đâu mà đến. Nàng có thể rõ ràng biết Lý Thiên Mệnh 3 năm trước đây sự tình tạo thành bao lớn ảnh hưởng, hiện tại hắn thân phận bại lộ, tiếp xuống cuồng phong bạo vũ, có hắn dễ chịu. Cũng không thoải mái, nhưng ta chuẩn bị 3 năm, thượng sư. Lý Thiên Mệnh thu hồi mỉm cười, nói câu nói này thời điểm, ánh mắt vô cùng kiên định. Loại này kiên định, để Mộ Uyển có hứng thú hơn. Nàng khó có thể tưởng tượng, một người 3 năm biến hóa vậy mà có thể có lớn như vậy. Nàng không khỏi hiếu kỳ, đứa nhỏ này 3 năm qua đến cùng đã trải qua cái gì? Được, nhìn ngươi biểu diễn. Mộ Uyển rất biết nhìn người, nàng nhìn ra được Lý Thiên Mệnh lực lượng, cho nên nàng có chút chờ mong. Kỳ thật, Huỳnh Hỏa thật chỉ là thượng phẩm cấp 6 cộng sinh thú sao? Kỳ thật không phải vậy. Cái này tinh thạch, căn bản khảo nghiệm không ra nó thái cổ hỗn độn cự thú huyết mạch. Trở thành cộng sinh thú về sau, nó trên thân có huyết mạch gông xiềng, tinh thạch có khả năng khảo nghiệm ra, cũng chỉ là nó thời khắc này biểu tượng. Giống như ánh mắt nó bên trong 6 cái tinh điểm một dạng. Kỳ thật, khả năng này là 6 cái sáng chói tinh hải. Bên trong, có vạn vạn ức như là như mặt trời hừng hực thiêu đốt tinh thần. Tại Lý Thiên Mệnh cùng Mộ Uyển đối thoại thời điểm. Kỳ thật toàn bộ Viêm Hoàng chiến trường vẫn là rất sao động. Tất cả mọi người muốn biết Lý Thiên Mệnh thân phận. Cái này con gà con là cái gì chủng loại? Mộ Uyển thượng sư hỏi. Nàng tự nhận kiến thức nhiều, nhưng cũng chưa từng thấy qua loại này cấp 6 manh vật. Cái kia, gọi là, xí liệt hỏa điểu, đi. Lý Thiên Mệnh hiện trường viện đại một cái. Tiểu Hoàng gà đối với danh tự này vô cùng không hài lòng, dù sao hắn nhưng là vĩnh hằng luyện ngục Phượng Hoàng. Đang lúc nó muốn giận dữ mắng mỏ Lý Thiên Mệnh thời điểm, Lý Thiên Mệnh duỗi ra ngón tay đem nó miệng kẹp lấy, thành công để nó im miệng. Cùng lúc đó, Mộ Uyển thượng sư trước mặt mọi người tuyên bố, Lý Thiên Mệnh, cộng sinh thú, xí liệt hỏa điểu, là thượng phẩm cấp 6 cộng sinh thú, cảnh giới, thú mạch cảnh tầng thứ 9. Kỳ thật Lý Thiên Mệnh vẫn chỉ là thú mạch cảnh tầng thứ 8. Nhưng, Mộ Uyển thượng sư kiểm trắc tiểu hoàng gà thú nguyên, so thú mạch cảnh tầng thứ 9 còn hùng hậu. Mà lại, nàng có thể rõ ràng nhìn ra không phải linh nguyên cảnh, cho nên tạm thời phân loại làm thú mạch cảnh tầng thứ 9. Mộ Uyển thượng sư có đoán trước, nàng tuyên bố tiểu hoàng gà phẩm giai sẽ không oanh động, dù sao mọi người đều thấy được. Tránh thức gây nên oanh động chính là Lý Thiên Mệnh tên, chỉ cần có một người nhớ tới hắn 3 năm trước đây xì căng đan, lập tức liền sẽ một truyền 10, 10 truyền 100. Sau đó, truyền khắp toàn trường. Tiếp đó, Viêm Hoàng học cung cùng Diễm Đô. Đều biết hắn hồi đến rồi. Đây là Lý Thiên Mệnh mục đích, hắn không sợ chính mình huy động nhân lực trở về, dù sao hắn làm hết thảy, sớm muộn đều là muốn hưng sư động chúng. Lần này dựa vào tiểu hoàng gà phẩm giai, tuyên cáo chính mình trở về, duy nhất một lần triển lãm cho tất cả mọi người nhìn. Về sau, thì không cần mỗi lần nhìn thấy một người,
đều phải kinh hãi than mình cũng dám trở về Diễm Đô. Lý Thiên Mệnh, không phải liền là 3 năm trước đây bởi vì Hạ Dược dâm loạn Lâm Tiêu Đình bạn gái, cộng sinh thú bị chỗ người chết kia cặn bã. Quả nhiên, làm câu nói này truyền ra về sau, Viêm Hoàng chiến trường đưa tới một lần càng lớn oanh động. Chuyện này cũng không phải là bởi vì Lý Thiên Mệnh mà oanh động, mà là bởi vì quan hệ đến Lâm Tiêu Đình. Mà Lâm Tiêu Đình, hiện tại là học cung thiên phủ đệ nhất thiên tài, là vô số các đệ tử tín ngưỡng. Giờ này khắc này, vô số ồn ào như là thủy triều, mà Lý Thiên Mệnh đứng tại chỗ, nhẹ nhàng lạnh đạm nhìn những người kia rung động, khinh bỉ, mỉa mai ánh mắt. Đây hết thảy như hắn dự liệu giống như đúc, hắn cũng không tức giận, bởi vì làm nhân sinh chính là như vậy. Muốn phải trở nên mạnh hơn, liền phải cười đối những lãnh ngôn lãnh ngữ kia, sau đó, để bọn hắn ngậm miệng lại. Hắn có thể cảm nhận được, có rất nhiều người giờ phút này đều đang vì hắn mà tâm thần lộn xộn. Đây cũng là một loại phong cảnh, không phải sao? Nói thí dụ như, xếp tại phía sau hắn thần đỉnh cùng thần dĩnh. Bọn họ đã sớm biết Lý Thiên Mệnh thân phận, thế nhưng là làm hắn thượng phẩm cấp 6 cộng sinh thú vừa ra thời điểm, hai người bọn họ vốn còn đắm chìm trong đối thần diệu khâm phục bên trong, giờ phút này lại trợn mắt hốc mồm. Bọn họ căn bản là không có cách tiếp nhận hiện thực này, một cái trong mắt đổ bỏ đi, hắn cộng sinh thú phẩm cấp vậy mà cao hơn chính mình. Sắc mặt của bọn hắn, có thể nói nhất là đặc sắc. Bất quá khán đài ngồi vào bên trong, còn có càng thêm đặc sắc, cái kia chính là Lý Viêm Phong cùng Liễu Khanh. Bọn họ đã từng chắc chắn Lý Thiên Mệnh cộng sinh thú là cấp 1 cộng sinh thú, Lý Viêm Phong chắc chắn Lý Thiên Mệnh cả một đời chỉ có thể dừng lại tại thú mạch cảnh, cho nên hắn triệt để từ bỏ đứa con trai này. Mà giờ khắc này, tiểu hoàng gà phẩm giai vừa ra tới, không thể nghi ngờ là cho hắn vô cùng tàn nhẫn nhất một bàn tay. Không có khả năng, nhất định là tinh thạch hỏng, ta xem qua nó cộng sinh thú ánh mắt, chỉ có một cái tinh điểm. Liễu Khanh khó có thể tin mà nói. Nàng rất rõ ràng, cấp 6 cộng sinh thú ý vị như thế nào, mang ý nghĩa Lý Thiên Mệnh không còn là củi mục. Hắn về sau có thể tiếp tục tiến bộ, thậm chí có thể đạt tới Lý Viêm Phong tầng thứ. Nếu như sớm biết có thể như vậy, Lý Viêm Phong đều nói không chừng sẽ không buông tha cho đứa con trai này. Nàng chỗ có nghi vấn, tại cái thứ hai tinh thạch xuất hiện về sau không còn sót lại chút gì. Chẳng lẽ là vật nhỏ này vậy mà hấp thu thần nguyên tiến hóa, đây cũng quá giật, cấp 1 cộng sinh thú có thể tiếp nhận thần nguyên lực lượng. Liễu Khanh còn tại líu lo không ngừng. Chỉ là bên người nàng Lý Viêm Phong, ánh mắt lạnh lẽo, biểu lộ có chút khó coi. Trước lúc này, dù là Lý Thiên Mệnh cướp đi thần nguyên cùng Viêm Hoàng lệnh, hắn đều cho tới bây giờ không nhìn ra lên hắn. Bởi vì, hắn biết Lý Thiên Mệnh xương sườn mềm, biết hắn thực lực bây giờ, chỉ là đã từng hồi quang phản chiếu, biết Lý Thiên Mệnh chú định vẫn là cái phế vật. Mà bây giờ, Lý Thiên Mệnh duy nhất nhược điểm không có. Hắn hóa thân thành nắm giữ rộng lớn tiền trình thiên tài, tránh thức ngóc đầu trở lại. Làm trực tiếp từ bỏ nhi tử phụ thân, hắn xác thực cùng ăn cứt chó một dạng khó chịu. Hắn nhớ tới Lý Thiên Mệnh muốn hắn cung tiễn ra khỏi thành ánh mắt, nhớ tới Vệ Tịnh rời đi thời điểm thong dong, cái này một số sớm đã nói lên, mẹ con bọn hắn sẽ không cứ như vậy té ngã. Phong ca, người đừng như vậy, làm ra lựa chọn thì không có đường quay về, đứa con trai này về sau lại nghịch thiên, không có quan hệ gì với ngươi. Liễu Khanh dường như biết tâm tư của hắn. Ta chỉ là đánh giá thấp hắn, Lý Viêm Phong cắn răng nói. Phong ca yên tâm. Hắn đắc tội là chúng ta Lôi Tôn phủ tiểu quái thú, 3 năm trước đây hắn nhặt về một cái mạng, hắn càng có thiên phú, thì càng sẽ đi báo thù, đi tự tìm đường chết. Cho nên, ta đề nghị ngươi càng phải rời xa hắn, nhìn lấy hắn đem chính mình triệt để hủy đi là có thể. Liễu Khanh ôm chặt cánh tay của hắn, hiện tại bọn hắn là một sợi dây thừng lên châu chấu. Ngươi nghĩ gì thế, ta làm sao có thể hối hận lựa chọn của mình. Đã đoạn tuyệt quan hệ, lựa chọn ngươi cùng Lôi Tôn phủ. Ta làm thế nào có thể bởi vì tiểu tử này có chỗ biểu hiện mà hối hận. Còn nữa, như lời ngươi nói, hắn đắc tội không nên đắc tội người, đã định trước xuống chàng thê thảm. Lý Viêm Phong ánh mắt lần nữa biến đến kiên định lên. Dù là Lý Thiên Mệnh biểu hiện như thế nào, hắn cũng sẽ không vì lựa chọn của mình hối hận. Phong ca, ngươi đối với ta thật tốt, ta muốn vì ngươi sinh một đứa bé, tránh thức thuộc tại chúng ta con của mình. Liễu Khanh nũng nịu mà nói. Được, Lý Viêm Phong nắm ở nàng eo thon, trên mặt một lần nữa nắm giữ nụ cười. Chỉ là, Viêm Hoàng trên chiến trường Lý Thiên Mệnh, giờ phút này tựa như là một khỏa trướng mắt tinh thần, dù là hắn nhắm mắt lại, nhãn cầu vẫn có một loại nhói nhói cảm giác.
Kỳ thật, còn có một người, cùng bọn hắn có giống nhau cảm giác. Cái kia chính là trong gian phòng trang nhã quý nhân Tuyết Lam phu nhân. Lam Thần Diệu biểu hiện xuất sắc thời điểm, nàng đang tiếp thụ hoa quý phu nhân nhóm hâm mộ và lấy lòng, chính dương dương đắc ý thời điểm, một đạo càng thêm hào quang chói sáng lại hấp dẫn con mắt của nàng. Đây là ai nha? Rất nhiều phu nhân hiếu kỳ hỏi. Quang mang mãnh liệt như vậy, đương nhiên, so thần diệu còn thiếu một chút. Kỳ thật nói câu nói này thời điểm là đối lý, bởi vì người sáng suốt đều có thể nhìn ra đằng sau xuất hiện đạo tia sáng này càng mạnh. Tuyết Lam hơi có chút khó chịu. Nhưng là, thần thánh nói qua, thần diệu lần này người cạnh tranh rất nhiều, không nói Chu Tước Vương tộc, liền Lôi Tôn Phủ, Thiên Cơ Cung đều có cùng tuổi đoạn tuyệt đỉnh thiên tài. Giờ phút này Viêm Hoàng chiến trường xuất hiện cùng cấp bậc quang mang, kỳ thật không tính ngoài ý muốn. Chẳng qua là khi nàng phát hiện, tất cả mọi người đang nghị luận thân phận của thiếu niên này thời điểm, nàng thì có chút tò mò. Vị trí của nàng rất tốt, liếc một chút liền có thể nhìn ra, cái kia đứng tại quang mang bên cạnh thiếu niên tướng mạo. Nhìn lầm rồi, nàng ngơ ngác một chút, dụi dụi con mắt, lần nữa nhìn kỹ thời điểm, nét mặt của nàng triệt để ngốc trệ. Làm sao có thể là hắn? Tuyết Lam kêu lên một tiếng sợ hãi. Nàng có chút thất thố, bởi vì nàng hoàn toàn khó có thể tin, nàng căn bản nghĩ không ra, đạo tia sáng này vậy mà đến từ vài ngày trước bái phỏng thần cung cái kia, mộc mạc thiếu niên. Không phải nói, hắn cộng sinh thú đã chết rồi sao? Không phải nói, hắn chỉ có thể dùng hung thú làm cộng sinh thú sao? Không phải nói, hắn chỉ là Viêm Hoàng học cung trò cười sao? Vệ Tịnh đã cùng Đường Mạt Lộ, sắp chết đến nơi. Con của nàng cũng nhất định là bẩn thỉu mà bi thảm, vì cái gì hôm nay, sẽ xảy ra chuyện như thế. Lam tỷ, người biết người này. Lam tỷ thật sự là giao thiệp rộng, liền cái này lạ lẫm thiếu niên đều biết. Chư vị phu nhân thấy được nàng thất thố, vội vàng hỏi thăm, thậm chí cái này đều có thể tìm ra nịnh nọt ý tưởng. Tuyết Lam sắc mặt hơi khó coi. Muốn trả lời thế nào các nàng? Nói đây là Vệ Tịnh hài tử. Nàng tuyệt đối sẽ không nói ra. Cho nên, nàng chỉ có thể lắc đầu nói, ta nhìn lầm, ta không biết người này. Kỳ thật các phu nhân cũng nhìn ra được, Tuyết Lam có điểm gì là lạ, nàng giống như vô cùng khó chịu, vô cùng phiền muộn, thậm chí có chút bệnh tâm thần. Kết quả là, các nàng liếc nhau liền biết, đến đón lấy bớt tranh cãi, ngược lại mới là bảo hiểm. Đến mức Tuyết Lam vì cái gì như thế khó chịu, các nàng cũng không dám suy đoán. Thẳng đến Mộ Huyền Thượng Sư tuyên bố Lý Thiên Mệnh tên. Đưa tới oanh động to lớn, trong các nàng mới có người nhớ tới. Là người này a, ta nghe hài tử của ta nói qua hắn chuyện xấu, tựa như là hạ dược xâm phạm con gái người ta, kết quả cô nương là Lâm Tiêu Đình nữ nhân, cho nên bị xử tử cộng sinh thú. Đứa nhỏ này xem ra thẳng ngoan, lại là dâm loạn chi đồ. Người không thể xem bề ngoài a, nói thật, loại này người ghét nhất, không có truy cầu cô nương bản sự, thì muốn cưỡng ép làm loạn. Các nàng nghị luận ầm ĩ. Mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Đúng vậy a, không biết là như thế nào ra giáo, mới có thể dạy dỗ loại rác rưởi này. Tuyết Lam thu thập một chút chính mình. Khi nàng trên mặt ý cười nói ra câu nói này thời điểm, tâm lý mới dễ dàng rất nhiều. Nàng bên này nghị luận, kỳ thật chỉ là toàn trường một cái nhỏ bé cắt hình. Giờ phút này nghị luận, chào phúng Lý Thiên Mệnh cũng dám trở về người khắp nơi đều là. Bọn họ nhìn lấy Lý Thiên Mệnh ánh mắt. Theo hâm mộ chuyển biến làm khinh thường, chuyển biến làm xem thường. Bọn họ top 5 top 3 tập hợp một chỗ, chê cười Lý Thiên Mệnh 3 năm trước đây bị ổi hành động. Nghe đến mấy cái này, khó chịu sao? Mộ Huyền Thượng Sư đứng bên người, ôn nhu hỏi hắn. Lý Thiên Mệnh có chút cảm kích nàng, bởi vì vì tốt cho nàng giống tín nhiệm chính mình. Lúc trước chính mình cùng Mộc Tình Tình tuy nhiên tự mình yêu đương, có thể làm vì mình thượng sư. Nàng nói không chừng biết mình cùng Mộc Tình Tình đã từng yêu đương qua một năm. Lúc trước sách phía dưới, Lý Thiên Mệnh căn bản tội gì hạ dược. Thượng sư, trên thế giới này, đã không có cấp bậc gì khó chịu, so sánh được bọn họ ở trước mặt ta giết Kim Vũ. Lý Thiên Mệnh lấy mỉm cười giọng điệu, nói ra như vậy. Trải qua sóng gió, làm thế nào có thể để lời đồn chỗ đánh ngã? Thiếu niên, biến hóa rất lớn nha. Mộ Huyền Thượng Sư dí dỏm cười một tiếng. Bất quá sau một khắc, nét mặt của nàng nghiêm túc, nói, ngươi chậm trễ không ít thời gian, dù là ngươi là danh nhân, cũng đừng ảnh hưởng điện thi được, đi xuống. Được rồi thượng sư, năm nay ta còn muốn làm ngươi đệ tử. Lý Thiên Mệnh nói, còn có một cửa khảo nghiệm đây, Mộ Huyền Thượng Sư nháy mắt mấy cái nói.
Lý Thiên Mệnh gật đầu đi xuống, còn chưa đi xuống chàng, liền nghe đến Mộ Uyển thượng sư bỗng nhiên lớn tiếng nói, tất cả im miệng cho ta, điện khảo tiếp tục tiến hành, muốn nghị luận ra ngoài nghị luận. Nàng giọng lớn lên cũng rất đáng sợ, những cái kia sôi trào nghị luận tại nàng câu nói này trấn áp phía dưới, dần dần nhỏ xuống. Sau đó, điện khảo tiếp tục tiến hành, xếp tại Lý Thiên Mệnh phía sau thần đỉnh cho trực tiếp hô đi lên. Mộ Uyển lập uy về sau, ầm ĩ cùng tiếng nghị luận tạm thời biến mất, chẳng qua là khi Lý Thiên Mệnh phía dưới đến về sau, người chung quanh đều tán đến không sai biệt lắm. Những người tuổi trẻ này biết được hắn là phong vân nhân vật, cũng không dám tới gần hắn, tránh khỏi khiến người ta cho là mình cùng hắn là cá mè một lứa. Lý Thiên Mệnh vui vẻ tự tại, vừa vặn có thể dương dương tự đắc, chờ đợi thông quan điện khảo giai đoạn thứ hai trắc nghiệm. Phượng Hoàng Điện bên này nhiều người, đoán chừng phải chờ đợi một thời gian. Giai đoạn thứ nhất kết thúc, quang Phượng Hoàng Điện bên này đều đào thải hơn 600 người. Đến đón lấy Lý Thiên Mệnh ngẫu nhiên chú ý một chút nắm giữ cấp 6 cộng sinh thú ngự thú sư. Hắn phát hiện lần này điện khảo quả nhiên ngọa hổ tàng long, cho đến trước mắt xuất hiện tương đương với lục tinh diệu sư thượng phẩm cấp 6 cộng sinh thú đều có 7-8 đầu. Bọn họ từng cái đều đến từ đỉnh cấp thiên tài, đều là hào môn thế gia hậu nhân, bộ phận đến từ Chu Tước Vương tộc, còn có Thiên Cơ Cung, Tinh Thần Thương Hội các loại nhóm thế lực. 4 năm trước, Lâm Tiêu Đình cộng sinh thú cũng là thượng phẩm cấp 6, năm nay, Lôi Tôn Phủ không người sao. Cho đến trước mắt, đến từ Lôi Tôn Phủ người trẻ tuổi tối cao chỉ có trung phẩm cấp 6 cộng sinh thú. Đến đón lấy hắn đổ là thấy được một cái đến từ Lôi Tôn Phủ người quen Liễu Thiên Dương. Cái này cái mũi đều bị Lý Thiên Mệnh đánh lệch ra thiếu niên, đã mất đi đã từng nhuệ khí, mang theo thiểm điện báo ra sân, miễn cưỡng thông qua khảo nghiệm. Hắn từ đâu tới Viêm Hoàng lệnh? Hắn trở về, Liễu Khanh phải chăng trở về, Lý Viêm Phong, sẽ không phải theo tới rồi đi. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn liếc một chút bốn phía khán đài. Đáng tiếc khán đài quá lớn, hắn rất khó tìm đến Lý Viêm Phong. Đúng vào lúc này, hắn chợt nghe có người thấp giọng nghị luận. Lôi Tôn Phủ Lâm Tiêu Tiêu nhanh muốn đi lên. 4 năm trước, ca ca của nàng điện khảo bài vị đệ nhất, trực tiếp tiến Thiên Phủ, ta nghe nói, nàng mới là năm nay có hy vọng nhất một vị. Người biết tại sao không? Không biết. Nghe nói, nàng và nàng ca ca, đều là hiếm thấy song sinh ngự thú sư, trời sinh nắm giữ hai đầu cộng sinh thú, so người khác đều cường gấp đôi. Thật sao, lúc trước Lâm Tiêu Đình, cũng là dựa vào hai đầu cộng sinh thú, cầm tới bài vị chiến đệ nhất. Song sinh ngự thú sư quá lợi hại, càng đáng sợ chính là hắn hai đầu cộng sinh thú, đều là tối đỉnh cấp cộng sinh thú. Cũng đúng, rất nhiều song sinh ngự thú sư, hai đầu cộng sinh thú đều là 2-3 giai, đó cũng là phế vật. Nói như vậy lên, Lôi Tôn Phủ năm nay cơ hội rất lớn, hiện tại Lâm Tiêu Đình là Thiên Phủ đệ nhất thiên tài, muội muội của hắn cũng rất có hy vọng thành là thứ nhất đệ tử. Lôi Tôn Phủ, thật sự là không đơn giản a, liên tục hai giới đệ nhất đệ tử, ví dụ như vậy tại Chu Tước Vương tộc cũng không nhiều. Lý Thiên Mệnh nghe được, thảo luận cái này gọi là Lâm Tiêu Tiêu nữ hài người vẫn rất nhiều. Hắn có muội muội, Lý Thiên Mệnh trước đây cũng không biết, Lâm Tiêu Đình có thân muội muội. Bất quá, hắn cũng không có ý tưởng gì. Oan có đầu tại có chủ, 3 năm trước đây cái này Lâm Tiêu Tiêu cũng bất quá là cái 12-13 tuổi tiểu hài tử. Chuyện của hắn, tự nhiên cùng này thiên tài thiếu nữ không có quan hệ gì. Làm bài vị chiến đối thủ cạnh tranh, hắn đổ là nhất định phải chú ý một chút, dù sao hắn biết, thần diệu cũng chỉ có thể tính toán đệ nhất đệ tử đứng đầu một trong những nhân vật. Tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, rốt cục nhìn đến vạn thú điện bên kia, có một cái nữ hài ra sân, đưa tới vạn chúng chú ý. Tuy nhiên ngăn cách hứa xa, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn là trước tiên liền để cô nương này hấp dẫn. Mỹ mạo nữ hài luôn luôn có thể dẫn dắt tầm mắt mọi người, cái này gọi là Lâm Tiêu Tiêu thiếu nữ trẻ tuổi, tự nhiên dung mạo khuynh thành. Đó là một người mặc lấy cạn màu cam váy dài thiếu nữ. Nàng từ trong đám người phiêu nhiên mà ra, thanh tịnh con ngươi sáng ngời. Lông mày cong cong, lông mi thật dài có chút rung động, trắng nõn không tì vết da thịt lộ ra nhàn nhạt hồng phấn, thật mỏng đôi môi như cánh hoa hồng kiều nộn ướt át. Nàng phục sức cách ăn mặc cũng không thế nào lộng lẫy, chỉ là cái cổ trắng ngọc lên treo một chuỗi minh châu, phát ra nhàn nhạt ánh sáng, phản chiếu nàng càng là phấn trang ngọc trác đồng dạng. Cô bé này tuổi tác cũng không lớn, đỉnh nhiều chỉ có 15 tuổi, nhưng cũng đã trổ mã đến nhẹ nhàng như tiên, là cái 10 phần mỹ nhân bại hoại. Lại lâu một chút tuổi tác, khẳng định có càng đẹp phong tình. Nhưng mà, nàng tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng khuôn mặt điềm tĩnh tự nhiên,
ánh mắt yên tĩnh như một mảnh hồ nước, xem xét thì có vô cùng bình thản mộc mạc tâm cảnh. Loại khí chất này không phải Lý Thiên Mệnh bên cạnh cái kia thần dĩnh có thể so sánh. Sự xuất hiện của nàng đưa tới phi phàm chú ý, nhưng Lâm Tiêu Tiêu có loại không quan tâm hơn thua tao nhã cảm giác. Rất khó tưởng tượng, nàng lại là đến từ khoa trương lôi tôn phủ. Thượng sư, có thể khảo nghiệm sao? Sau khi lên đài, nàng lễ phép mà đắc thể hỏi. Mời, vị thượng sư kia trên mặt nụ cười, không dám thất lễ. Nghe nói Lâm Tiêu Tiêu có phi cầm, thú chạy hai loại cộng sinh thú, nàng lựa chọn đến vạn thú điện trắc nghiệm, có thể để vạn thú điện thượng sư nhóm trong lòng mừng thầm. Đạt được cho phép về sau, Lâm Tiêu Tiêu theo cộng sinh không gian bên trong, triệu hoán ra chính mình hai đầu cộng sinh thú. Làm cái kia hai đầu cộng sinh thú đồng thời xuất hiện thời khắc, trong nháy mắt liền trở thành toàn trường tiêu điểm. Là tam sắc lôi minh điểu, một đầu khác là kim cương bạo lôi viên. Nghe nói đều là đỉnh cấp cấp 6 cộng sinh thú. Lý Thiên Mệnh ánh mắt đầu tiên khóa chặt cái kia chạy như bay trên không trung tam sắc lôi minh điểu. Đó là một đầu hình thể không tính lớn, nhưng 10 phần cân xứng, xem xét tốc độ thì vô cùng tấn mãnh chim. Hắn trên người lông vũ có 3 loại nhan sắc, theo thứ tự là màu xanh lam, xanh biếc cùng màu đỏ. Cái này 3 loại lông vũ tại cùng không khí ma sát thời điểm, vậy mà sinh ra 3 màu tia chớp, quấn quanh ở cái này lôi minh chim trên thân. Làm 3 loại tia chớp thời điểm đụng chạm, phát ra xì xì thanh âm, có loại để người cảm giác da đầu tê dại. Đây chính là cấp 6 cộng sinh thú, tam sắc lôi minh điểu. Chính là, lôi điện hệ phi cầm loại, cộng sinh thú. Ngay trước tam sắc lôi minh điểu trên không trung chạy như bay thời điểm, một đầu khác cộng sinh thú thì đứng tại Lâm Tiêu Tiêu sau lưng, giống như là cái thủ hộ sứ người một dạng bảo hộ lấy thiếu nữ. Đây cũng là kim cương bạo lôi viên. Đây là một đầu cao 3 mét cự đại viên hầu, toàn thân đều là bộ lông màu vàng óng, cái kia bộ lông màu vàng óng lít nha lít nhít, quả thực giống như là áo giáp một dạng. Lông dưới tóc thì là cái này cộng sinh thú kinh khủng bắp thịt. Cùng yêu nhã tam sắc lôi minh điểu tương đối, cái này kim cương bạo lôi viên lộ ra thô bạo mà hung tàn. Chỉ có nhìn về phía Lâm Tiêu Tiêu thời điểm, ánh mắt của nó mới có thể ôn nhu một chút, lúc khác, hắn trong mắt đều là mãnh liệt kim sắc lôi đình. Kim cương bạo lôi viên, đây chính là song hệ cộng sinh thú. Lý Thiên Mệnh nhớ đến trong điển tịch có quan hệ với cái này một loại cộng sinh thú giới thiệu. Cộng sinh thú có chủng loại cùng thuộc tính phân chia, cái gọi là song hệ cộng sinh thú, kỳ thật cũng là song thuộc tính cộng sinh thú. Song thuộc tính cộng sinh thú có song trọng năng lực, trên lý luận xác thực càng mạnh. Tỷ như cái này kim cương bạo lôi viên, thuộc về, lôi điện cuồng hóa thắt tẩu thú loại, cộng sinh thú. Nó nắm giữ lôi điện hệ cùng cuồng hóa thắt hai loại thuộc tính, lôi điện hệ là đại thuộc tính, cuồng hóa là đặc thù thuộc tính. Cho nên đầu này cộng sinh thú nắm giữ lôi đình lực sát thương, lại có thể huyết nhục cuồng hóa, cầm giữ có đáng sợ cận chiến năng lực. Nhưng kỳ thật, nắm giữ hai đầu cộng sinh thú, cái kia xem ra nũng nịu Lâm Tiêu Tiêu mới là đáng sợ nhất. Bởi vì, nàng hội tụ hai đầu cộng sinh thú năng lực, nàng khẳng định cũng nắm giữ cuồng hóa thắt chiến đấu bản lĩnh, thân thể máu thịt cần phải tương đương thô bạo. Nàng thú nguyên, cũng là tam sắc lôi minh điểu cùng kim cương bạo lôi viên điệp ra. Nàng cái này hai đầu cộng sinh thú vừa ra, trực tiếp áp chế rất nhiều người danh tiếng. Kế tiếp là phẩm giai khảo nghiệm, hai giọt giọt máu nhập hai cái tinh thạch đồng thời khảo nghiệm, lập lòe lam sắc quang mang nhất thời chiếu rọi viêm hoàng chiến trường. Cái này hai đạo quang mang, mỗi một đạo đều cùng lục tinh diệu sư không sai biệt lắm, thậm chí một chút có thắng được, cũng cơ hồ cùng tiểu hoàng gà không có khác biệt. Nhưng dù sao, đây là hai đạo quang mang, hội tụ vào một chỗ, khẳng định càng thêm lóa mắt. Lâm Tiêu Tiêu, nắm giữ hai con thượng phẩm cấp 6 cộng sinh thú, tam sắc lôi minh điểu, cùng, kim cương bạo lôi viên, cảnh giới, linh nguyên cảnh tầng thứ 3. Lấy vừa đầy 15 tuổi, đạt tới loại này thành quả, mà lại là song sinh ngự thú sư, không đơn giản. Vị thượng sư kia thoáng có chút kích động, tại tuyên bố song song về sau, còn tận lực khen ngợi một chút. Tạ thượng sư, hoàn tất về sau, Lâm Tiêu Tiêu mang đi cộng sinh thú, cấp tốc biến mất ở trong đám người. Tựa hồ không quá nguyện ý làm náo động. Có điều nàng áp trục xuất hiện, ngược lại là cho cái này thông quan điện khảo giai đoạn thứ nhất một cái hoàn mỹ kết thúc. Sau đó xuất hiện đa số đều là vớ va vớ vẩn. Tiếp qua chưa tới một canh giờ thời gian, toàn trường đã trắc nghiệm hoàn tất, bị đào thải vượt qua 1/3 người trẻ tuổi, lúc này thời điểm chỉ có thể dưng dưng rời sân. Đại đa số người chỉ có một cơ hội,
lần này rời đi, đời này cùng Viêm Hoàng học cung cơ bản không có duyên phận. Mặc dù chỉ là điện khảo giai đoạn thứ nhất, nhưng cũng có người hoan hỉ có người sầu. Đương nhiên, thượng sư nhóm hoàn toàn không quan tâm, cho nên bọn họ lập tức mở ra thông quan điện khảo giai đoạn thứ hai. Giai đoạn thứ hai, mỗi người đều muốn tham dự một trận đối chiến, do ta nhóm 10 cái thượng sư tổng hợp đánh giá. Chúng ta không chỉ là nhìn thắng bại, càng biết quan sát ngươi trong chiến đấu bày ra thiên phú, chiến đấu kỹ xảo, tâm cảnh, cũng sẽ cường điệu cân nhắc tuổi tác nhân tố. Đạt được chúng ta tán thành, liền có thể cầm tới đệ tử của chúng ta lệnh. Nếu như đệ tử lệnh nhiều, như vậy các vị tự mình lựa chọn thượng sư. Nếu như không có đệ tử lệnh, vậy trước tiên đãi định, nhưng biểu hiện quá kém, có thể trực tiếp về nhà. Thượng sư nhóm tuyên bố. Quy tắc này giống như lần trước, Lý Thiên Mệnh rất rõ ràng. Nói ngắn gọn, những người còn lại đều muốn tham dự một trận đối chiến. 10 cái thượng sư theo chiến đấu biểu hiện bên trong tổng hợp cân nhắc, phù hợp bọn họ cá nhân tán thành, liền có thể cầm tới đệ tử của bọn hắn lệnh, tiến vào bọn họ lớp sơ cấp. Tỷ như Mộ Uyển thượng sư muốn là tán thành Lý Thiên Mệnh, liền trực tiếp cho đệ tử lệnh, tương đương với Lý Thiên Mệnh thông quan thành công. Một cái thượng sư cho đệ tử lệnh, cùng 10 cái thượng sư cùng một chỗ cho cũng không có khác nhau, chỉ là thượng sư nhiều, đệ tử có thể tự mình lựa chọn thượng sư. Nếu như biểu hiện đồng dạng, vậy liền tạm thời đãi định, cũng không tính mất đi cơ hội. Thượng sư nhóm đến tiếp sau sẽ còn nghiêm túc khảo hạch, tránh thức làm đến công bình. Nhưng nếu như biểu hiện rất kém cỏi, hoàn toàn nhìn không ra thiên phú, vậy liền sẽ bị trực tiếp đào thải. Phượng Hoàng Điện bên này, nhân số còn có hơn 1000 người, trọn vẹn muốn tiến hành 500 cuộc chiến đấu, cho nên điện khảo sẽ kéo dài rất nhiều ngày thời gian. Lý Thiên Mệnh có thể không nguyện ý lãng phí nhiều thời gian như vậy, cho nên, hắn chuẩn bị nhanh chóng đi lên. Dù sao mẫu thân còn tại trong khách sạn các loại tin tức tốt của mình đây. Giai đoạn này, hắn ngoại trừ tuổi tác ăn thiệt thòi, phương diện khác đều là thượng giai. Mộ Uyển thượng sư tuyệt đối sẽ muốn hắn. Cho nên, với hắn mà nói điện khảo chỉ là đi cái lướt qua, hắn muốn nhanh đi về chuẩn bị chiến đấu bài vị chiến. Lý Thiên Mệnh, đang lúc Lý Thiên Mệnh đang tìm kiếm đối thủ thời điểm, sau lưng bỗng nhiên có một cái cự đại bóng mờ. Nhìn lại, là thần đỉnh. Có việc, ta linh nguyên cảnh đệ nhất trọng, người thú mạch cảnh tầng thứ 9, người so với ta lớn hơn 4 tuổi, ta thì hỏi ngươi, dám không dám tiếp nhận khiêu chiến của ta. Thần đỉnh âm trầm nhìn lấy hắn. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi biểu hiện tốt, dù là thua với thần đỉnh, thượng sư nhóm nói không chừng cũng muốn ngươi. Đương nhiên, muốn là bọn họ cho rằng ngươi nhân phẩm quá kém, không xứng đáng vì Viêm Hoàng đệ tử, cái kia coi ta không nói phía trước câu nói kia. Thần Dĩnh tại bên cạnh châm chọc nói. Kỳ thật bọn họ nói nhiều như vậy, tâm lý chỉ có một cái ý nghĩ, chính là muốn đánh Lý Thiên Mệnh một trận xuất khí. Như thế nào, có dám hay không? Thần đỉnh như là dã thú thấp giọng gào thét. Dám a, đánh người cái này ngốc đại ca, vậy còn không đơn giản. Hắn chả đang giàu không có có thể phát huy chính mình thực lực, che giấu tuổi tác thế yếu đối thủ đây. Linh nguyên cảnh đệ nhất trọng. Vừa vặn, có thể khiêu chiến cực hạn của mình. Nhã gian bên trong. Tần tỷ, nhà ngươi thần đỉnh ra sân. Thần đỉnh dũng khí thật đủ a, thông quan đối chiến vừa mới bắt đầu, hắn dám trực tiếp lên lôi đài, cái thứ nhất xuất chiến. Thần đỉnh đã đột phá linh nguyên cảnh đi, nhà ta Dĩnh Nhi vẫn chỉ là thú mạch cảnh tầng thứ 9. Muội muội không cần nóng lòng, Dĩnh Nhi không ra nửa vầng trăng, nhất định có thể thu thành linh nguyên cảnh. Cái này hai hài tử quan hệ tốt như vậy, hướng nở vào học cung kết bạn tu hành, thanh mai trúc mã cùng một chỗ tiến bộ, tuổi thanh xuân, thật làm cho người hâm mộ. Tần tỷ nói đúng lắm, bất quá, thần đỉnh lợi hại như vậy, ai dám lên đi trở thành đối thủ của hắn. Tại các nàng nghị luận ầm ĩ thời điểm, ở giữa Tuyết Lam phu nhân chớp chớp mi cao, nói, nhìn lấy chẳng phải sẽ biết. Có lẽ là Lý Thiên Mệnh cộng sinh thú phẩm giai ngoài đoán trước, tâm tình của nàng đến bây giờ đều không thế nào tốt. Đến mức, nàng nói một câu nói, nhã gian bên trong bầu không khí lâm vào xấu hổ bên trong, các phu nhân cũng không quá dám nói chuyện. Quan trọng các nàng còn đoán không ra Tuyết Lam tâm tình không tốt nguyên do, sợ nói nhầm nhắm chúng Tuyết Lam không cao hứng. Đúng vào lúc này, tại các phu nhân nhìn chăm chú phía dưới, một cái bạch y thiếu niên xuất hiện tại thần đỉnh đối diện. Thiếu niên mặc áo trắng này thon dài mà linh động, rất có mạch trên người như ngọc, công tử thế vô song cảm giác. Hắn một đôi tròng mắt thâm thúy mà bình thản, tựa hồ có cùng tuổi tác không tướng xứng đôi thành thục, khóe miệng nụ cười thản nhiên, cho thấy hắn giờ phút này tâm cảnh thong dong.
Muốn nói duy nhất đặc thù, chính là hắn tay trái quấn quanh lấy lít nha lít nhít phải trắng, trên bàn tay còn mang theo bao tay, trang phục như vậy lộ ra hơi có chút hiêu dị. Đây chính là cái kia Lý Thiên Mệnh sao? Hắn cũng dám khiêu chiến thần đỉnh. Ta nhớ được, Mộ Uyển Thượng Sư trước đó không phải phán định, cảnh giới của hắn vì thú mạch cảnh tầng thứ 9. Hắn so thần đỉnh lớn hơn 3-4 tuổi, cảnh giới còn không bằng thần đỉnh, ngoại trừ cộng sinh thú đẳng cấp cao quả thực không còn gì khác. Hắn lại dám tìm thần đỉnh làm đối thủ, một khi bị thần đỉnh nghiền ép, hắn một chút cơ hội biểu hiện đều không có. Đúng, cái này tiếp cận quá tuổi số tuổi, đoán chừng sẽ bị trực tiếp đào thải. Tiểu gia hỏa này, thật sự là thói quen lựa chọn tự mình chuốc lấy cực khổ a. Các phu nhân giật mình tại Lý Thiên Mệnh cử động, nhiệt liệt thảo luận lên. Chư vị tỷ muội, đỉnh nhi cũng là lần đầu tiên tham gia trọng yếu như vậy chiến đấu, ta đối với hắn phát huy còn không có gì phổ đây. Thần đỉnh mẫu thân nói, tần tỷ, người thì chớ khiêm nhường, người nào không biết nhà ngươi đỉnh nhi có thần diệu thiếu gia trợ giúp, học tập đến không ít bản sự. Giáo huấn một cái dâm loạn chi đồ, còn không phải dễ như trở bàn tay. Các phu nhân nở nụ cười. Nói đúng, thần đỉnh có thể giáo huấn một chút tính toán trong lòng không quả thực người. Một mực trầm mặc Tuyết Lam, lúc này rốt cục trên mặt nụ cười nói một câu nói. Cái này khiến các phu nhân dễ dàng hơn, bắt đầu đàm tiếu. Tại các nàng đàm tiếu thời điểm, trên lôi đài chiến đấu chính thức bạo phát. Giai đoạn thứ hai thông quan điện khảo vừa mới bắt đầu, rất nhiều người đều tại xem chừng, dám can đảm trực tiếp đi lên tuyệt đối là rất có lòng tin người. Dù sao, tất cả mọi người phải cẩn thận chọn lựa đối thủ của mình, để cho mình không đến mức thảm bại, mà lại có thể rất tốt phát huy ra thiên phú và chiến lực. Cùng một thời gian đoạn, ngũ đại điện hết thảy có 5 cái lôi đài, có 5 cuộc chiến đấu đang tiến hành, nhưng làm người khác chú ý nhất. Đương nhiên là Lý Thiên Mệnh cùng thần đỉnh chi chiến. Cái này vô sỉ Lý Thiên Mệnh, 3 năm trước đây liền đã linh nguyên cảnh, 3 năm sau trở về, lại còn chỉ là thú mạch cảnh, thật sự là mất mặt. Hắn số tuổi này, đều cần phải tiến trung cấp ban, còn ở nơi này khi dễ tuổi nhỏ. Hắn khẳng định là biết mình thông quan khó khăn, cho nên muốn tìm linh nguyên cảnh thần đỉnh, chỉ có khiêu chiến cực hạn, mới có thể đắp lên sư coi trọng. Ta nhìn Huyền, nhiều năm qua, rất có bao nhiêu hắn loại ý nghĩ này người, sau cùng đều là thảm bại, cái gì phát huy đều không có. Thông quan chiến, lựa chọn tốt nhất cùng chính mình thực lực tương đương đối thủ. 3 năm trước đây, hắn đã là cái si căng đan cùng chê cười, hôm nay, lại còn muốn mất mặt xấu hổ. Lúc trước chuyện kia, tuyệt đối là diễm đô nhân dân trà trước sau khi ăn xong trò cười. Lý Thiên Mệnh tại cố sự này bên trong vụng về cùng bị ổi. Cấp mọi người mang đến rất nhiều trò cười. Tại mọi người trong lòng, hắn tựa như là một cái bị thiên nga người yêu giết chết cóc ghẻ. Hôm nay hắn mang đến cấp 6 cộng sinh thú, như là cóc ghẻ gặp vận may đạt được một thanh thần binh, nhưng là, cái này có thể thay đổi cóc ghẻ sự thật sao? Đáp án đương nhiên là, không thể. Thần đỉnh cộng sinh thú vừa mới đã lượng tương, đó là thượng phẩm cấp 5 cộng sinh thú tinh ma bằng. Vì tinh thần hệ phi cầm loại cộng sinh thú. Cái kia tinh ma bằng hình thể to lớn, hai cánh triển khai. Hắn ám tử sắc lông vũ lên quang mang một chút, từ phía sau nhìn qua phảng phất là một mảnh tinh không, sáng chói mà uy nghiêm. So sánh phía dưới, Lý Thiên Mệnh trên bờ vai tiểu hoàng gà lại hoàng lại non, xem ra thơm ngọt ngon miệng. Muốn nói tiểu hoàng gà phẩm giai so tinh ma bằng lớp 10 giai, nếu không phải tinh thạch trắc nghiệm qua, còn thật không có người tin tưởng. Hỏi trước ngươi một câu, ngươi cái này cộng sinh thú là đực, vẫn là mẫu. Tại thần đỉnh ánh mắt xâm nghiêm. Giãn ra bắp thịt cả người, chuẩn bị nhất quyền oanh sát Lý Thiên Mệnh thời khắc, tiểu hoàng gà vậy mà vênh vang đắc ý trước hỏi một câu. Nói như vẹt, công lại như thế nào, mẫu lại như thế nào, thần đỉnh dậm chân mà đến, nhất quyền đánh ra, quả đấm của hắn chỗ tinh quang thôi sán, nhất quyền chi thần uy, không khí đều tại chấn động. Công thiến, mẫu, hắc hắc hắc, tiểu hoàng gà hai cánh chống nạnh, lộ ra nụ cười bị ổi. Nghe nói như thế, tinh ma bằng tương đương khó chịu. Phát ra một tiếng bén nhọn gào rít, chấn động cánh chém giết mà đến. Ngoá, giọng như thế to, lại là công. Giới tính sai lầm là ngươi nguyên tội, Lý Thiên Mệnh, lên cho ta. Tiểu hoàng gà chỉ huy nói. Người khác đều là ngự thú sư chỉ huy cộng sinh thú, nó ngược lại một bộ ngự thú sư dáng vẻ. Ngươi không phải tòa kỵ của ta, Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Suy nghĩ nhiều, ngươi là tòa kỵ của ta, tiểu hoàng gà ra vẻ nói. Tại chiến đấu trước đó. Bọn họ lại còn dám nhẹ nhõm đàm tiếu,
cái này có thể để thần đỉnh lên cơn giận dữ. Trong tay hắn nhất quyền chính là, sơ phẩm nguyên cấp chiến quyết, tên là, trùng tinh quyền, nhất quyền trùng tinh, chấn động tứ phương. Hắn có lòng tin, nhất quyền đánh bay Lý Thiên Mệnh, đã dạy dỗ Lý Thiên Mệnh, lại có thể thẳng vào Viêm Hoàng học cung. Ngay tại trùng tinh quyền trúng đích Lý Thiên Mệnh trong tích tắc, người trước mắt ảnh vậy mà hóa thành một đám lửa ảnh. Thần đỉnh tại hoảng hốt ở giữa, còn tưởng rằng Lý Thiên Mệnh bị chính mình đánh tan. Người cái này cái gì linh nguyên cảnh, tốc độ chậm như vậy. Bên tai bỗng nhiên truyền đến thanh âm, để hắn có tương đương dự cảm bất tường. Thần đỉnh đột nhiên quay đầu nhất quyền, Lý Thiên Mệnh thân thể lần nữa hóa thành hỏa ảnh tiêu tán. Hắn lúc này thời điểm mới nhìn đến, cái này trên lôi đài khắp nơi đều là hỏa ảnh đang lóe lên, một đám lửa ảnh có thể thiêu đốt tốt thời gian mấy hơi thở. Tốc độ là thần đỉnh nhược điểm, thời gian ngắn hắn vậy mà phán đoán không ra Lý Thiên Mệnh vị trí. Đây tuyệt đối là trung phẩm nguyên cấp chiến quyết. Thần đỉnh chợt nhớ tới Lý Thiên Mệnh lúc đó tại Tinh Thần Thiên Cung đạt được 4 môn chiến quyết, cái chỗ kia mua bán đều là nguyên cấp chiến quyết. Trong lòng của hắn run lên một cái, chẳng lẽ thì mấy ngày nay thời gian, hắn có thể học hội trung phẩm nguyên cấp chiến quyết. Phải biết, cái này trùng tinh quyền hắn đều ma luyện một tháng. Hắn không có thời gian rung động, bởi vì Lý Thiên Mệnh rất linh động, làm hắn vọt thẳng nhọn đi qua thời điểm, Lý Thiên Mệnh cùng hắn giao thoa mà qua. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn cùng hắn cộng sinh thú, xí liệt hỏa điểu, cùng một chỗ, vậy mà đồng thời thi triển cái kia hỏa ảnh mê tung bộ, quấn lên hắn tinh ma bằng. Ăn phụ thân ngươi một chiêu minh hỏa quỷ trảo, tiểu hoàng gà thi triển hỏa ảnh mê tung bộ, đó mới là càng đáng sợ. Bởi vì nó hình thể tiểu, còn không có tinh ma bằng mỏ chim lớn, cho nên càng thêm lấp lóe không yên. Mấy ngày nay thời gian, Lý Thiên Mệnh chủ yếu tinh lực tại, bôn lôi cửu tiên, cùng hỏa ảnh mê tung bộ lên, minh hỏa quỷ trảo hắn chả không có trải qua. Nhưng là, tiểu hoàng gà đã đem minh hỏa quỷ trảo cùng hỏa ảnh mê tung bộ tu ra thành quả. Nó vì thái cổ hỗn độn cự thú, cho dù có huyết mạch gông xiềng, nhưng tu luyện thú pháp thiên phú, so với tất cả cộng sinh thú đều muốn vượt qua một mảng lớn. Đừng nhìn nó móng vuốt tiểu, một chảo này lực lượng đi xuống, lấp kín tường sắt nó đều có thể xé rách. Tăng thêm nó còn lấy hỏa ảnh mê tung, lóe lên một cái ở giữa, xuất hiện ở tinh ma bằng nơi ngực, trực tiếp móc xuống một miếng huyết nhục đến. Tinh ma bằng kỳ thật thực lực mạnh phi thường, dù sao nắm giữ linh nguyên cảnh thực lực, nhưng cũng tiếc nó quá mức to lớn, vừa lúc bị tiểu hoàng gà khắc chế. Hỏa ảnh mê tung bên trong, nó căn bản đuổi không kịp tiểu hoàng gà, mấu chốt là, Lý Thiên Mệnh lúc này thời điểm vượt qua thần đỉnh, cũng tại nhằm vào cái này tinh ma bằng. Có câu châm ngôn, thú mạch cảnh thời điểm, ngự thú sư cùng cộng sinh thú cường độ tương đương. Nhưng đã đến linh nguyên cảnh, cộng sinh thú so hội ngự thú sư cường. Đó là bởi vì linh nguyên cảnh cộng sinh thú, nắm giữ, linh nguyên thần thông. Đây là một loại có khác với chiến quyết huyết mạch thần thông. Theo, hung thú, trên thân chiếm lấy mà đến. Một khi để cộng sinh thú thi triển ra linh nguyên thần thông đến, giả dụ bị trúng đích, trận chiến đấu này rất khó đánh. Cho nên Lý Thiên Mệnh cùng tiểu hoàng gà, ngay từ đầu thì dựa vào tốc độ cùng thân pháp ưu thế, trực tiếp nhằm vào tinh ma bằng. Tay phải của hắn lấy ra đến từ Liễu Thiên Dương lôi hỏa xiềng xích này lên linh hỏa thiêu đốt, linh lôi dây dưa. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ một đoạn thời gian bôn lôi cửu tiên. Hiện tại tuy nhiên có thể thi triển không nhiều, nhưng là, trận chiến đấu này, cũng đủ rồi. Lấy xiềng xích thay thế roi dài thi triển, cái này bôn lôi cửu tiên uy lực sẽ chỉ càng mạnh. Siêu! Ngay tại tiểu hoàng gà lấy minh hỏa quỷ trảo tiến công trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh cái kia bôn lôi cửu tiên roi thứ nhất xé rách trường không, trực tiếp quất vào tinh ma bằng trên lưng. Bọn họ thú nguyên mặc dù mới thú mạch cảnh tầng thứ 8, nhưng là vĩnh hằng luyện ngục thú nguyên sao mà hừng hực. Trung phẩm nguyên cấp chiến quyết trong tay bọn hắn phát huy ra cực hạn uy lực, tăng thêm bọn họ là trong nháy mắt vây công, cái kia tinh ma bằng căn bản ngăn không được. Tại trong khoảng thời gian ngắn, Lý Thiên Mệnh cùng tiểu hoàng gà lấy lôi hỏa xiềng xích cùng minh hỏa quỷ trảo, trực tiếp để tinh ma bằng bị rất đại trình độ bị thương, trực tiếp đặt vững ưu thế. Lý Thiên Mệnh xác thực phát huy toàn bộ thực lực, dù sao hắn là tại vượt đại cảnh giới chiến đấu. Thần đỉnh không phải phế vật, muốn là xem thường hắn. Chiến bại chính là mình. Tuổi của hắn thế yếu lớn như vậy, không đánh bại thần đỉnh, cái nào thượng sư dám thu chính mình. Thần đỉnh nhìn lại, nhất thời nghiến răng nghiến lợi giết trở về. Lý Thiên Mệnh đã bị thương tinh ma bằng, lúc này thời điểm trực tiếp ngăn lại thần đỉnh. Tại hỏa ảnh lấp lóe bên trong,
cái kia lôi hỏa xiềng xích từ trên trời giáng xuống, như là sấm sét vang dội, hướng về thần đỉnh điên cuồng quất tới. Loại binh khí này, thực là không tồi. Lý Thiên Mệnh trước kia ưa thích dùng đoản kiếm, đao thương kiếm kích hắn đều thử qua, không phải rất ưa thích. Đạt được lôi hỏa xiềng xích về sau, hắn phát hiện mình có chút yêu mến binh khí này. Loại kia quất đánh thời điểm bạo phát, tuyệt đối là có tính chất hủy diệt. Mà lại theo bôn lôi cửu tiên cái này chiến quyết hệ thống bên trong, lôi hỏa xiềng xích còn có thể chơi ra rất nhiều kiểu tới. Thần đỉnh một thân cậy mạnh, nhưng căn bản không đến gần được Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh lôi hỏa xiềng xích là tuyệt đối binh khí dài, có dài hơn 4 mét. Hắn một bên thi triển hỏa ảnh mê tung bộ, một bên lấy bôn lôi cửu tiên roi thứ nhất đối phó thần đỉnh ngoại trừ bị đánh, không có biện pháp nào. Lý Thiên Mệnh. 3. Ngay tại thần đỉnh lên cơn giận dữ, phẫn nộ giống to thời điểm, ngược lại để Lý Thiên Mệnh lôi hỏa xiềng xích tìm được sơ hở. Cái kia lôi hỏa xiềng xích giống như rắn độc chui vào, quất vào khóe miệng của hắn. 3. Thần đỉnh lật bay ra ngoài, ba cái tươi mới hàm răng bay ra khoang miệng, dưới ánh mặt trời rực rỡ hào quang. Để ngươi lắm miệng, Lý Thiên Mệnh cười ha ha. Nói thật, thần đỉnh loại này lực lượng hình cồng cành ngự thú sư, tuyệt đối bị hắn khắc chế đến xít sao. Lôi hỏa xiềng xích tương đương với cánh tay của hắn, tay lớn lên cũng là khắc chế hắn tay ngắn, thần đỉnh căn bản không có cách nào cận thân. Cái kia hỏa ảnh mê tung thân pháp, đúng là Lý Thiên Mệnh chọn lựa đến tốt nhất chiến quyết, quả thực vì hắn một người một gà lượng thân định chế. Vừa rút chúng thần đỉnh, Lý Thiên Mệnh đã cảm nhận được cái này trên lôi đài, truyền đến một loại đặc thù lực lượng. Nhìn lại, cái kia tinh ma bằng đã điên rồi. Nó một đôi mắt lúc này bộc phát ra chướng mắt tinh quang. Tinh quang hừng hực như kiếm, giờ phút này bạo phát đi ra, hướng thẳng đến trước mắt tiểu hoàng gà xuyên thấu mà đi. Đây là nó linh nguyên thần thông xí tinh chi nhãn. Lý Thiên Mệnh nghe được rất nhiều người kinh hô. Hắn chỗ lấy ngay từ đầu thì áp chế tinh ma bằng, sợ cũng là cái này linh nguyên cảnh cộng sinh thú linh nguyên thần thông. Tinh ma bằng tại trọng thương phía dưới, linh nguyên thần thông khẳng định sẽ mất đi một số trình độ, vừa tốt hắn lúc này thời điểm đánh tan thần đỉnh. Tại cái này đất đèn hỏa quang ở giữa, Lý Thiên Mệnh cái kia lôi hỏa xiềng xích biểu bay ra ngoài, giống như một đạo tia chớp trong nháy mắt rút chúng cái kia tinh ma bằng đầu. Tinh ma bằng chính đang thi triển linh nguyên thần thông, làm cái kia tinh quang như kiếm theo trong mắt giết lúc đi ra, vừa lúc bị Lý Thiên Mệnh rút chúng đầu. Lập tức, nó chính xác trực tiếp dịch ra, chướng mắt tinh quang trực tiếp bắn tới bầu trời đi. Lão tử còn không có bắn ngươi, ngươi dám bắn lão tử ngươi. Tiểu hoàng gà giận dữ. Hỏa ảnh mê tung lóe lên, minh hỏa quỷ chảo xé rách phía dưới, lần nữa đem tinh ma bằng móc ra một cái lỗ máu. Cùng lúc đó, Lý Thiên Mệnh cái kia lôi hỏa xiềng xích liên tục quất đánh 3 lần, để tinh ma bằng trực tiếp ra chóc thịt bong. Được rồi. Đúng vào lúc này, Lý Thiên Mệnh nghe được đến từ thượng sư nhóm uy nghiêm tuyên cáo. Hắn là hiểu chuyện người, nghe nói như vậy trong nháy mắt, hắn thì đình chỉ động thủ. Bất quá tiểu hoàng gà giết phải cao hứng. Lý Thiên Mệnh trực tiếp dùng lôi hỏa xiềng xích đem chó chặt, cho hắn trở về. Ngươi làm gì, lão tử muốn làm chết nó. Gia hỏa này vẫn là độ tuổi huyết khí phương cương A. Kết thúc. Thượng sư một khi tuyên bố, tuyệt đối không thể lại đánh, bởi vì đây không phải một trận nhất định phải phân ra thắng bại chiến đấu. Chỉ là để thượng sư nhóm thông qua chiến đấu, trực tiếp thấy rõ thiên phú của mỗi người thực lực. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tuyên bố chiến đấu kết thúc thượng sư, cũng là Mộ Uyển. Lý Thiên Mệnh kính trọng nàng, cho nên nghe lời thu tay lại. Nhưng là, thần đỉnh ngay tại nổi nóng, thương thế của hắn còn có thể chịu đựng, lúc này thời điểm đứng lên, cả người tức giận giống một con chó gấu. Lý Thiên Mệnh, ta không phục, lại đến. Hắn thấp giọng gầm thét lên. Bại tướng dưới tay, ngươi không có tư cách, Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Thần đỉnh còn muốn nói chuyện, Mộ Uyển thượng sư thanh âm lần nữa truyền đến. Tới bắt đệ tử lệnh, khác lãng phí thời gian, còn có hơn 1000 người đây. Câu nói này tuy nhiên cường thế, nhưng là Lý Thiên Mệnh thích nghe. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, Mộ Uyển thượng sư trên mặt nụ cười nhìn lấy chính mình. Đến mức còn lại 9 cái thượng sư, trên cơ bản đều khoanh tay. Không nói gì. Mộ Uyển, hắn 3 năm trước đây làm qua cái gì ngươi rõ ràng, hắn là học cung vết bẩn, cũng là Lâm Tiêu Đình cùng Lôi Tôn Phủ trong mắt con ruồi. Bên cạnh một cái nam thượng sư thấp giọng nhắc nhở. Ta tuyển người nào, với ngươi không quan hệ. Mộ Uyển thượng sư lườm hắn một cái, trực tiếp xuất ra đệ tử lệnh ném cho Lý Thiên Mệnh. Còn lại chiến đấu còn chưa kết thúc,
Lý Thiên Mệnh tuyệt đối là hôm nay học cung cái thứ nhất thông quan thành công đệ tử. Đa tạ thượng sư, ta về sau, nhất định muốn vì thượng sư làm rạng rỡ. Lần nữa cầm tới đệ tử lệnh, Lý Thiên Mệnh biết đây hết thảy có bao nhiêu khó khăn. Nhưng là, hắn rốt cục làm được, đương nhiên vẫn là phải cảm tạ Mộ Uyển. Nếu là không có nàng, chỉ sợ một cái dám muốn chính mình thượng sư đều không có. Bọn họ đại khái có thể dùng tuổi tác vì lý do, đào thải Lý Thiên Mệnh. Thần đỉnh, người tuổi còn nhỏ, thiên tư tung hoành, trận này biểu hiện không tốt, cũng là bởi vì bị Lý Thiên Mệnh lấy, cáo giả, khắc chế, ta thu ngươi làm đệ tử. Vừa rồi cùng Mộ Uyển thượng sư nói chuyện, Lý Khuê thượng sư, lên tiếng, lấy ra đệ tử của mình lệnh. Thần đỉnh, ta cũng thu ngươi làm đệ tử, ngươi có thể chọn lựa thượng sư. Ta cũng như thế. Thượng sư nhóm liên tiếp tỏ thái độ, Lý Thiên Mệnh đều nhìn mộng, hết thảy có 9 cái thượng sư nguyện ý thu thần đỉnh làm đệ tử. Kỳ thật lấy thần đỉnh thiên tư cùng bối cảnh, tuyệt đối là thông quan chiến ưu tú nhất loại kia. 10 cái thượng sư nguyện ý cho đệ tử lệnh, cái kia đều không có gì. Mấu chốt là, hắn vừa mới biểu hiện bị Lý Thiên Mệnh khắc chế đến xít sao, có thể nói vô cùng hỏng bét. Mà lại, hắn biểu hiện ra tâm cảnh cũng vô cùng kém cỏi. Dạng này đều có thể cầm tới 9 cái thượng sư đệ tử lệnh, mà chính mình chỉ có thể cầm tới Mộ Uyển thượng sư đệ tử lệnh. Dạng này tương phản, quả thực có chút buồn cười. Đương nhiên, buồn cười về buồn cười, đối với Lý Thiên Mệnh tới nói, có Mộ Uyển thượng sư như vậy đủ rồi. Đến mức còn lại thối nam nhân, hắn mới lười nhác nhìn một chút. Thiên Mệnh, chuẩn bị bài vị chiến đi. Mộ Uyển thượng sư câu nói này, là để Lý Thiên Mệnh coi nhẹ những ân tình này ấm lạnh, tìm tới đến đón lấy hắn càng cần phải chuyên chú đổ vật, cái kia chính là bài vị chiến. Học cung bài vị chiến vô cùng long trọng, so hôm nay thông quan chiến còn muốn long trọng rất nhiều. Coi như lấy không được bài vị chiến đệ nhất, bài vị chiến càng là gần phía trước, đệ tử địa vị cùng lấy được tài nguyên tu luyện thì càng cao. Viêm Hoàng học cung còn có một số tu luyện bí cảnh, lấy bài vị chiến bài danh quyết định thời gian tu luyện. Phượng Hoàng Điện bên này còn có chí ít 500 cuộc chiến đấu, lúc chiến đấu lớn lên không xác định, đoán chừng phải vài ngày mới có thể kết thúc. Đến đón lấy cũng là bài vị chiến. Trong khoảng thời gian này, một khi trước thông quan đệ tử, hội trước nhập Viêm Hoàng học cung bên trong quen thuộc hoàn cảnh. Nhưng, Lý Thiên Mệnh đã trải qua một năm, cho nên không chuẩn bị lập tức tiến Viêm Hoàng học cung, cho nên hắn quyết định đi trước, đem cái tin tức tốt này nói cho mẫu thân lại nói. Cáo biệt Mộ Uyển thượng sư. Hắn cùng thần đỉnh cùng đi xuống lôi đài, thần đỉnh ánh mắt phủ đầy tia máu, đến bây giờ vẫn sát khí đằng đằng. Lý Thiên Mệnh, vừa đi xuống, thì có người tại tiếp thần đỉnh, nguyên lai là vạn thú điện bên kia, thần Diệu. Vị này tinh thần thương hội thái tử gia còn không có tham gia thông quan chiến. Có việc, Lý Thiên Mệnh hỏi. Nói thật, Lý Thiên Mệnh biểu hiện, mặc kệ là cộng sinh thú phẩm chất, còn có hôm nay đánh bại thần đỉnh, đều bị thần Diệu vô cùng thật mất mặt, vô cùng không thoải mái. Cũng không có chuyện gì, ta trước đây xác thực xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi người này tuy nhiên có tiếng xấu, phẩm chất cực kém, nhưng xác thực có một ít khí vận cùng bản sự. Thần Diệu lạnh lùng nói. Ta nghe không hiểu, ngươi đây là tại khích lệ ta. Lý Thiên Mệnh nói. Tùy ngươi nghĩ ra sao đi, ngươi bây giờ xác thực xuân phong đắc ý, tiểu nhân đắc chí chính là ngươi thời khắc này bộ dáng. Nhưng là, đừng quên thân phận của ngươi, ngươi vẫn là Viêm Hoàng đệ tử trò cười. Thần Diệu sắc mặt hờ hững nói. Khác quanh co lòng vòng, có ý nghĩ gì ngươi cứ việc nói thẳng. Lý Thiên Mệnh bĩu môi nói. Cũng không có gì, người hôm nay đánh ta huynh đệ, cầu nguyện bài vị chiến không muốn gặp phải ta đi. Bài vị chiến không ai hô ngừng, muốn là gặp phải ta, hôm nay thần đỉnh bị thương, ta gấp 10 lần còn cho ngươi. Thần Diệu nói. Không dùng cầu nguyện, ta vừa muốn đem ngươi đánh như tử, đem mặt của ngươi đánh sưng, đem ngươi hàm răng đều đánh xuống. Sau đó nhìn ngươi về nhà, tìm ngươi nương làm bữa đánh lăn, uống mấy ngụm cái gì cấu kim thang. Lý Thiên Mệnh lạnh giọng cười một tiếng. Tại thần Diệu nheo mắt lại thời điểm, quay người rời đi. Ban đầu ở thần cung thời điểm, thần Diệu cùng mẫu thân hắn cỡ nào ngạo mạn cùng vô lễ, bọn họ như thế nào đâm bị thương vệ tịch, Lý Thiên Mệnh nhớ tinh tường. Tất cả để mẫu thân hắn thương tâm qua người, hắn một cái cũng sẽ không tha thứ. Tuyết Lam giống như không có làm cái gì. Nhưng là nàng những cái kia hời hợt ngôn ngữ, mới là lớn nhất đao sắc bén. Xem ra, ngươi không muốn sống. Thần Diệu thanh âm cực kỳ âm lãnh, trong lời nói đã có sát cơ. Theo thần cung đến Viêm Hoàng chiến trường, hắn xác thực không nghĩ tới,
hắn nguyên bản trong mắt buồn cười cóc ghẻ, làm cho hắn sinh ra loại cấp bậc này sát cơ. Bọn họ mẫu thân đã từng là tốt nhất tỉ muội, bọn họ vốn hẳn nên như anh em một dạng thân mật. Thế nhưng là hiện thực lại là, một cái cao cao tại thượng, một cái tại trần thế chém giết. Tuyết Lam tại thần cung điên cuồng bày ra nàng cao quý cùng cảm giác ưu việt thời điểm, cái này một phần tỉ muội tình, đã sớm tan thành mây khói. Nàng nhục nhã, Lý Thiên Mệnh sẽ vì nàng đòi lại cái công đạo này tới. Có lẽ Vệ Tịnh sẽ không để ý, nàng chỗ thật đáng buồn chỉ là những cái kia biến chất cảm tình, nhưng Lý Thiên Mệnh để ý. Đã từng tỉ muội, Tuyết Lam ung dung hoa quý, cao cao tại thượng, thể diện mà hạnh phúc, mà Vệ Tịnh kéo dài hơi tàn, nghèo rất mùng tơi. Con của các nàng, một cái tinh quang thiểm diệu, tiền đồ vô lượng, một cái biến thành trò cười, như chuột chạy qua đường. Lý Thiên Mệnh cảm thấy, hiện tại thì kết luận hết thảy, thực sự quá sớm. Chờ xem, đây chính là hắn đối đây hết thảy tốt nhất đáp lại. Chí ít hôm nay, hắn bày ra cấp 6 cộng sinh thú, đánh bại thần đỉnh, đã để không ít coi hắn là làm trò cười người, cũng không cười nổi nữa. Nói thí dụ như Lý Viêm Phong cùng Liễu Khanh. Tại Lý Thiên Mệnh đánh bại thần đỉnh thời khắc, bọn họ lạnh lùng không nói gì, không có đối thoại. Nói thí dụ như cái kia phòng cao thượng bên trong. Vị phu nhân kia nhìn đến chính mình nhi tử hàm răng đều bị quất bay, hoàn toàn bị Lý Thiên Mệnh trêu đùa, nàng sắc mặt tái xanh, chén trà trong tay đều bị bóp nát. Thần đỉnh, thật sự là phế vật, các phu nhân không nghĩ tới, lớn nhất tức giận ngược lại là Tuyết Lam. Nàng đứng lên, trực tiếp đem trước mắt cái bàn cho lật ngược, sau đó trực tiếp rời đi. Lưu lại các phu nhân hai mặt nhìn nhau, một mặt mơ hồ. Vì cái gì, Tuyết Lam so thần đỉnh mẫu thân cũng còn muốn tức giận. Như không biết Lý Thiên Mệnh là 20 năm trước, diễm độ vị kia phong hoa tuyệt đại nữ tử chi tử, các nàng liền không có khả năng đoán ra nguyên do tới. Hồi khách sạn trên đường. Kỳ thật tinh ma bằng cái kia linh nguyên thần thông, xí tinh chi nhãn, uy lực rất không tệ, may mắn ta lúc ấy tay mắt lanh lẹ, nếu không ngươi bây giờ thì bị xuyên thủng. Lý Thiên Mệnh hôm nay tâm tình vô cùng tốt. Ngươi đừng chém gió nữa, chính ta có thể tránh. Tiểu Hoàng Gà trợn mắt một cái nói. Đúng rồi, nếu là ngươi đến linh nguyên cảnh, có thể tế luyện ra linh nguyên thần thông tới sao? Dù sao, ngươi không phải phổ thông cộng sinh thú. Ta làm sao biết, ta liền linh nguyên thần thông là cái gì cũng không biết. Kỳ thật linh nguyên thần thông ảo diệu, dính đến cái này tu hành cái thứ hai cảnh giới, linh nguyên cảnh, ảo diệu. Thú mạch cảnh tu luyện tới đỉnh phong, làm ngự thú sư cùng cộng sinh thú hết thảy 18 đầu thú mạch hoàn toàn quán thông thời điểm, lấy xong phương thú nguyên, tại mỗi người trong thân thể mở ra linh nguyên. Linh nguyên vị trí từ cộng sinh thú mà định ra, tỉ như kim vũ linh nguyên, mở ra tại móng vuốt, lông vũ cùng mỏ chim tương đối nhiều. Linh nguyên so với thú mạch, có thể hội tụ càng nhiều thú nguyên, linh nguyên cảnh ngự thú sư, thú nguyên so thú mạch cảnh muốn hùng hồn quá nhiều. Phẩm cấp cao cộng sinh thú vì cái gì cường đại sao? Đó là bởi vì, cái gì phẩm giai cộng sinh thú, tại mở ra linh nguyên thời điểm, thì có thể mở ra mấy cái linh nguyên đi ra. Cấp 1 cộng sinh thú, mở ra linh nguyên cảnh giới, mặc kệ là ngự thú sư vẫn là cộng sinh thú, đều chỉ có thể nắm giữ một cái linh nguyên. Cấp 6 cộng sinh thú, ngự thú sư cùng cộng sinh thú, đều có thể có 6 cái linh nguyên. Tỷ như đều là linh nguyên cảnh đệ nhất trọng. Tam giai cộng sinh thú linh nguyên số lượng là cấp 6 cộng sinh thú một nửa. Cho nên, tuy nhiên cảnh giới giống nhau, nhưng cái sau thú nguyên tổng lượng cơ hồ là cái trước gấp 2, đương nhiên so cái trước cường quá nhiều. Vì cái gì không cầm cấp 1 cộng sinh thú cùng cấp 2 cộng sinh thú nêu ví dụ? Đó là bởi vì, hai cái này phẩm giai cộng sinh thú, căn bản thu không đến linh nguyên cảnh. Tỷ như thần diệu, hắn khẳng định nắm giữ 6 cái linh nguyên. Mà lại 6 cái linh nguyên muốn tu luyện đến tầng thứ 3. Cùng các loại cảnh giới lại nắm giữ cấp 5 cộng sinh thú ngự thú sư, chỉ có 5 cái linh nguyên, tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Các loại tiểu hoàng gà đến linh nguyên cảnh, không ngoài dự liệu cũng có thể nắm giữ 6 cái linh nguyên càng nhiều, tương đương với thiên phú càng mạnh. Mà lại, linh nguyên còn có mạnh hơn tác dụng, cái kia chính là, linh nguyên thần thông. Cái gọi là linh nguyên thần thông, nơi phát ra so sánh phức tạp. Cộng sinh thú bản thân là không có thần thông, linh nguyên thần thông, kỳ thật đến từ hung thú. Bên trong thiên địa đản sinh không trí tuệ hung thú, chỉ cần tam giai trở lên, trời sinh thì nắm giữ cường hãn, giác tỉnh thần thông. Tỷ như hỏa lăng sơn đao bối cự ngạc, thủy long quyền, cũng là hắn giác tỉnh thần thông. Chém giết hung thú,
Ngự thú sư có thể sử dụng tế luyện pháp, đem hung thú giác tỉnh thần thông để luyện ra thú hồn. Sau đó, lại đem thú hồn dẫn vào cộng sinh thú linh nguyên bên trong, cộng sinh thú thì có thể thu được linh nguyên thần thông. Nói ngắn gọn, linh nguyên thần thông chiếm lấy tại hung thú. Đương nhiên, tế luyện có thành công hay không, cùng hung thú thú hồn phải chăng thần phục có quan hệ. Thí dụ như trưởng bối chém giết hung thú tinh luyện thú hồn cho vãn bối, cái kia thú hồn phổ biến không thần phục, tiếp theo dẫn đến tế luyện thất bại. Đồng thời, tế luyện kết quả cũng từ hung thú cùng cộng sinh thú ở giữa loại hình phải chăng phù hợp có quan hệ. Thú hồn đẳng cấp, từ hung thú đẳng cấp mà định ra. Ngự thú sư linh nguyên không thể dẫn vào thần thông, chỉ có cộng sinh thú mới có thể. Nói như vậy, cộng sinh thú cầm giữ có mấy cái linh nguyên, như vậy thì có thể tế luyện ra mấy loại linh nguyên thần thông, đến, đây cũng là phẩm cấp cao cộng sinh thú cường thế địa phương. Tỷ như lục tinh diệu sư, nó nắm giữ 6 cái linh nguyên, như vậy có thể luyện hóa 6 loại hung thú giác tỉnh thần thông thành vì mình, linh nguyên thần thông. Theo hung thú giác tỉnh thần thông, chuyển hóa trở thành cộng sinh thú linh nguyên thần thông, kỳ thật hội có một ít biến hóa. Loại biến hóa này đến từ cộng sinh thú huyết mạch ảnh hưởng. Nói ngắn gọn, cũng là để luyện ra hung thú thú hồn cùng cộng sinh thú huyết mạch sinh ra dung hội, ra đời mạnh hơn linh nguyên thần thông. Linh nguyên thần thông độc thuộc về cộng sinh thú, ngự thú sư không thể thi triển. Nhưng, nghe nói đột phá linh nguyên cảnh, đến tu hành cái thứ ba cảnh giới, quy nhất cảnh, ngự thú sư liền có thể thông qua thần diệu, quy nhất khí tràng, mượn dùng cộng sinh thú linh nguyên thần thông. Ta phải chờ ta đến linh nguyên cảnh, mới có thể xác định ta có hay không nắm giữ linh nguyên thần thông. Tiểu hoàng gà nói ra, nó bản nguyên là thái cổ hỗn độn cự thú, kỳ thật càng cùng loại một loại hung thú mà không phải cộng sinh thú. Cho nên nó còn không xác định tương lai mình sẽ như thế nào. Hiện tại duy nhất có thể xác định chính là, thần nguyên có thể giải khai huyết mạch của nó, để nó đạt tới cùng loại tiến hóa mục đích. Đối với cái này vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng linh nguyên cảnh, Lý Thiên Mệnh kỳ thật vô cùng chờ mong. Hắn cảm thấy, nói không chừng cái này tiểu hoàng gà, bản thân mình đều có huyết mạch thần thông. Nói lên linh nguyên thần thông, Lý Thiên Mệnh nhớ tới hắn từng tại Trầm Uyên chiến trường lấy được thánh thú chiến hồn. Kỳ thật, thánh thú chiến hồn thì là một loại thú hồn, là đẳng cấp cao nhất thú hồn. Hung thú chí cao cấp khác, mới có thể được phong làm thánh thú. Thánh thú, đó là trong truyền thuyết hủy thiên diệt địa tồn tại, chỉ ở lịch sử trong truyền thuyết xuất hiện qua. Thánh thú giác tỉnh thần thông, hội đáng sợ đến cỡ nào? Thánh thú chiến hồn, cũng không phải là chém giết thánh thú luyện hóa mà đến mà chính là hắn tử vong về sau, thú hồn không bị luyện hóa, đi qua lâu dài 5 tháng tự nhiên chuyển hóa mà đến. Thánh thú chiến hồn đồng dạng có thể tế luyện tiến linh nguyên bên trong, bởi vì thánh thú tử vong đã lâu, cho nên không có đủ quá nhiều chống cự tâm tình. Một khi tế luyện thánh thú chiến hồn thành công, lấy được linh nguyên thần thông tuyệt đối sẽ vô cùng đáng sợ, đương nhiên, cũng sẽ cực kỳ không ổn định. Loại này không ổn định, mới khiến cho Lâm Tiêu Đình có thể thừa cơ cướp đi chính mình cho Kim Vũ luyện hóa thánh thú chiến hồn. Bình thường tới nói, đã tế luyện thành công linh nguyên thần thông, là không thể nào bị tước đoạt. Khi đó, Lý Thiên Mệnh đạt được thánh thú chiến hồn thời gian còn không dài. Kim Vũ vừa mới luyện hóa, còn không có thể phát huy ra thánh thú chiến hồn thực lực, thì gặp Mộc Tình Tình phản bội. Lúc trước Kim Vũ đem thánh thú chiến hồn tế luyện tại Long Vũ thần nguyên bên trong, cho nên Lâm Tiêu Đình mới lột sạch nó tất cả Long Vũ. Bởi vì thánh thú chiến hồn không ổn định, dù là thời gian 3 năm, Lâm Tiêu Đình cũng chưa chắc có thể hoàn toàn trưởng khống. Đã từng, hắn tại Kim Vũ trên thân cướp đi thánh thú chiến hồn, một ngày nào đó, ta muốn đem thánh thú chiến hồn đoạt lại, đem ta từng chịu qua thống khổ, toàn bộ trả lại hắn. Kim Vũ, lại cho ta một chút thời gian. Hắn hôm nay tại Viêm Hoàng học cung bước ra bước đầu tiên. Kế tiếp còn muốn tham gia bài vị chiến, cũng là vì có một ngày như vậy, thân thủ đoạt lại chính mình đã từng mất đi đồ vật. Cho mình một cái công đạo. Cũng cho dưới Hoàng Tuyền, kề vai chiến đấu 16 năm thân huynh đệ một cái công đạo. Hắn đã tới Diễm Đô, một ngày này, sẽ không quá lâu. Cùng tiểu hoàng gà cùng một chỗ làm rõ ràng linh nguyên cảnh, linh nguyên thần thông cùng thánh thú chiến hồn mạch lạc về sau, Lý Thiên Mệnh đã hồi đến khách sạn. Có tin tức tốt gì? Vệ Tịnh trên mặt nụ cười, tâm tình còn có thể. Không có, ta bị học cung đào thải, biểu hiện hỏng bét, bị người nhục mạ. Lý Thiên Mệnh nói, người đứa nhỏ này, đều nhanh 20 tuổi, diễn kỹ còn như thế vụng về. Vệ Tịnh lắc đầu nói,
đây còn không phải là ngươi di truyền. Lý Thiên Mệnh cười nói, hắn cảm giác thời cơ không sai biệt lắm, nói, đi, hôm nay thì cho ngươi thay cái căn phòng lớn. Bởi vì trên thân số tiền kia đến từ thần cung vị kia, Lý Thiên Mệnh không tiện ở trước mặt nàng dùng tiền. Từ đâu tới tiền? Vệ Tịnh hỏi. Hôm nay thông quan gặp phải cái kẻ ngu, quả thực là muốn cùng ta phía dưới tặng thưởng, ta thì không khách khí, hung hăng thắng hắn một bút. Lý Thiên Mệnh nói láo, vì để cho mẫu thân an tâm có thể vào ở phòng ở mới, hắn cảm thấy đây là lời nói dối có thiện ý, dù sao khách sạn quá phiêu bạt, không thể ở lâu. Trở lại Diễm Đô, đây là cố hương của nàng, sao có thể để cho nàng một người ở tại khách sạn. Lý Thiên Mệnh coi như ra ngoài bán nhan trị, hắn đều muốn cho mẫu thân thay cái tốt chỗ ở. Không dùng quá lớn, có thể có hai cái gian phòng là được rồi. Vệ Tịnh muốn cho hắn tiết kiệm một chút tiền tu luyện. Có điều nàng căn dặn vô dụng, Lý Thiên Mệnh tìm được một cái tới gần Viêm Hoàng học cung lại 10 phần thanh tịnh đình viện. Nơi này có 4-5 gian phòng nhỏ, cũng có viện tử có thể đủ loại hoa cỏ cây cối, mẫu thân cộng sinh thú cũng có thể theo cộng sinh không gian đi ra hít thở không khí. Cái nhà này, bỏ ra Lý Thiên Mệnh 100 màu vàng thiên văn bảo ngọc, là hai phần hỏa ảnh mê tung bộ tiền. Nhưng hắn cảm thấy rất đáng giá. Bởi vì, từ đó về sau, mẫu thân cũng không phải là phiêu bạt người lưu lạc. Hắn chuyên môn bỏ ra một ngày thời gian, ra ngoài cho mẫu thân mua đầy đủ hết đồ dùng sinh hoạt, lại mời một cái hiền lành đại thẩm tới chiếu cố mẫu thân sinh hoạt hàng ngày. Giải quyết đây hết thảy về sau, sắc trời đã trễ rồi. Hôm nay mặc dù bận rộn, nhưng nhìn đến mẫu thân lại có thể phơi nắng, có thể tại dưới ánh trăng, hưởng thụ tĩnh mịch. Hắn cảm thấy vô cùng đáng giá. Đây chính là nhà, đây chính là hạnh phúc. Mệnh Nhi, sinh hoạt có nhiều khó, đừng quên nhân gian vui. Nàng nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy ban đêm gió nhẹ. Ta đã biết, người nói nhân gian khổ hải vô biên, khoái lạc bất quá bọt nước, thế nhưng là, chỉ cần thủ vững trong lòng người trọng yếu, trong lòng thỏa mãn, cũng là lớn nhất khoái lạc. Thật biết nói chuyện, lấy mẫu thân vui vẻ, Vệ Tịnh hài lòng cười. Ngươi suy nghĩ nhiều quá đi, ta nói người trọng yếu, cũng không phải ngươi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Đó là ai? Khẳng định là cái nào đó để ta động lòng, sau đó cưới nàng dâu quên nương cô nương nha. Ha ha! Vệ Tịnh để hắn chọc cười. Kỳ thật nàng cũng là Lý Thiên Mệnh tâm lý người trọng yếu nhất, hắn đều nguyện ý cùng nàng chết chung, nếu không có nàng, nhân sinh đều không ý nghĩa. Đương nhiên, mở cái này đùa giỡn thời điểm. Bỗng nhiên nghĩ đến Hỏa Lăng Sơn gặp phải cái kia tiên nữ giống như nữ hài. Nàng cũng tại Diễm Đô, nhớ tới nàng cái kia biến ảo khôn lường mà vắng vẻ dáng vẻ, nhớ tới nụ cười của nàng cùng thanh âm, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên hơi nhớ nhung. Chẳng biết lúc nào, còn có thể gặp mặt. Mệnh Nhi, chờ ngươi bài vị chiến thời điểm, mẫu thân muốn đi xem. Đêm đã khuya, Vệ Tịnh bỗng nhiên nói. Nàng thật lâu không có đi loại kia trường hợp. Nàng thậm chí cho tới bây giờ đều chưa có xem. Lý Thiên Mệnh như thế nào chinh chiến tứ phương? Bài vị chiến, là Lý Thiên Mệnh trọng yếu nhất thời khắc, hắn gặp phải chính thức đối thủ cường đại. Nàng muốn đi xem, muốn đi cho nhi tử chỗ dựa. Bởi vì nàng biết, ngày nào đó rất nhiều danh môn vọng tộc phụ mẫu trưởng bối, đều sẽ cho con gái chỗ dựa. Nàng không muốn, lại để cho Lý Thiên Mệnh một người, không chỗ nương tựa, độc lập chiến đấu. Nhất định, Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn biết mẫu thân tâm tình. Hắn nha, cũng muốn để cho nàng tận mắt nhìn, con của nàng, là cái thả chết chứ không chịu khuất phục chiến sĩ. Ngày mai bắt đầu, Lý Thiên Mệnh liền muốn trở lại Viêm Hoàng học cung, chuẩn bị chiến đấu bài vị chiến. Lôi Tôn Phủ, có thể nói là Chu Tước Quốc ngàn năm danh môn vọng tộc, tổ bối chính là Chu Tước Quốc khai quốc công huân. Lôi Tôn Phủ đời đời anh tài, thiên tài xuất hiện lớp lớp, ngàn năm hưng thịnh, thế lực trải rộng cả nước. Chu Tước Quốc thuộc một cái đánh đầu thắng đó quân đội. Tên là Lôi Minh Quân đóng quân biên cảnh, thủ vệ quốc gia. Ngàn năm qua, Lôi Minh Quân hầu như Lôi Tôn Phủ tư nhân quân đoàn, quân đội nguyên soái vẫn luôn là Lôi Tôn Phủ, Lôi Tôn. Bất quá, Lôi Tôn Phủ cũng không tồn tại công cao chấn chủ nói chuyện, ngàn năm qua Lôi Tôn Phủ đều an phận thủ thường, phụ tá quân vương. Cũng đúng là như thế, mới có thể không ngừng hưng thịnh, thiên tài cường giả theo không đoạn tuyệt. Lôi Tôn Phủ tọa lạc tại Diễm Đô Nam Khu. Là Diễm Đô Nam Khu một đám thị tộc bên trong đầu lĩnh. Hắn phủ đệ, mặc dù không có tinh phủ thần cung như vậy xa hoa, nhưng thắng ở trang trọng đại khí. Từ trên trời nhìn xuống, khắp nơi đều là tử sắc ngói lưu ly, lưu quang giật thải, sâm nghiêm cẩn trọng.
Lúc này, tại Lôi Tôn phủ sâu nhất một chỗ trong đình viện, Liễu Khanh sắc mặt cung kính, đem Lý Viêm Phong mang đến nơi này tới. Bọn họ trước mắt là một kiện mộc mạc nhà tranh, cái này nhà tranh tại toàn bộ Lôi Tôn phủ có thể nói không hợp nhau. Chỉ có Lôi Tôn phủ chính mình người mới biết, nơi này là bọn họ, Lôi Tôn, tĩnh dưỡng chi địa, cũng là người bình thường không dám đặt chân địa phương. Có thể đi tới nơi này, trừ phi đạt được Lôi Tôn triệu kiến. Rất hiển nhiên, Lý Viêm Phong cùng Liễu Khanh, lần này là đạt được triệu kiến. Liễu Khanh đều là lần đầu tiên tới nơi này, cho nên nàng xem ra, cũng có một vẻ khẩn trương. Vãn bối đệ tử Liễu Khanh, mang theo phu quân Lý Viêm Phong, bái kiến Lôi Tôn. Nàng lôi kéo Lý Viêm Phong, một mặt cung kính, tại cái kia nhà tranh trước mặt quỳ xuống hành lễ, nhà tranh cũng không có mở ra, bọn họ tự nhiên cũng không dám tiến vào. Nhà tranh bên trong, truyền tới một thanh âm khàn khàn, có thể thấy được người nói chuyện tuổi tác rất cao. Bất quá, cái này thanh âm khàn khàn lại ẩn chứa tuyệt đối uy nghiêm, đó là mấy chục năm người thống trị, mới có thể rèn tạo nên khí tràng. Lý Viêm Phong trưởng khống một tòa thành trì, có thể ở chỗ này cũng bị nhẹ nhõm chân áp. Lý Viêm Phong, trong túp lều Lôi Tôn hô một tiếng. Vãn bối tại, Lý Viêm Phong cúi đầu xuống. Ta nghe bọn hắn nói qua ngươi, ngươi nguyện ý trở thành ta Lôi Tôn phủ người, lại rất có thành ý, ta rất thưởng thức ngươi, có thể tiếp nhận ngươi. Lôi Tôn thanh âm khàn khàn, nghe không ra có bất cứ tia cảm tình nào, nhưng từng chữ đều rất có sức mạnh. Đa tạ Lôi Tôn, Viêm Phong đời này, định là Lôi Tôn phủ đánh đầu lâu, vẩy nhiệt huyết. Lý Viêm Phong hơi kích động nói. Không cần tại trong lời nói bày tỏ lòng trung thành, con người của ta chỉ nhìn hành động thực tế. Nói thật, thực lực của ngươi rất không tệ, tại ta Lôi Tôn phủ đô có thể đứng hàng danh hào, nếu như ngươi xuất thân danh môn vọng tộc, ngươi sớm liền có thể nắm giữ so hiện tại cao gấp 10 lần quyền thế. Lôi Tôn nói, Lý Viêm Phong cúi đầu, các loại Lôi Tôn tiếp tục an bài. Một khi ngươi đột phá cảnh giới này, đối với ta Lôi Tôn phủ tới nói, đều là bài danh 10 vị trí đầu cường giả. Ta dự định trọng dụng ngươi, ban cho ngươi ta Lôi Tôn phủ thiên ý công pháp. Nghe được câu này, Lý Viêm Phong cùng Liễu Khanh trên mặt đều toát ra vẻ mừng như điên. Bọn họ hết sức khống chế tâm lý hoan hỉ, hạnh phúc tựa hồ tới quá bỗng nhiên, Lý Viêm Phong chính mình cũng không có phòng bị. Hắn lúc này thời điểm duy nhất có thể làm, cũng là hai đầu gối quỳ xuống đất, thanh âm bởi vì kích động mà khàn khàn, nói. Đa tạ Lôi Tôn, Viêm Phong biết cảm ơn. Lôi Tôn biết thiên ý công pháp đối Viêm Phong trọng yếu bực nào. Ta không ăn nói lung tung nói tương lai mình sẽ thêm trung tâm, mời Lôi Tôn nhìn ta về sau biểu hiện, nếu là không hài lòng, mời Lôi Tôn tùy thời trách phạt ta. Hắn nói từng chữ, đều tình thâm ý cắt. Cái kia ngược lại không cần, người cũng không phải huyết khí phương cương thiếu niên, người cái tuổi này, lợi và hại đều có thể thấy rõ ràng. Ta Lôi Tôn phủ có thể cho ngươi chỗ dựa, cũng có thể để ngươi vạn kiếp bất phục. Người thông minh biết làm thông minh sự tình, theo năng lực phía trên, ta đối với ngươi 100% tín nhiệm. Lôi Tôn nói chuyện chém đinh chặt sắt, trong lời nói hời hợt lại mang tới uy áp, để Liễu Khanh đều toát ra mồ hôi lạnh. Nhưng bất kể nói thế nào, Lý Viêm Phong thật không nghĩ tới, chính mình cái gì cũng còn không có vì Lôi Tôn phủ làm. Vậy mà liền được chính mình tha thiết ước mơ đổ vật. Hắn là tay trắng khởi ra người, hắn không có bối cảnh dốc sức làm cả đời. Hắn biết mình lăn lộn đến bây giờ đến cỡ nào vất vả, bị qua bao nhiêu gặp trắc trở. Khó chịu nhất chính là, hắn hư không có thiên phú, nhưng bởi vì không có thiên ý công pháp, không có cách nào bước vào Chu Tước quốc lớn nhất đứng đầu cường giả hàng ngũ. Cho tới hôm nay, Lôi Tôn phủ cho hắn cơ hội này. Lý Thiên Mệnh đã từng lấy vì, phụ thân hắn cùng Liễu Khanh kết hợp, chỉ là Viêm Hoàng lệnh cùng thần nguyên cái kia một ít chuyện đơn giản như vậy, kỳ thật đem Lý Viêm Phong nghĩ đến quá đơn giản. Hắn muốn là quyền thế cùng chỗ dựa, muốn là trở thành cả nước đứng đầu cường giả cơ hội. Mà Liễu Khanh bên này, bởi vì phụ thân nàng qua đời, gia tộc của nàng tại Lôi Tôn phủ sự suy thoái, nàng cần một người nam nhân vì gia tộc của nàng chỗ dựa. Ngươi vừa tới Diễm Đô, đối Lôi Tôn phủ còn chưa quen thuộc, ta trước hết cho ngươi một cái tiểu nhiệm vụ đi. Lôi Tôn nói, xin phân phó, tôn nữ của ta Tiêu Tiêu, lập tức muốn tham gia Viêm Hoàng học cung bài vị chiến. Đứa nhỏ này, ưa thích độc lập độc hành, ta cần một người trong bóng tối bảo hộ nàng, ngươi cũng biết, ta cả đời này, trấn áp qua không ít người, trong đó không thiếu dân liều mạng. Lôi Tôn nói, Lôi Tôn yên tâm, ta tuyệt đối đem nàng tánh mạng, đem so với chính mình trọng yếu. Đây thật ra là cái nhẹ nhõm nhiệm vụ. Nhớ kỹ, trừ phi có sống chết nguy hiểm,
không muốn ở trước mặt nàng hiện thân, người trẻ tuổi cần lịch luyện. Còn nữa, người một khi hiện thân, lấy Tiêu Tiêu tính khí, liền sẽ không lại cho người bảo vệ cơ hội. Minh bạch, Lý Viêm Phong gật đầu. Tay của hắn, nắm thật chặt Liễu Khanh tay cầm. Tương lai, giống như tràn đầy hy vọng cùng ngọt ngào. Lâm Tiêu Tiêu cũng không biết, tại nàng vừa tuổi tròn 15 tuổi, lần thứ nhất chân chính ý nghĩa phía trên đi ra Lôi Tôn Phủ, đến thế giới bên ngoài thời điểm, trong nhà đã cho nàng tìm được bảo tiêu. Thông quan sau khi thành công, nàng đã là chính thức Viêm Hoàng học cung đệ tử. Cho nên, nàng có thể tại bên trong học cung thông suốt. Bất quá, ai cũng biết nàng cũng chỉ là tạm thời thuộc về, vạn thú điện, các loại đến đón lấy bài vị chiến kết thúc, có lẽ nàng cũng là cao cao tại thượng thiên phủ đệ tử. Lâm Tiêu Tiêu tự nhiên không phải lần đầu tiên đến Viêm Hoàng học cung, trên thực tế nàng chỉ ít tới qua mấy chục lần, thậm chí tại học cung thiên phủ đều ở qua một đoạn thời gian. Khi nàng đến lần nữa thời điểm, thiên phủ thủ vệ thượng sư cũng chỉ là vẻ mặt tươi cười để cho nàng đi vào. Tiêu Tiêu, bài vị chiến sau trực tiếp tiến thiên phủ, vấn đề không lớn a? Thủ vệ thượng sư hỏi. Ta hết sức, Lâm Tiêu Tiêu là phi thường lấy vui nữ hài. Nàng một chút cũng không có Lôi Tôn phủ khoa trương khí chất. Đối với người nào đều vô cùng lễ phép. Tiến vào đối với người ngoài tới nói vô cùng thần bí thiên phủ về sau, nàng xe nhẹ đường quen đi vào một gian đình viện trước. Đình viện đại cửa khép hờ lấy, Lâm Tiêu Tiêu nhẹ nhàng đẩy ra, chỉ thấy bên trong là một mảnh biển hoa, khắp nơi đều là hoa tươi mùi thơm. Không ít chim chóc ở trên nhánh cây phát ra thanh thúy chim hót, nơi xa còn hòn non bộ cùng nước chảy, quả thực giống là nhân gian tiên cảnh. Những thứ này hoa cỏ cây cối đều là chủ nhân gieo xuống, tự mình tốn thời gian vun trồng. Cũng đúng là như thế, mới phá lệ mùi thơm rung động lòng người. Lâm Tiêu Tiêu dọc theo một đầu đá cội đường nhỏ đi vào bên trong, hoa cỏ cây cối mùi thơm ngát xông vào mũi, khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu. Bỗng nhiên phía trước truyền đến tiếng đàn. Cái kia tiếng đàn du dương mà động người, cùng cái này trong đình viện biển hoa liền động, dường như những thứ này hoa cỏ cây cối đều có linh hồn. Dạng này tiếng đàn hiện ra chủ nhân cực cao tu dưỡng cùng tạo nghệ, khắp nơi bên trong đều để lộ ra ưu nhã. Lâm Tiêu Tiêu phía trước là một cái thanh tịnh hồ nước bên trong đại tiểu kim ngư lúc này ngay tại vui sướng du động, phảng phất là tại theo tiếng đàn mà khiêu vũ. Nhìn về phía trước, có thể phát hiện trong hồ có một cái đình nhỏ. Tại cái này trời trong gió nhẹ thời gian bên trong, có một người mặc tao nhã váy trắng nữ tử, ngay tại cái kia trong đình đánh đàn. Cái kia mảnh khảnh trong tay dường như tinh linh, tại dây đàn phía trên nhảy lên, đàn tấu xuất động nghe nhạc khúc. Nữ tử váy trắng chính là một bên váy sa mỏng, đàn tấu thời điểm, cái kia thật dài váy như mây bầy ở bốn phía, trên mặt nàng bảo bọc trong suốt màu nhạt lụa mỏng, loáng thoáng có thể thấy được toàn bộ gương mặt hình dáng, sống mũi hơi hơi nhô lên, răng ngọc ngọc lộ, trên môi vểnh lên, phác họa ra mỉm cười xinh đẹp độ cong, liền dường như dâng lên một vệt vành trăng khuyết. Như mây mái tóc giống như dâng trào màu nâu như thác nước rơi xuống, da thịt trong suốt như thiên chỉ mỹ ngọc, mỹ lệ đồng tử hơi hơi lưu chuyển. Mênh mông như làn thu thủy, đen nhánh nước nhuận bên trong lộ ra cơ hồ nhìn không thấy màu xanh lam, sâu thẳm mà thanh tịnh, phảng phất là thảo nguyên chỗ sâu hồ nước, trong suốt sạch sẽ. Chim hót hoa nở, hồ nước dập dờn, tiếng đàn du dương bên trong, dạng này một vị váy trắng thiếu nữ đánh đàn đàn tấu, như thế một hình ảnh, phảng phất là họa bên trong tiên tử. Gió mát lưu động ở giữa, nữ tử kia tựa như là hồ này bên trong một đóa tinh khiết bạch liên. Tiêu Tiêu, người đã đến đâu, thông quan thành công không? Đúng vào lúc này, tiếng đàn im bặt mà dừng. Nữ tử kia mở ra trên mặt màu nhạt lụa mỏng, chậm rãi đứng dậy. Cái kia thướt tha tư thái tại váy sa mỏng bên trong như ẩn như hiện, dạng này một cái cô gái xinh đẹp, quả thực không nhuốm bụi trần, trong suốt sáng long lanh. Thành công, Lâm Tiêu Tiêu trên mặt nụ cười. Nàng bước nhanh đi đến đỉnh nơi này đến, nói, tinh tinh tỷ tiếng đàn thật là dễ nghe, thật hâm mộ ca ca ta, có thể cầm giữ có tỷ tỷ dạng này yêu nhã người yêu. Tiêu Tiêu thật biết nói chuyện, nữ tử khẽ mỉm cười, nói, có nửa năm không gặp, Tiêu Tiêu càng ngày càng tốt nhìn, mới 15 tuổi thì như vậy mỹ mạo, tương lai nhất định phải khuynh quốc khuynh thành. Đáng tiếc dung mạo đối với tu hành cũng không có cái gì ích lợi, ta hay là hy vọng có thể dựa vào thực lực để cho người khác nhận biết ta. Lâm Tiêu Tiêu nói, đúng đúng, Tiêu Tiêu tương lai, nhất định là một vị tuyệt thế cường giả, so ca ca ngươi đều lợi hại hơn. Đúng thế, mục tiêu của ta cũng là siêu việt Lâm Tiêu Đình, để hắn vì khi còn bé khi dễ ta trả giá đắt, hì hì. Tại nữ tử trước mặt,
Lâm Tiêu Tiêu tựa hồ buông ra một chút, cho thấy cổ linh tinh quái một mặt. Không có vấn đề, ta tuyệt đối ủng hộ ngươi cùng một chỗ hợp lực đánh hắn. Nữ tử nhớ tới hắn thời điểm, mặt trứng ngỗng hơi có chút hồng nhuận phơn phớt, xem ra tú sắc khả san. Các nàng lại hàn huyên một hồi liên quan tới thông quan chiến vấn đề, nữ tử hỏi, liên quan tới bài vị chiến đối thủ, ngươi đều hiểu rõ không? Có nắm chắc không? Có niềm tin chắc chắn, song sinh ngự thú sư vẫn có một ít ưu thế, bất quá, vẫn là muốn nhìn cụ thể tình hình chiến đấu. Lâm Tiêu Tiêu ánh mắt kiên định nói, nhìn ra được, nàng vô cùng khát vọng trở thành điện khảo đệ nhất đệ tử, đuổi kịp huynh trưởng vinh diệu. Tình tình tỷ tin tưởng ngươi, không lâu sau đó, chúng ta liền có thể cùng một chỗ ở tại thiên phủ tu luyện. Thiên phủ so với bên ngoài đâu, vẫn là thanh tịnh rất nhiều, có thể học được càng nhiều đồ vật, tỷ như ca ca ngươi, gần nhất lại bế quan, chờ hắn lần này xuất quan, đoán chừng lại có thể đột phá. Nữ tử kiêu ngạo nói, ca ca gia hỏa này, lại muốn tiến bộ, Lâm Tiêu Tiêu nhếch miệng. Nói lên huynh trưởng, nàng chợt nhớ tới một người, nhớ tới hôm nay tới mục đích. Tình tình tỷ, người biết không, hôm nay điện khảo, có một cái người xấu xuất hiện. Lâm Tiêu Tiêu nói nghiêm túc. Người xấu, là cái gì cái người xấu đâu? Nữ tử mỉm cười hỏi. Tựa hồ ở trong mắt nàng, Lâm Tiêu Tiêu vẫn là cái tiểu nữ hài. Cũng là 3 năm trước đây, ý đồ xâm phạm người cái tên xấu xa kia, gọi là Lý Thiên Mệnh, ca ca xử tử hắn cộng sinh thú, người còn nhớ rõ sao? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Nghe được câu này, nữ tử biểu lộ, thần thái bỗng nhiên dừng lại. Ánh mắt của nàng biến hóa qua rất nhiều lần, đến cuối cùng, nàng nhếch miệng, tựa hồ hết thảy biến đến hời hợt. Hắn không phải về nhà đâu, làm sao xuất hiện đâu? Nữ tử trên mặt nụ cười, nhẹ giọng hỏi. Cũng là trực tiếp xuất hiện, giống như lại ở quê hương lấy được viêm hoàng lệnh. Nghe nói, hắn dùng huyết thần khế ước tìm một cái cộng sinh thú, hôm nay thông quan thành công, lại trở lại viêm hoàng học cung. Lâm Tiêu Tiêu nói lên người này, sắc mặt bên trong cũng có một chút vẻ chán ghét. Dù sao nàng thế nhưng là nghe tình tình tỷ nói qua người này vô sỉ chỗ. Dạng này nha, vậy chúc mừng hắn. Nữ tử nhẹ gật đầu, trên mặt vẫn có chút nụ cười. Tình tình tỷ, dạng này người vậy mà trở về, người không cảm thấy buồn nôn sao? Muốn hay không, ta giúp người sau đó giáo huấn hắn một lần. Dù sao, hắn 3 năm trước đây kém chút hủy đi ngươi. Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Không sử dụng đây, nữ tử nói. Vì cái gì đây? Tiêu Tiêu, người sống một đời, ai sẽ không xúc động phạm một số sai lầm đâu. 3 năm trước đây đâu, hắn cũng là rất ưa thích ta, cho nên trong lúc nhất thời, bị choáng váng đầu óc đi. Nữ tử ôn nhu mà nói. Vậy cũng không thể làm loạn a. Nói thật đâu, hắn đã trả giá đắt, bị dạy dỗ, dù sao ca ca ngươi xử tử hắn cộng sinh thú. Hắn tuy nhiên làm chuyện sai lầm, vậy cũng xóa bỏ. Nữ tử nói nghiêm túc. Vậy ta không dùng giáo huấn hắn. Đương nhiên không cần, kỳ thật, chúng ta đã từng còn là vô cùng tốt bằng hữu, hắn có thể một lần nữa tỉnh lại, ta kỳ thật rất cao hứng dùm cho hắn. Hắn đã một lần nữa trở thành học cung đệ tử, cái kia cũng có thể một lần nữa trở lại quỹ đạo chính, ta càng muốn mong ước hắn, về sau có thể cố gắng thông qua, đạt được mơ ước thành tựu. Tình tình tỷ, người thật sự là quá thiện lương, lấy ơn báo oán, ca ca có thể tìm tới người dạng này nữ hài, thật sự là vận khí của hắn. Lâm Tiêu Tiêu trong mắt tràn đầy vẻ tôn kính. Nữ tử mặt mỉm cười, nói, tốt, không trò chuyện những thứ này chuyện cũ năm xưa, ta mới học một thủ khúc, Tiêu Tiêu muốn nghe hay không nghe. Nghĩ. Không lâu sau đó, dễ nghe tiếng đàn lần nữa tại trong đình viện phiêu đãng, nữ tử đánh đàn, ôn nhu như họa. Thẳng đến trạng vạng tối, Lâm Tiêu Tiêu lúc này mới rời đi. Đưa đi Lâm Tiêu Tiêu, nữ tử trở về trong sương phòng, sắc mặt nàng tựa hồ lãnh đạm một số. Nàng không biết, ở nơi nào tìm ra một tấm màu đen giấy. Tờ giấy kia phía trên in một đóa huyết sắc hoa, xem ra vô cùng yêu diễm. Nữ tử chấp bút, nhiễm một số bạch mặc, sau đó tại giấy đen bên trên viết. Treo giải thưởng, huyết hoa điện, giết một người, viêm hoàng học cung đệ tử Lý Thiên Mệnh, linh nguyên cảnh nhất trọng. Tiền thưởng, 1000 màu vàng thiên văn bảo ngọc. Sách người này, thủ cấp, lĩnh thưởng. Viêm hoàng học cung chiếm diện tích rộng lớn. Trong đó Phượng Hoàng Điện cơ hồ là lớn nhất cung điện. Phượng Hoàng Điện quay chung quanh, Phượng Hoàng Sơn, thành lập, ngàn lầu vạn các, kéo dài 10 dặm. Cái này Phượng Hoàng Điện, hết thảy có 3 cái toàn khối. Lớp cao cấp tại Phượng Hoàng Sơn đỉnh chóp, trung cấp ban thì tại sườn núi,
mà vừa mướn vào lớp sơ cấp, hết thảy 10 cái ban, trên cơ bản đều tại chân núi. Luận thiên địa linh khí, khẳng định là cao cấp ban tốt nhất. Trên thực tế theo lớp sơ cấp thăng nhập lớp cao cấp quá trình, học cung đệ tử lại không ngừng giảm bớt. Cái kia một số người theo không kịp thiết tấu, tiếp theo lưu ban, mà lùi về sau học, cho nên có thể một đường thuận lợi tốt nghiệp, cũng đã tương đối khá. Mộ Uyển thượng sư, Mộ Uyển ban, vẫn là tại chỗ cũ, tại một mặt gọi là Phi Linh Hồ, bên cạnh hồ một bên. Nơi này có trên trăm tòa lâu phòng, mỗi một năm Mộ Uyển ban 50 cái học cung đệ tử, liền ở chỗ này tu luyện trưởng thành. Lần trước Mộ Uyển ban đã lên trung cấp ban, cho nên Phi Linh Hồ trống không. Lý Thiên Mệnh là lần này tiên tiến nhất Mộ Uyển ban đệ tử, nhưng hắn thông quan sau trở về bồi một chút mẫu thân. Hôm nay tới thời điểm, Phi Linh Hồ đã náo nhiệt, không ít vừa mới tiến đến đệ tử trẻ tuổi chính bao hàm hưng phấn, bốn phía du thoán. Lý Thiên Mệnh, người tiến đến. Hắn vừa tới đến Phi Linh Hồ, bên tai thì truyền đến Mộ Uyển thượng sư thanh âm. Hắn hoài nghi cái này khắp nơi đều là con mắt của nàng, không phải vậy làm sao chính mình vừa tới gần, liền để nàng đuổi kịp. Lại một lần bị đơn độc gọi vào Mộ Uyển thượng sư, Mộ Phong Đường. Nơi này là thượng sư ngày thường tu hành địa phương, cũng là nàng giáo huấn đệ tử địa phương. Lý Thiên Mệnh gõ cửa mà tiến, chỉ thấy nơi xa trong đình viện, Mộ Uyển thượng sư lười biếng núp ở một cái ghế nằm. Trên người nàng che kín lông chồn chăn lông, một đôi thon dài trắng như tuyết chân lộ ở bên ngoài. Lý Thiên Mệnh lúc tiến vào, nàng vừa tốt trở mình tử, duỗi ra lưng mỏi, cái kia đường cong hoàn mỹ thật gọi người máu mũi chảy đầm đìa. Lý Thiên Mệnh chính là chính nhân quân tử, cho nên chứng trạc đàng hoàng, nhìn không chớp mắt. Đó là bởi vì, hắn biết rõ, chỉ phải nhìn nhiều vài lần, liền sẽ bị Mộ Uyển thượng sư tìm được cớ đánh một trận tơi bời. Biến thông minh, muốn kiếm cớ đánh người một chầu đều không có cơ hội. Mộ Uyển thượng sư trên mặt ý cười nhìn lấy hắn. Thượng sư hòa ái dễ gần, ôn nhu rung động lòng người, yêu nhã ôn hòa, sao có thể đánh người. Im miệng, qua đến cho ta vò xoa bả vai. Mộ Uyển mềm mại đáng yêu cười một tiếng, giống như có một loại ám chỉ. Nhưng giả dụ thật sự cho rằng là ám chỉ mà càn rỡ lời nói, sẽ bị đánh rất thảm. Khụ khụ, Lý Thiên Mệnh luôn cảm thấy có bẫy. Người cái này phụ lòng đồ chơi, người biết thượng sư nhận lấy ngươi, cần đứng vững bao nhiêu áp lực sao? Còn không mau tới cảm ơn, Mộ Uyển trợn trắng mắt. Như thế thật, còn lại 9 cái thượng sư đều đối Lý Thiên Mệnh biểu hiện làm như không thấy. Nàng lúc này thời điểm hết sức giúp đỡ, xác thực đáng giá cảm ơn. Lý Thiên Mệnh liền đi lên, đứng ở phía sau cho nàng nắn vai. Nói thật, có thể cho đại mỹ nhân này nắn vai, có thân mật da thịt tiếp xúc, căn bản không tính bị tội a. Lý Thiên Mệnh có một loại vai nơi tay, thiên hạ ta có hào khí vượt mây, tại hắn thuần thục kỹ xảo phía dưới, Mộ Uyển hết sức thoải mái, còn kém lẩm bẩm. Đem ngươi cộng sinh thú lấy ra chơi đùa, Mộ Uyển bỗng nhiên nói. Lý Thiên Mệnh nghĩ thầm mình không thể một người bị nữ ma đầu này, trà đạp lập tức thừa cơ đem tiểu hoàng gà móc ra. Vật nhỏ này còn tại nằm ngáy o o, liền bị Mộ Uyển lấy đến trong tay vuốt vuốt. Người nào mẹ nó, rời giường khí nóng này tiểu hoàng gà đang muốn chửi ầm lên, mở mắt xem xét, trước mắt là cái mùi thơm nước mũi mỹ nhân. Mà lại, mỹ nhân này, còn đem nó đặt ở ngực vị trí. Nó nhất thời thu hồi vẻ giận dữ, ngã hoạt tại Mộ Uyển trong tay, hưởng thụ lấy nàng, vuốt vuốt. Lý Thiên Mệnh nhìn trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới cái này tiểu hoàng gà vô sỉ như vậy. Thật thú vị, người con gà con nhì rất thú vị. Mộ Uyển thượng sư quay đầu nhìn một chút hắn. Thượng sư, nói như ngươi vậy, ta có thể gặp sẽ. Lý Thiên Mệnh ngượng ngập nói. Có thể a, Lý Thiên Mệnh, ngay cả ta cũng dám đùa giỡn, phạt ngươi cho ta liên tục vò vai một tháng. Mộ Uyển cười xấu xa nói. Chúng chiêu. Khóc không ra nước mắt. Bất quá, còn có thể vò vai một tháng, giống như kiếm lời. Chỉ cần thượng sư cao hứng, đệ tử đánh bạc cái này cái tính mạng, đều muốn cho ngươi vò vai. Lý Thiên Mệnh thấy chết không sờn nói. Lan, làm đến ta kiếm lời vô cùng lớn tiện nghi giống như, đi, hôm nay tìm ngươi đến, nói cho ngươi chính sự. Nàng nghiêm túc, Lý Thiên Mệnh liền ngừng tay chỉ, đợi nàng nói chuyện. Thượng sư mời nói. 3 năm trước đây, có cái trùng hợp, cá nhân ta cảm thấy rất thú vị. Người chuyện kia sau khi phát sinh, không đến 10 ngày, truyền đến Lâm Tiêu Đình đạt được thánh thú chiến hồn tin tức. Mộ Uyển cái kia ánh mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn nhìn. Thượng sư muốn nói cái gì đâu?
Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta đang suy nghĩ à, thánh thú chiến hồn là của ngươi chứ? Ngươi theo Trầm Uyên chiến trường sau khi trở về, có một ngày, ta nhìn thấy Kim Vũ Long Vũ có chút kỳ quái, cảm giác có một loại thượng cổ khí tức tồn tại, nhưng không có suy nghĩ nhiều. Mộ Uyển theo dõi hắn hỏi, đây là 3 năm qua, cái thứ nhất hỏi Lý Thiên Mệnh loại vấn đề này ngươi. Những người khác, Lý Thiên Mệnh coi như nói chân tướng, cái kia cũng không ai tin. Lý Thiên Mệnh vẫn chưa trả lời, Mộ Uyển một lần nữa nằm, nàng nói, cho nên a, ta mặc dù là người ngoài cuộc, nhưng là mình não bổ một chút cố sự, người có muốn hay không nghe? Đương nhiên nghe, ta rất là ưa thích nghe chuyện xưa. Lý Thiên Mệnh nói, cố sự này, có một cái nam hài cùng nữ hài. Bọn họ mến nhau 1 năm, nam hài yêu nữ hài, nhưng nữ hài giống như có ý khác. Có một ngày, nam hài đạt được trên đời trọng bảo, hắn chỉ nói cho nữ hài một người. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, nữ hài hội lấy tin tức này làm ván nhảy, leo lên danh môn công tử, liên hợp danh môn công tử cướp đi trọng bảo, bôi nhọ lại phế bỏ nam hài, để nam hài vạn kiếp bất phục. Sau khi nói xong, nàng quay đầu giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Lý Thiên Mệnh, hỏi, người cảm thấy cố sự này như thế nào? Chân thực sao? Thượng sư sức tưởng tượng rất không tệ, nhưng ta cảm giác có chút sốc nổi, dù sao nam hài nữ hài kêu lên, giống như có chút xấu hổ. Lý Thiên Mệnh cười nói. Câu nói này nói ra miệng, Mộ Uyển ngóng nhìn hắn thật lâu. Nàng cũng không phải là nói đùa, mà chính là rất chăm chú nhìn Lý Thiên Mệnh. Con người của ta, có lúc thẳng tự tư, cũng ưa thích trêu cợt người, nhưng là làm sao nói, tâm lý còn có một số nho nhỏ tinh thần chính nghĩa. Nếu như cố sự này bên trong, thiếu niên kia có thể cố tìm đường sống trong chỗ chết, ta ngược lại thật ra nguyện ý một chút trợ giúp một chút. Mộ Uyển thượng sư lắc đầu cười nói. Vậy hắn ngược lại là thẳng may mắn, dù sao, người tốt thật không nhiều. Lý Thiên Mệnh nói. Nhưng là, ta nhất định muốn nhắc nhở hắn, nắm giữ mới cơ hội về sau, nhất định muốn chân thật tu luyện. Tuyệt đối không nên, để cừu hận che đôi mắt, không muốn hủy đi chính mình cơ hội sống lại, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, lúc này mới 3 năm. Mộ Uyển nghiêm túc mà trực tiếp nói. Lý Thiên Mệnh minh bạch nàng ý tứ, nói những lời này chính là nàng hôm nay tìm mục đích của mình. Hắn thật vô cùng cảm kích, tại cái này thế đạo hỗn loạn bên trong, có thể gặp được đến dạng này thượng sư, là vinh hạnh của hắn. Hắn hít sâu một hơi, nói, thượng sư, có lẽ hắn muốn nói với ngươi, 3 năm này hắn nằm gai nếm mật, chính là vì đưa cửu nhân xuống địa ngục, hắn không phải quân tử, đợi không được 10 năm. Nếu như hắn thật nghĩ như vậy, ta cũng không ngăn cản được. Nhưng, nhất định muốn nhớ kỹ, chân chính Avenger, sẽ không lại làm lấy trứng chọi đá chuyện ngu xuẩn. Báo thù kế hoạch một khi thất bại, cửu nhân càng có thể tiêu diêu 100 năm, đây mới thực sự là bi ai. Nhưng là nếu như là, liền lên sư đều xem thường hắn đây. Lý Thiên Mệnh hỏi. Mộ Uyển nhếch miệng, không nói gì. Hắn lần này mục tiêu, muốn vào thiên phủ, nếu như hắn có thể đi vào thiên phủ, như vậy về sau, hết thảy cũng có thể. Bất quá thỉnh thượng sư yên tâm, hắn có thường nhân không có niềm tin, có loại này niềm tin người, hắn sẽ không thua, bởi vì không có người biết. 3 năm này, hắn đến cùng bị qua cái gì? Lý Thiên Mệnh không nghĩ tới, tại Mộ Uyển thượng sư bên này, chính mình vậy mà tìm được loại kia bệnh tâm thần cảm giác. Tâm tình của hắn điên cuồng phóng thích ra. Giờ phút này hắn cảm giác mình cũng là một đầu điên cuồng dã thú, máu tươi của hắn xé toang mạch máu, thậm chí vọt vào não tử, giống như toàn bộ thế giới đều biến thành màu máu. Mà huyết sắc bên trong, 3 năm trước đây một màn kia, còn đang không ngừng lặp lại. Kim Vũ trên thân những cái kia bị nhổ lông vũ tản mát đầy đất. Mỗi một mảnh đều là nhiễm lấy nó thống khổ nước mắt cùng máu tươi. Thiên Mệnh, cứu ta. 4 chữ này, tựa như là độc châm một dạng vào trong đầu, loại kia nhói nhói cảm giác, có thể khiến người ta biến thành dã thú. Này huyết sắc như thế nồng đậm, thậm chí để hắn có chút không thở nổi. 3 năm. Nó tại một cái thế giới khác có khỏe không? Nó hội hận chính mình, đều 3 năm. Còn không có cho nó một cái công đạo sao? Ai nói, nó có thể đợi 10 năm, chính mình có thể đợi 10 năm. Giờ khắc này tâm tình, để lồng ngực của hắn tựa hồ tràn đầy dung nham, còn có vô số dung nham tràn vào đi, tùy thời đều có thể nổ tung lên. Hài tử. Đúng vào lúc này, có một cái ấm áp mà mềm mại trước ngực, để hắn hừng hực tâm có thể dựa vào. Có lẽ loại này ôn nhu trước ngực, trời sinh đều có khiến người ta bình ổn lại lực lượng. Trong mắt của hắn huyết sắc dần dần biến mất. Nguyên lai là, Mộ Uyển nhẹ nhàng ôm lấy hắn,
hai tay nhẹ phẩy đầu của hắn cùng phía sau lưng, để giờ phút này như dã thú hắn có thể bình tĩnh trở lại. Cái này mềm mại trước ngực, thật là khiến người ta khó quên a. Thượng sư, ta về sau nhiều biểu diễn mấy lần vừa mới trạng thái, người còn có thể dạng này ôm ta sao? Lý Thiên Mệnh đột nhiên hỏi. Nghịch ngợm, Mộ Uyển thượng sư không có buông tay ra cánh tay, cũng có thể dùng ôn nhu tan dã một ngọn núi lửa, cũng là một loại cảm giác thành tựu, cho nên nàng thật hài lòng. Nhưng mà, bàn tay của nàng nắm Lý Thiên Mệnh trên cổ thịt, một chút vặn một cái, để Lý Thiên Mệnh đau đến nhe răng trợn mắt. Để ngươi cảm thụ cảm giác, dám đùa bỡn ta là kết cục gì? Mộ Uyển lúc này mới buông ra, cười trên nỗi đau của người khác nhìn lấy hắn. Thượng sư, ta vẫn là kiếm lời. Tuy nhiên cổ bị đau, có điều vừa mới nhu ấm áp mùi thơm, thật sự là khó quên a. Lan, Mộ Uyển phát hiện, chính mình lại còn trấn không được hắn. Hắn giống như thay đổi, 3 năm trước đây Lý Thiên Mệnh, rất ngoan rất ngây thơ. Được rồi, tuyệt đối trượt. Lý Thiên Mệnh bắt ở bên cạnh xem trò vui tiểu hoàng gà, nhanh như chớp liền chạy. Dù sao tiện nghi đều chiếm được, phải trả lưu tại nơi này, tuyệt đối còn muốn bị đánh. Chỉ là, làm phong theo cái mũi, trong mồm rót vào thời điểm, hắn mới phát hiện, lồng ngực lửa, kỳ thật còn đang thiêu đốt. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Phượng Hoàng Sơn về sau. Hắn biết, bên kia cũng là thiên phủ phương hướng. Hắn cùng nàng, bây giờ nói không chừng đã nghe được chính mình trở về tin tức. Trước mắt thông quan chiến còn không có kết thúc. Các loại thông quan chiến triệt để kết thúc, Viêm Hoàng học cung danh ngạch đủ quân số, lại có mấy ngày tu chỉnh, bài vị chiến mới có thể chính thức cử hành. Lý Thiên Mệnh còn có một đoạn ngắn xông vào thời gian, cho nên theo, Mộ Phong Đường, trở về, hắn chuẩn bị an tâm tu luyện. Học cung nơi ở từ thượng sư thống nhất an bài, trực tiếp đi nhận lấy một cái chìa khóa là có thể. Để Lý Thiên Mệnh ngoài ý muốn chính là, phụ trách an bài phân phát chìa khóa lại là, bạn học cũ, Lâm Thanh Vũ. Phương Chiêu đâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Viêm Hoàng chiến trường bên kia còn có một chút sự tình, ta trước đến bên này giúp Mộ Uyển thượng sư một điểm nhỏ bận bịu. Lâm Thanh Vũ nói. Cho ta một cái thanh tịnh vị trí. Lý Thiên Mệnh nói. Được, Lâm Thanh Vũ cho hắn một cái chìa khóa, tuyệt đối vô cùng xa xôi. Thanh Vũ, gặp lại, cầm tới chìa khóa về sau, Lý Thiên Mệnh cùng với nàng tạm biệt. Nói thật, Lâm Thanh Vũ đã tính toán thật tốt, chí ít không cùng Phương Chiêu một dạng bỏ đá xuống giếng. Thiên Mệnh, rời đi thời điểm, nàng hô một tiếng. Có việc, Lý Thiên Mệnh quay đầu lại hỏi. Trước đó Phương Chiêu lúc trở về, bởi vì ngươi, hắn hết sức tức giận, hắn nói. Hắn qua vài ngày muốn để giáo huấn ngươi một lần. Nếu như hắn tới, ngươi đừng ra cửa là có thể, hoặc là trước bẩm báo thượng sư đi. Lâm Thanh Vũ nói. Hắn hiện tại cảnh giới gì? Đối với Phương Chiêu dự định, Lý Thiên Mệnh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Có ít người tổng có một ít cảm giác ưu việt, cho là mình nhiều tu luyện 3 năm, liền có thể như thế nào. Linh nguyên cảnh tầng thứ 2, sắp đột phá tầng thứ 3. Lâm Thanh Vũ nói. Thời gian 3 năm. Liền để hắn theo thú mạch tầng thứ 9 đến linh nguyên cảnh tầng thứ 2, như thế đổ bỏ đi, ngươi để hắn trực tiếp tới tìm ta. Lý Thiên Mệnh nói, 3 năm trước đây, chính mình cho hắn ra mặt, 3 năm sau, cũng bởi vì mấy câu bất hòa, ảnh hưởng tới hắn làm, sư ca cảm giác ưu việt, liền muốn tuyên bố đến đánh chính mình. Đối với loại này người, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể ha ha. Ngươi làm gì tự mình chuốc lấy cực khổ? Lâm Thanh Vũ lắc đầu nói. Ngươi lại làm sao biết? Ta là tự mình chuốc lấy cực khổ. Phương Chiêu thiên phú, tại học cung xác thực không tính là gì, nhưng dù sao không phải 15-16 tuổi. Nàng nhắc nhở. Lý Thiên Mệnh nở nụ cười, sau đó quay người. Tại phía sau hắn còn có không ít đệ tử mới vây xem, chỉ bất quá Lý Thiên Mệnh tới gần, bọn họ vội vàng tản ra, giống như Lý Thiên Mệnh trên người có ôn dịch giống như. Theo trở lại học cung bắt đầu, ngoại trừ Mộ Uyển thượng sư, giống như liền không có nguyện ý tới gần người của hắn. Người này là kẻ ngu. Phương Chiêu sư huynh muốn giáo huấn hắn, hắn vậy mà còn dám mạnh miệng. Ta có chút không nghĩ ra, loại này có tiếng xấu bại loại, Mộ Uyển thượng sư vì cái gì còn muốn chiêu tiến đến, sớm biết, ta thì không chọn Mộ Uyển ban. Cùng hắn tại trung lớp, thật sự là phiền muộn, loại này người 3 năm trước đây chết rồi. Lâm Tiêu Đình có chút quá nhân từ, muốn là ta, trực tiếp xử tử hắn, đều không người nói cái gì. Được rồi, bớt tranh cãi. Ta cảm giác Mộ Uyển thượng sư thẳng thích hắn. Tốt a. Dạng này đối thoại, đối Lý Thiên Mệnh tới nói cũng không có gì sáng ý,
lỗ tai hắn đều nghe ra vết chai. Hắn rất đơn giản cũng rất thực sự, Lâm Thanh Vũ cho hắn tìm nơi ở xác thực vắng vẻ, thậm chí mấy năm đều không người ở qua. Nơi này cũng không đánh quét, khắp nơi đều là cỏ dại, Lý Thiên Mệnh mới lười nhác thanh lý, quản nó mùi thối ngút trời, một mồi lửa toàn bộ đốt đi, sau đó bắt đầu tu luyện. Hắn hiện tại tu luyện nhiệm vụ rất nặng, có 4 môn chiến quyết đều mới nhập môn, còn cần lấy hỏa ngọc điên cuồng hấp thu thú nguyên để cao cảnh giới. Bài vị chiến chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, hiện tại liền muốn giành giật từng giây. Hỏa ảnh mê tung bộ, bôn lôi cửu thiên cùng minh hỏa quỷ trảo, đều tại thông quan chiến phát huy kỳ hiệu, nói rõ những thứ này chiến quyết xác thực thích hợp bản thân. Nhưng chính hắn rõ ràng, lấy trước mắt trình độ muốn tiến thiên phủ, cùng thần diệu, Lâm Tiêu Tiêu những người kia so sánh, khẳng định kém một chút. May mà còn có thể thông quan chiến trước đó xông vào một chút. Cái này với hắn mà nói là vô cùng quan trọng nhất chiến, lần này không tiến thiên phủ, về sau liền phải chờ còn lại khảo hạch cơ hội, ảnh hưởng mẫu thân chữa bệnh thời gian. Vệ Tịnh cho dù có thanh linh thảo, khả năng cũng kiên trì không lâu. Tiếp đó, Lý Thiên Mệnh nắm chặt thời gian, mặc kệ là ban ngày hay là ban đêm, hắn ai cũng không gặp, chuyên tâm đắm chìm trong tu luyện. Tiểu hoàng gà có thể buông ra ăn màu vàng thiên văn hỏa ngọc, cái này có thể đem nó vui như điên. Mỗi ngày đều đem hỏa ngọc xem như hạt dưa một dạng gặp, mở miệng một tiếng, cái kia hùng hồn bá đạo hỏa diễm lực lượng bạo phát đi ra, để nó toàn thân tiếp tục bốc hỏa. Bất quá nó không quan trọng, có lúc không chịu nổi, thì chuyển rời đến Lý Thiên Mệnh trên thân, để hắn cũng cùng một chỗ nhiệt hỏa thiêu đốt. Tâm lý có niềm tin người, tu luyện đều làm ít công to. Tăng thêm có đỉnh cấp thiên phú và đầy đủ hỏa ngọc cung ứng, hắn cùng tiểu hoàng gà các phương diện tiến bộ quả thực tiến triển cực nhanh. Cuối cùng, bọn họ đang tiêu hao 300 hỏa ngọc về sau, thành công đột phá đến thú mạch cảnh tầng thứ 9. Đây là thú mạch cảnh viên mãn cảnh giới, đến cảnh giới này, nói rõ toàn thân tất cả thú mạch đều đã quán thông, là một cái hoàn chỉnh viên mãn. Tu hành thứ một cái đại cảnh giới đã hoàn thành. Đến đón lấy cũng là linh nguyên cảnh tu luyện. Cần đầu tiên ngưng tụ ra linh nguyên tới. Lý Thiên Mệnh có thành tựu linh nguyên cảnh kinh nghiệm. Bất quá tạm thời còn không nóng nảy, thú mạch cảnh viên mãn về sau, Lý Thiên Mệnh bọn họ vĩnh hằng luyện ngục thú nguyên đã tương đương hùng hồn thô bạo. Hắn cần trước củng cố một chút cảnh giới trước mắt. Đồng thời, cái kia 4 môn chiến quyết còn cần tiếp tục ma luyện. Liên quan tới linh nguyên cảnh, Lý Thiên Mệnh có kinh nghiệm, mà tiểu hoàng gà có tu luyện chi pháp. Lý Thiên Mệnh nghe hắn nói, đến thú mạch cảnh tầng thứ 9 về sau, nó huyết mạch bên trong mang theo, vĩnh hằng luyện ngục kinh, đã xuất hiện linh nguyên cảnh tu luyện công pháp. Sau đó phải ngưng tụ linh nguyên, từ tiểu hoàng gà đến chủ đạo là có thể. Linh nguyên cảnh là cảnh giới toàn mới, Lý Thiên Mệnh đã tràn đầy chờ mong. Vừa vặn vững chắc cảnh giới, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến thanh âm huyên náo. Lý Thiên Mệnh liền biết, Phương Chiêu đến tìm mình. Cái này đồng thời cũng nói, hắn đã giúp xong. Thông quan chiến cũng đã kết thúc, có lẽ thì cái này 2-3 ngày thời gian, bài vị chiến thì muốn bắt đầu. Trước khi đại chiến áp bách, đã như cự thú một dạng tới gần. Lý Thiên Mệnh, ta mang các huynh đệ cùng một chỗ tới thăm ngươi. Cửa truyền đến Phương Chiêu thanh âm, nhìn động tĩnh người còn không ít. Lý Thiên Mệnh thu thập một chút đi ra ngoài. Ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên có không ít người, đều là trước kia mộ huyền ban, hiện tại cũng thăng nhập trung cấp ban. Hết thảy 7-8 cái, đều là khuôn mặt quen thuộc. Lúc trước vừa tới học cung, đều là tập hợp một chỗ chơi đùa, cùng một chỗ tu luyện đồng học. Lâm Thanh Vũ cũng trong đám người, nhưng là nàng có chút ưu sầu, bởi vì nàng biết Phương Chiêu là vì sao mà đến. Phương Chiêu, Thanh Vũ, Quan Hùng, Triệu Dĩnh, Trần Khôn Hòa. Đều là khách ít đến, đã lâu không gặp, Lý Thiên Mệnh mặt mỉm cười. Đúng vậy, 3 năm trước đây người muốn không làm mất mặt sự tình. Hiện tại cũng cùng chúng ta cùng một chỗ thăng nhập trung cấp ban, hoàn toàn không dùng cùng một đám tiểu bằng hữu lăn lộn cùng một chỗ. Phương Chiêu có chút âm dương quái khí mà nói. Lý Thiên Mệnh, người cũng không biết, người phạm phải sai lầm lớn về sau, chúng ta cả một cái ban huynh đệ, đi ra ngoài đều không ngẩng đầu được lên. 3 năm, tất cả mọi người thật vất vả quên ngươi, ngươi nhưng lại đi ra mất mặt. Lô Quan Hùng lắc đầu nói. Mọi người rất lâu không thấy, không cần phải tự ôn chuyện sao. Chư vị nghe giống như là tại thảo phạt ta đây, Lý Thiên Mệnh cười nói. Ngoại trừ những bạn học cũ này, có không ít bạn học mới cũng bị hấp dẫn mà đến, tại phụ cận vây xem. Những ngày này bọn họ đã biết nhau, nhưng duy chỉ có không ai bái phỏng Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh,
hiện tại thì sợ sao? Vài ngày trước, ngươi còn khiêu khích ta, để cho ta tới tìm ngươi đây. Phương Chiêu liếm liếm đầu lưỡi, sắc mặt âm trầm hỏi. Đó cũng không phải, chẳng qua là cảm thấy đã từng còn có chút tình cảm, cho nên không tốt làm ý tứ đánh ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Nghe nói như thế, mấy người bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Bọn họ nghe nói Lý Thiên Mệnh sau khi trở về vẫn rất phách lối, hiện tại xem xét quả là thế. Không có gì đáng nói, hắn đến nay vẫn là như thế ngu xuẩn, Phương Chiêu, làm hắn đi, để hắn nhớ lâu một chút. Đúng, để hắn kiến thức một chút, trung cấp ban sư huynh, không phải phế đi 3 năm hắn có thể so sánh. Tại bọn họ giật dây phía dưới, Phương Chiêu cố mà làm. Hắn chỉ Lý Thiên Mệnh, nói, kỳ thật ta là đang trợ giúp ngươi, để ngươi nhớ lâu một chút. Về sau, ngươi gặp lại những sư huynh sư tỷ khác, liền biết muốn lấy tôn kính thái độ đối đãi bọn hắn, tránh khỏi để cho người khác đánh thảm hại hơn. Vậy ta thật là đến cảm ơn ngươi. Lý Thiên Mệnh nhìn không được cười lên. Hắn loại này thái độ thờ ơ, quả thật làm cho Phương Chiêu có chút lên cơn giận dữ. Phong Linh Hạc. Phương Chiêu triệu hoán ra cộng sinh thú. Đó là một cái trắng như tuyết tiên hạc, chỉ có một phần nhỏ lông vũ mang theo màu mực. Phong Linh Hạc tôn quý mà cao nhã, cánh triển khai phi thường to lớn, cái kia một bộ kiêu ngạo biểu lộ, ngược lại là cùng thời khắc này Phương Chiêu giống như đúc. Cái này Phong Linh Hạc, chính là hạ phẩm cấp 5 cộng sinh thú, thuộc về vừa thỏa mãn Viêm Hoàng học cung tiêu chuẩn loại kia, vì bạo phong hệ phi cầm loại cộng sinh thú. Bất quá, Phương Chiêu linh nguyên cảnh tầng thứ 2, xác thực đầy đủ phát huy nó rất mạnh thực lực. Huynh Hòa, cái này Phong Linh Hạc là cái, ngươi muốn làm chút gì? Lý Thiên Mệnh đối trên bờ vai Tiểu Hoàng Gà nói. Quá xấu, không hạ thủ được, Tiểu Hoàng Gà khinh bỉ nói. Đây chính là tiên hạc, còn chưa đủ ưu mỹ. Lý Thiên Mệnh hoài nghi nó thẩm mỹ quan. Được chứng kiến Mộ Uyển Thượng sự ôn nhu, ta đối gà cùng chim đều đã mất đi hứng thú. Tiểu Hoàng Gà cười hắc hắc nói. Bỉ ổi. Lý Thiên Mệnh lúc nói chuyện, trên tay phải đã lấy ra lôi hỏa xiềng xích. Bất kể nói thế nào, Phương Chiêu linh nguyên cảnh tầng thứ 2, mà lại cùng hắn cùng tuổi, là chân chính ý nghĩa phía trên đáng giá kết giao nhọn đối thủ. Nếu như Lý Thiên Mệnh không mất đi Kim Vũ, cũng không có được qua thánh thú chiến hồn, như vậy hắn hiện tại cũng là trung cấp ban học sinh, đoán chừng lại so với Phương Chiêu cường một số. Một trận chiến này, vừa vặn có thể nghiệm chứng, chính mình phải chăng đã đuổi kịp đã từng sinh mệnh quỹ tích. Tại hắn đối diện, Phương Chiêu mặt mũi tràn đầy âm hiểm cười. Nắm trong tay của hắn lấy đồng dạng tam giai thú binh phong chỉ kiếm. Cái này là một thanh hẹp dài mảnh kiếm, cực kỳ sắc bén, hắn bắt đầu di động, dưới chân như có một trận thần phong, Lý Thiên Mệnh nhớ đến, thân pháp của hắn cũng nhất là xuất chúng. Dạng này một cái đối thủ, xác thực so thần đỉnh cường. Tốc độ của hắn, cũng so thần đỉnh khó đối phó rất nhiều, mà lại hắn phong linh hạc, đồng dạng nắm giữ linh nguyên thần thông. Nhưng là, Lý Thiên Mệnh chính là muốn đánh hắn. Phong Linh, động thủ. Phương Chiêu tay cầm phong chỉ kiếm, thi triển sơ phẩm nguyên cấp chiến quyết, toàn phong linh bộ. Thân ảnh của hắn như gió nhẹ nhàng, lóe lên mà tới, trong tay phong chỉ kiếm đã chỉ hướng Lý Thiên Mệnh mi tâm. Lý Thiên Mệnh, 3 năm không thấy, để ngươi nhấm nháp một chút, ta 3 năm này thành quả tu luyện. Trong tay hắn phong chỉ kiếm tại vung vẩy bên trong, kiếm khí kết thành kiếm hoa, bao phủ Lý Thiên Mệnh. Đến mức Lý Thiên Mệnh cộng sinh thú Tiểu Hoàng Gà. Thì hoàn toàn để hắn xem nhẹ. Phong Bạo Thiên Kiếm Quyết. Đây là một môn trung phẩm nguyên cấp chiến quyết, có thể tại linh nguyên cảnh tầng thứ 2 thì thi triển trung phẩm nguyên cấp chiến quyết, có thể nói Phương Chiêu xứng với Viêm Hoàng học cung trung cấp ban đệ tử thân phận. Hắn thân phận như vậy, trở lại quê hương của hắn thành trì, thành chủ đều sẽ đích thân ra nghênh tiếp. Hắn giờ phút này kiếm thế như là phong bạo, kiếm quang liễm diễm, gió lốc gào thét. Phong Linh Hạc đã chạy như bay lên, triển khai to lớn hai cánh, cuốn lên càng hung mãnh phong bạo. Cái kia phong linh hạc vừa nhọn vừa dài mỏ chim cùng móng vuốt, xem ra cũng cùng thú binh một dạng cứng rắn. Ngự thú sư cùng cộng sinh thú chiến đấu phối hợp, tại thú mạch cảnh theo võ pháp cùng thú pháp liên thông bắt đầu, đến linh nguyên cảnh cộng sinh thú nắm giữ cường hãn linh nguyên thần thông, trở thành chiến đấu chủ thể. Đến tu hành cái thứ 3 cảnh giới, quy nhất cảnh, cả hai phối hợp đạt tới đỉnh phong. Đến lúc đó quy nhất khí tràng, bên trong, cả hai so như tổng thể. Làm Phương Chiêu thi triển phong bạo thiên kiếm quyết thời điểm, cái kia phong linh hạc lấy cánh cùng móng vuốt, cũng có thể thi triển ra cái này chiến quyết thú pháp bộ phận. Bộ phận này,
Tên là Phong Bạo Thiên Trảo, hắn móng vuốt quả thực giống như là mấy cái thanh chủy thủ, xé rách dọc theo đường cây cối, trực tiếp chộp tới Lý Thiên Mệnh đầu. Tuy nói là đã từng bạn học cũ, nhưng là xuất thủ lên, có thể so sánh cửu nhân cũng còn muốn tàn nhẫn. Xem ra 3 năm trước đây nhát gan ngươi, hiện tại xác thực học được bản sự. Lý Thiên Mệnh cảm thấy buồn cười. 3 năm trước đây Phương Chiêu nhát gan sợ phiền phức, sợ hãi rụt rè, xem ra Viêm Hoàng học cung tu luyện, xác thực cho hắn dũng khí. Lý Thiên Mệnh, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng nên xem thường người nghèo yếu. Phương Chiêu kiếm pháp áp chế tới, khắp khuôn mặt là kích tình. Nghe nói như thế, Lý Thiên Mệnh sắp cười phun ra. Đạo lý là đạo lý này, nhưng mấu chốt là, 3 năm trước đây hắn cũng không có khi dễ qua Phương Chiêu. Ngược lại là người khác khi dễ hắn nhu nhược, Lý Thiên Mệnh trả lại cho hắn ra mặt. Tại đối phương áp chế dưới, hắn vừa mới tăng lên tới thú mạch cảnh tầng thứ 9 vĩnh hằng luyện ngục thú nguyên, giờ phút này hung mãnh bạo phát. Đối phương thân pháp lợi hại, nhưng là Lý Thiên Mệnh thân pháp càng thêm mê huyễn. Hắn động, tựa hồ không khí chung quanh đều đang thiêu đốt, nguyên một đám hỏa diễm cái bóng khó phân thật giả, mà hắn cộng sinh thú tiểu hoàng gà thi triển loại thân pháp này, lấy nó ấu tiểu thân thể, càng là hành tung khó lường. Đinh đinh đinh. Phương Chiêu cùng Phong Linh Hạc áp chế đi lên, kiếm ảnh cùng chảo ảnh liền nham thạch đều có thể mở mang. Đủ rồi a, Lý Thiên Mệnh đột nhiên quay người lại thể, trong tay lôi hỏa xiềng xích giống như rắn độc chui ra đi, trong nháy mắt cảm giác giống là một cây trường thương. Trường thương này phía trên lôi hỏa dây dưa, trong nháy mắt bạo phát trực tiếp xuyên thủng Phương Chiêu kiếm thế. Phong Linh Hạc vào lúc này muốn vòng sau, chỉ là phía sau lưng bỗng nhiên truyền đến kịch liệt đau nhức. Nó nhìn lại, một cái thiêu đốt lên hỏa diễm con gà con đang đứng tại cánh của nó phía trên, nhất trảo tử trực tiếp kéo xuống lông vũ cùng huyết nhục tới. Nhìn cái gì vậy, xấu so. Tiểu hoàng gà lần nữa hóa thành hỏa ảnh mê tung. Một câu nói kia để chuẩn bị vây công Lý Thiên Mệnh Phong Linh Hạc nổi giận, cao ngạo dễ hỏng nó, khó có thể chịu đựng loại khiêu khích này. Nó một chút thì váng đầu, truy đuổi tiểu hoàng gà mà đi, bị tiểu hoàng gà đùa bỡn xoay quanh. Không có gió Linh Hạc trợ giúp, Phương Chiêu cũng bị Lý Thiên Mệnh lôi hỏa xiềng xích bức lui. Hắn cảm thấy có chút xấu hổ, lần nữa múa kiếm giết tới. Thế nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ đến, Lý Thiên Mệnh nhanh hơn hắn. Trong tay hắn lôi hỏa xiềng xích thực sự quá linh nghiệm sống, mà lại tốc độ còn đầy đủ nhanh. Trong chớp mắt ngắn ngủi, lôi hỏa xiềng xích cùng phong chỉ kiếm giao phong hơn 10 lần, phát ra đinh đinh đương đương thanh âm chói tai. Cái kia lôi hỏa xiềng xích truyền đến cường hãn lực đạo, để Phương Chiêu cầm kiếm miệng hổ đều sắp bị đánh rách tả tơi. Làm sao có thể, hắn chỉ có thú mạch cảnh tầng thứ 9. Cái nào là như thế lực lượng cuồng bạo? Phương Chiêu tâm lý sinh ra thoái ý. Hắn tại cái này bỗng nhiên ở giữa bị Lý Thiên Mệnh ánh mắt dọa sợ. Hắn cho tới bây giờ đều không phải là nội tâm có kẻ mạnh cỡ nào, một khi bị áp chế, kiếm thế của hắn đều xử lý không tốt. Đúng vào lúc này, cái kia lôi hỏa xiềng xích tốc độ càng nhanh, trên đó hỏa diễm hung mãnh thiêu đốt, để hắn biến thành một đầu hỏa long. Cái này hỏa long nhanh đến sinh ra bóng chồng, ngay tại Phương Chiêu tâm thần biến hóa trong nháy mắt, hỏa long trong nháy mắt xuyên thấu kiếm thế, sau đó xoát 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 vài tiếng. Trực tiếp đem Phương Chiêu quấn quanh. Đây là trung phẩm nguyên cấp chiến quyết thiên hỏa thúc hồn. Lý Thiên Mệnh lần thứ nhất sử dụng, còn không thế nào quen thuộc, bất quá Phương Chiêu tâm cảnh quá kém, cho nên để hắn nhẹ nhõm thành công. Hắn cổ tay rung lên, lôi hỏa xiềng xích liền đem Phương Chiêu quấn quanh tam trọng. Hắn vĩnh hằng luyện ngục thú nguyên uy lực thông qua lôi hỏa xiềng xích, trong nháy mắt thiêu đốt đến Phương Chiêu trên thân, thiêu đến hắn bắt đầu ra chóc thịt bong. Bất quá trung phẩm nguyên cấp chiến quyết, sao lại chỉ là quấn quanh trói buộc đơn giản như vậy? Chỉ thấy Lý Thiên Mệnh co lại, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem Phương Chiêu vung. Phương Chiêu nhất thời kêu thảm, sau đó trên không trung bị ném một vòng, hai chân cách mặt đất, trong nháy mắt bị quăng tại Lý Thiên Mệnh sau lưng. 3. Phương Chiêu thân thể đập xuống đất, nhất thời có loại tan ra thành từng mảnh cảm giác. Kịch liệt đau nhức phía dưới, hắn phát ra một tiếng buồn bã hô, thê thảm hô, Phong Linh, nhanh cứu ta. Một bên khác, Phong Linh Hạc đang cùng tiểu hoàng gà bắt mê tàng đây. Nó căn bản không nghĩ tới Phương Chiêu quyết chiến bại thê thảm như vậy. Làm nó nhìn đến Phương Chiêu bị lôi hỏa xiềng xích cuốn lấy, trực tiếp phung tại trên mặt đất, rơi mắt nổi đom đóm thời điểm, nó nhất thời giận dữ. Giờ phút này, nó toàn thân lông vũ đều lóng lánh lên. Tại một luồng khí tức đáng sợ bên trong, nó toàn thân lông vũ hóa thành vô tận đao nhận.
trong nháy mắt bay ra, hướng về Lý Thiên Mệnh cuốn tới. Đây là Linh Nguyên Thần Thông Linh Phong Đao Nhận. Không thể không nói, cái này Linh Phong Đao Nhận rất đáng sợ, liền thân pháp đều rất khó ngăn cản. Nhưng, đáng tiếc Phương Chiêu quá khinh địch, không có ngay từ đầu liền lấy đến chấn áp Lý Thiên Mệnh. Dẫn đến lúc này thời điểm, Lý Thiên Mệnh một chút hất lên, đem Phương Chiêu kéo bay trở về, trực tiếp thẻ ở trước mặt mình, đi ngăn trở cái này Linh Phong Đao Nhận. A! À, sắp chết đến nơi, Phương Chiêu phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm, hai chân vậy mà đều đang run rẩy, sau đó có ảo 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 thanh âm truyền đến. Lý Thiên Mệnh cúi đầu xem xét, bất đắc dĩ lắc đầu, nói trắng ra là Phương Chiêu vẫn là 3 năm trước đây cái kia ngoài mạnh trong yếu đức hạnh. Cứ như vậy, hắn đã tè ra quần. Phong Linh Hạc thấy thế, vội vàng thu hồi thần thông, những cái kia lông vũ một lần nữa trở lại trên người của nó. Ở trong quá trình này, tiểu hoàng gà đột nhiên xuất hiện, một chiêu minh hỏa quỷ trảo trúng đích nó lúc ấy không có lông vũ bảo vệ trên cánh, nhất thời đem cánh xương cốt đều vỗ gãy. Phong Linh Hạc kêu thảm một tiếng, nửa bên cánh máu me đầm đìa, liền bay cũng không nổi. Mà bên này, bị thiên hỏa thúc hồn khống chế lại Phương Chiêu vốn là tại tiếp nhận hỏa diễm cùng lôi đình tra tấn. Tại tè ra quần thời điểm, còn để Lý Thiên Mệnh văng ra ngoài, trực tiếp đánh tới hướng Lý Thiên Mệnh đám kia bạn học cũ nhóm. Phương Chiêu trả lại cho các ngươi, nhớ đến nhắc nhở hắn muốn đổi cái quần. Lý Thiên Mệnh thu hồi lôi hỏa xiềng xích, mặt mỉm cười, bình tĩnh thong dong. Soạt, đám người bọn họ vội vàng tản ra, vậy mà không ai tiếp được Phương Chiêu, để Phương Chiêu hung hăng lại ngã trên mặt đất một lần, xương cốt đều té gãy. Dù sao, ai dám tiếp được một cái tè ra quần người a? Lý Thiên Mệnh, người hôm nay cho ta nhục nhã, ngày khác ta sẽ làm gấp 10 lần còn cho ngươi. Phương Chiêu tròn mắt tận nứt, đầy đỏ mặt lên, hắn chật vật đứng lên, toàn thân run rẩy nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Người vẫn là đổi cái quần, lại nói đừng nên xem thường người nghèo yếu đi. Lý Thiên Mệnh nói. Phương Chiêu bây giờ cái này buồn cười bộ dáng, vây xem rất nhiều người coi như không muốn cười, lúc này thời điểm cũng nhịn không được. Các vị, các ngươi không có ý định xuất thủ sao? Phương Chiêu khó có thể tin nhìn lấy Lô Quan Hùng, Lâm Khôn Hòa bọn người. Dạng này hỏi một chút, bọn họ mấy vị liếc nhau, đại khái có quyết định. Bọn họ cùng Phương Chiêu là cùng đi, Phương Chiêu bị giáo huấn như vậy, bọn họ nếu là không làm chút gì, trở lại trung cấp ban đều muốn bị người nhạo báng. Tuy nhiên, kỳ thật khi thấy Lý Thiên Mệnh đánh bại Phương Chiêu thời điểm, trong lòng bọn họ xác thực có một ít rung động. Vốn cho là Lý Thiên Mệnh hoang phế 3 năm, đã sớm để bọn hắn kéo ra chênh lệch, bọn họ đại khái có thể xuất ra sư huynh thân phận cùng thực lực tùy tiện chân áp. Nhưng là, hiện thực lại là Phương Chiêu tan tác. Thậm chí, bị hoảng sợ tiểu trong quần, mặt đều mất hết. Bây giờ bọn họ nhìn Lý Thiên Mệnh ánh mắt đã khác biệt, chí ít không còn dám mặt mũi tràn đầy chiêu tức, đem Lý Thiên Mệnh xem như một cái danh tiếng bại hoại ngu ngốc. Bất quá, bọn họ ngược lại cũng không sợ, dù sao mọi người ý kiến cũng thống nhất. Bọn họ, khẳng định phải liên thủ trấn áp Lý Thiên Mệnh, cho hắn một bài học. Lý Thiên Mệnh, đã trở lại học cung. Liền muốn thủ học cung quy củ, ngươi dám can đảm cố tình làm bậy, đả thương Phương Chiêu, không dạy dỗ một chút ngươi, ngươi sợ là nhớ không nổi chúng ta học cung quy củ. Lô Quan Hùng bọn họ kiên định đứng chung một chỗ, ánh mắt nóng rực nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Phương Chiêu là trong bọn họ yếu nhất một cái, tỉ như Lô Quan Hùng đã là linh nguyên cảnh tầng thứ 3, bọn họ liên thủ, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nhận mệnh. Loại lời này nói hết ra, thật không ngại mất mặt. Lý Thiên Mệnh đối bọn hắn đáng xấu hổ cảm thấy im lặng. Nói thế nào đã từng là đồng học, làm gì dạng này đuổi tận giết tuyệt. Không xuất sắc một cái cảm giác ưu việt, thật hội khó chịu a. À. Ngươi còn dám mạnh miệng, đám người bọn họ trấn áp xuống. Lý Thiên Mệnh nhìn bọn họ một chút sau lưng, bỗng nhiên cười nói, các ngươi dám ở Mộ Huyền ban, liên thủ đến khi phụ học cung tân nhân, hoàn toàn là không đem Mộ Huyền thượng sư để vào mắt.